Sư huynh A Sư huynh tập 36, Đại Vũ Đế Quân Đồ Sơn Thị Thuyết Minh tại kênh YouTube Recap Phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Tử Vũ thì trốn ở phía sau Tử Cửu liền vội vàng hành lễ, nhỏ giọng nói, đa tạ Sư huynh. Khuôn mặt của Tề Nguyên lão đạo mặc dù chấn định, nhưng cánh tay bên trong tay áo lớn lại nhẹ nhàng rung động mấy lần. Lý Trường Thọ đi về phía trước nửa bước, vừa vặn che lại chỗ thất thố của sư phụ. Lý Trường Thọ cười nói, sư phụ không cần lo lắng, đệ tử đã an bài thỏa đáng. Ai ra? Tử Cừu bình tĩnh nhìn trời, Tề Nguyên sư huynh, hai sư muội của ngươi gần đây không có rượu để uống. Tề Nguyên vội nói, Vũ Thi vẫn chưa bước lên con đường tu hành, tuổi tác cũng còn nhỏ, cũng không dám để cho nàng uống rượu. Nhất là linh tử tiên nhân. Tử Cừu nháy mắt mấy cái, nàng vừa định chĩa mũi dùi vào Lý Trường Thọ, lúc này cũng không nhịn được nổi lên một chút cảm giác tội ác, vội vàng giải thích chính mình không có cho Tử Vũ Thi uống rượu. Lý Trường Thọ ở bên cạnh cười khẽ, lại cầm một túi bảo năng ra, bên trong có linh đan rượu ngon, tất nhiên là đã sớm chuẩn bị cho Tử Cửu. Sau khi ở đây một lúc với sư phụ, Lý Trường Thọ liền rời đi cùng với sư phụ. Có thể nhìn ra, sư phụ đã là có một chút thỏa mãn, trên đường trở về vẫn luôn thấp giọng thì thào, nàng lại gọi ta là sư huynh, thật sự kỳ diệu, thật hay. Lý Trường Thọ uyển chuyển nhắc nhở, sư phụ, ngài vẫn nên để cho tâm tính của mình trẻ tuổi hơn một chút, tướng sinh từ tâm. Tề Nguyên lộ ra sắc mặt nghiêm nghị dạy dỗ, người đây là có ý gì, sư phụ là người như vậy sao? Vi sư đều đã hơn ngàn tuổi, nàng mới bao nhiêu tuổi? Chuyện này, sư phụ cần phải nhìn vấn đề này ở góc độ lâu dài. Lý Trường Thọ cười nói, hiện tại là như vậy, ngàn năm sau thì sao? 2000 năm sau thì sao? 3000 năm sau thì sao? Sư phụ, có phải hay không có cảm giác có thể tiếp nhận rồi? Tề Nguyên không khỏi ngẩn ra, nhưng vẫn là chán nản thở dài, khoát khoát tay, cưỡi mây mà đi. Lý Trường Thọ cười khẽ, quay người trở về bên trong đan phòng. Tùy sư phụ đi thôi. Lý Trường Thọ tiếp tục suy tư sự tình của Lục Áp. Việc này, liền giống như chính mình độ kiếp vậy, nếu như không có 9 thành 8 nắm chắc, tốt nhất là vẫn không nên chủ động ra tay. Nhưng nếu mình không ra tay, không có nghĩa là Lục Áp sẽ không ra tay đối với chính mình. Lý Trường Thọ trở lại mật thất dưới đất, nhìn chữ ổn treo ở trên tường, sau đó lại nhìn về phía bản đồ kho báu linh khí vừa được treo lên không lâu. Cuối cùng, vẫn là vấn đề thực lực. Mà đạo cảnh của chính mình hiện nay đã tăng lên vô cùng chậm chạp, đốn ngộ không sai biệt lắm phải cách nửa tháng mới có thể tới một lần, linh bảo đúng là con đường tắt để tăng cường bản thân. Sau khi ngồi trên bàn đọc sách, Lý Trường Thọ lấy ra một chồng người giấy, bắt đầu chế tác đạo nhân giấy phiên bản mới nhất, nâng bút nhắm vào phía sau đạo nhân giấy, viết xuống một chữ bảo. Nửa tháng sau, hơn 20 cỗ đạo nhân giấy, kiểu mới có thực lực có thể so với cảnh giới thiên tiên hậu kỳ, chỉnh chỉnh tề tề đứng trên mặt bàn, đồng loạt cúi chào Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ vỗ tay phát ra tiếng, những đạo nhân giấy này đồng thời quay người, nhảy vào trong hành trang của đạo nhân giấy vận chuyển. Đạo nhân giấy vận chuyển lắc mình biến hóa, hóa thành một thiếu nữ tuổi trẻ, thi triển thổ độn biến mất không thấy gì nữa. Khởi công. Bên trong đan phòng, Lý Trường Thọ ngồi ở trước lò luyện đan, nhìn chăm chú những ngọn lửa đang dập dờn, sử dụng một bộ phận tâm thần điều khiển đạo nhân giấy vận chuyển trèo đèo lội suối, tiến về phía Nam Thiệm Bộ Châu. Nếu là vào thời điểm Hồng Hoang sơ hiện, khắp nơi trên đất Hồng Hoang đều là bảo vật, tùy tiện đi hai bước, liền có thể nhặt được một chút bảo vật tiên thiên. Dù sao lúc ấy toàn bộ Hồng Hoang đều là tiên thiên đạo mới sinh. Nhưng bây giờ, Hồng Hoang đã tồn tại không biết bao nhiêu nguyên hội, một đợt lại một đợt đại kiếp không ngừng rơi xuống, sinh linh tiên thiên, long phượng, vu yêu, nhân tộc, vượt qua mấy cái đại thế, linh bảo tiên thiên chưa có xuất thế, giống như thánh nhân lão gia, là phượng mao lân giác chân chính, đã ít càng thêm ít. Cũng không đúng, trong Hồng Hoang, hẳn là có không ít người cất giữ phượng mao lân giác. Bây giờ muốn tìm bảo vật, lựa chọn đầu tiên chính là đi đến Trung Thần Châu, tỷ lệ gặp bảo khá lớn. Nhưng Lý Trường Thọ cũng không muốn đi tìm những cơ hội vu vơ, giống như chính mình ban đầu kiếm hảo cảm của Vạn Lâm Quân lão gia tử, chính là thông qua tính toán dày công, cẩn thận nghiên cứu. Sau đó chôn phục bút, cuối cùng mới đạt được độc kinh để bảo vệ bản thân. Tầm bảo cũng giống như vậy, nhất định phải mưu đồ tỉ mỉ mới được. Đầu tiên, hắn viết một quyển sổ tay quy tắc ứng xử tầm bảo. Cốt lõi của quyển sổ tay này chỉ có 3 điều, tính toán nhân quả được mất, cân nhắc vấn đề lương tâm, không thể làm nhân giáo mất mặt. Tiếp theo, cần phải xác định một cái mục tiêu phấn đấu chủ yếu. Thứ chủ yếu mà Lý Trường Thọ tìm kiếm lần này, chính là 3 kiện sát bảo xếp trước 3 của Triệu Đại Gia Lạc Bảo Đồng Tiền, hoặc được gọi là Lạc Bảo Kim Tiền. Thứ 3, hắn cần một cái kế hoạch hoàn thiện. Đoàn đạo nhân giấy tầm bảo xuất phát trước, toàn bộ kế hoạch tầm bảo đều đã được làm tốt, lại vì thế mà hao phí hơn 10 mấy cuốn vải vẽ. Cũng may gần đây không cần chế tác bách mỹ đồ và thu cung đồ mới, những vải vóc này dùng cũng liền dùng. Mà ngoại trừ 3 điểm trên, Lý Trường Thọ còn có sự chuẩn bị thứ 4, đó là liệu pháp tự an ủi đừng đau lòng ngay cả khi chẳng nhận được gì. Lần này, Lý Trường Thọ cũng không có mấy phần tự tin có thể tìm được Lạc Bảo Kim Tiền, đoàn người giấy tầm bảo còn chưa có xuất phát, liền đã làm tốt chuẩn bị tay không mà về. Tay không mà về chỉ cần không dính vào nhân quả, như vậy chính là không lỗ. Lây dính nhân quả lại không có một chút thu hoạch nào, đó mới là thua thiệt lớn. Lạc Bảo Kim Tiền chính là đồng tiền hàng mẫu,
do một vị nhân hoàng nhân tộc nào đó làm ra, tức là hai đồng tiền sớm nhất hồng hoang, đạt được thiên đạo công đức, rất có linh tính. Trong tay Lý Trường Thọ có hai đồng tiền, có nguồn gốc rất sâu với Lạc Bảo Kim Tiền. Chúng là phiên bản đồng tiền đầu tiên của nhân tộc, ở trên đó có một chút lực lượng công đức, không sai biệt lắm xem như là nhi nữ của Lạc Bảo Kim Tiền. Cho nên, lần này chính là một cuộc hành trình tìm đồng tiền mẹ. Lý Trường Thọ thật sự muốn đi vào bên trong động xuất cung bái một bái, nâng hai đồng tiền của chính mình, gọi một câu đối với lão quân. Lão quân, xin ngài thương xót hai đứa bé này, hãy đưa chúng và bố mẹ chúng về sống với nhau. Khục, đùa thôi. Lạc Bảo Kim Tiền có thể dùng để bói toán, nhưng công hiệu mạnh nhất của chúng nó, chính là có thể đánh rơi linh bảo tiên thiên. Mà thời khắc sáng chói của Lạc Bảo Kim Tiền, chính là ở bên trong lượng kiếp phong thần, bắt cóc Định Hải Thần Châu. Lúc đó, Triệu Công Minh bởi vì mấy vị thập thiên quân tử thương mà rời núi, ỷ vào Định Hải Thần Châu quét ngang mấy vị cao thủ xiển giáo, lại đuổi theo phó giáo chủ Nhiên Đăng dồn sức đánh một hồi. Bị đánh một trận, Nhiên Đăng chạy trốn tới Vũ Di Sơn, gặp hai lão đầu ngồi xổm trong góc đánh cờ. Hai lão đầu này quay lại nhìn, thấy đường đường là phó giáo chủ xiển giáo lại bị người đánh tơi bời, lập tức muốn xông lên hỗ trợ, tế ra Lạc Bảo Kim Tiền để đối phó với Định Hải Thần Châu của Triệu Công Minh. Lạc Bảo Kim Tiền vừa ra, Định Hải Thần Châu, Phược Long Tắc lập tức bị đồng tiền bắt cóc, làm cho Triệu Công Minh trở tay không kịp, chỉ có thể dương mắt nhìn. Triệu Công Minh vội vàng đến cướp lại bảo vật, thuận tay dùng một roi đánh chết một trong hai lão đầu, nhưng bởi vì mất đi trọng bảo như Định Hải Thần Châu, bản thân cũng bị Nhiên Đăng bức lui. Mà bắt đầu từ chuyện này, 24 viên Định Hải Thần Châu liền rơi vào trong tay của Nhiên Đăng. Nhiên Đăng đại khái là có lực lượng phản giáo. Tiện thể nhắc tới, hai lão đầu, một người tên là Tiêu Thăng, một người tên là Tào Bảo, ở trong chuyện xưa Phong Thần nguyên bản, sau khi lên Thiên Đình, đã trở thành thủ hạ của Triệu Công Minh, cũng chính là Chiêu Bảo Thiên Tôn cùng với Nạp Chân Thiên Tôn. Thiên Đình càng về sau càng có nhiều chuyện lý thú, những chuyện mà Lý Trường Thọ chưa từng nghe qua, hẳn là cũng sẽ rất đặc sắc. Lại nói đến sự tình tìm kiếm Lạc Bảo Kim Tiền. Muốn tìm Lạc Bảo Kim Tiền, đầu tiên liền phải cân nhắc, tìm được người nắm giữ Lạc Bảo Kim Tiền trong đại kiếp Phong Thần nguyên bản, cũng chính là Tiêu Thăng cùng với Tào Bảo. Vũ Di Sơn ở đâu trong hồng hoang? Lý Trường Thọ đã kiểm tra địa hình Trung Thần Châu, từ các nguồn khác nhau, đều không có tìm được bóng dáng của Vũ Di Sơn, ngược lại là tìm được mấy chỗ tên là Vũ Di Sơn tại Nam Thiệm Bộ Châu. Cẩn thận suy tư, chiến trường diễn ra đại kiếp Phong Thần hẳn chính là ở Nam Thiệm Bộ Châu, lúc ấy Triệu Công Minh truy đánh Nhiên Đăng, cũng đúng là ở trong phạm vi đó. Mà cân nhắc từ góc độ này, Tiêu Thăng cùng với Tào Bảo không giống như thực sự là cuộc gặp gỡ tình cờ, màn diễn kia có khả năng chính là do Nhiên Đăng lão đạo tính toán. Có một vấn đề, Lý Trường Thọ cũng nhất định phải suy nghĩ kỹ càng, nếu như chính mình thật sự bắt được Lạc Bảo Kim Tiền, sẽ có ảnh hưởng gì đối với đại kiếp Phong Thần. Triệu Công Minh chính là bị Lục Áp dùng đinh đầu thất tiến thư rủa chết, tuy có quan hệ cùng với Lạc Bảo Kim Tiền, nhưng quan hệ cũng không tính là quá nhiều. Lúc ấy Triệu Công Minh mất Định Hải Thần Châu, lại đi mượn Kim Giao Tiễn, đồng dạng vẫn là đè ép một phương xiển giáo, lúc này mới có cơ hội cho đinh đầu thất tiến thư lên sân khấu. Nhưng nếu chính mình lấy Lạc Bảo Kim Tiền đi, sẽ liền thiếu đi sự tình Triệu Công Minh, bởi vì mất Định Hải Thần Châu cho nên đi đến Tam Tiên Đảo mượn bảo kia, như vậy Vân Tiêu Tiên Tử có lẽ sẽ liền ít đi mấy phần liên lụy cùng với đại kiếp Phong Thần. Nhưng, Triệu đại gia chỉ cần bị giết, chuyện nên xảy ra vẫn sẽ nên xảy ra, vấn đề này vẫn rất khó giải quyết như cũ. Đoàn người giấy tầm bảo xuất phát 7 ngày, liền đã dò xét mấy chỗ có quan hệ với Vũ Di Sơn tại Nam Thiệm Bộ Châu, quả nhiên giống như suy nghĩ của Lý Trường Thọ, những chỗ thế tục cũng sẽ không có tăm hơi của luyện khí sĩ. Mà vì lý do ổn thỏa, Lý Trường Thọ khống chế đạo nhân giấy, cẩn thận tìm tòi một phen tại những địa phương kia. Hai đồng tiền phát hành lần đầu, phòng thôi diễn kia, Lý Trường Thọ cũng để cho đoàn đạo nhân giấy tầm bảo mang theo, tăng cao tỷ lệ gặp được bảo. Nhưng chính là như vậy, vẫn như cũ không thu được gì tại Nam Thiệm Bộ Châu. Nếu manh mối này không thông, vậy chỉ có thể ra tay từ những manh mối khác. Lý Trường Thọ khẽ thở dài, thuần thục khống chế lô hỏa, trong đáy lòng thể hội sự huyền diệu thành đan, khống chế đoàn người giấy tầm bảo, thay đổi tuyến đường đi tới Trung Thần Châu. Bây giờ không biết còn cách đại kiếp Phong Thần bao lâu. Lý Trường Thọ cũng không thấy được quá nhiều dấu hiệu của đại kiếp Phong Thần. Nam Thiệm Bộ Châu không có đại sự như huyền điểu sinh thương phát sinh. Mà trong hồng hoang, hầu hết các thang thời gian đều được tính bằng nghìn năm, vạn năm. Ở bên trong mấy cái lựa chọn còn lại, đáng tin nhất có 3 lựa chọn. A. Điều tra tung tích của Tào Bảo Tiêu Thăng. B. Tìm kiếm lời đồn có quan hệ đến Lạc Bảo Kim Tiền. C. Tìm đại pháp sư nhà mình hỗ trợ suy tính tung tích của Lạc Bảo Kim Tiền một phen. A và B khẳng định là phải làm, nhưng C liền có một chút phiền phức. Loại sự tình tầm bảo của chính mình này, cũng đều để cho đại pháp sư ra tay, thật sự không quá ổn thỏa. Sẽ dễ dàng làm cho đại pháp sư cảm thấy, chính mình là đang biến tướng đòi hỏi bảo vật, ảnh hưởng đến hình tượng đệ tử ưu tú ở trong mắt của đại pháp sư, mà chính mình thật vất vả mới tạo ra được. Thế là, Lý Trường Thọ vào lúc A B mất đi hiệu lực, chỉ có thể lựa chọn D, mượn danh nghĩa của Ngọc Đế Bệ Hạ, đi đến Hỏa Vân Động bái phỏng tiên hiền nhân tộc. Tìm kiếm con đường người ở chung hài hòa cùng với Thiên Đình,
thuận tiện hỏi thăm một chút tung tích của Lạc Bảo Kim Tiền. Trong nửa năm tiếp theo, đoàn đạo nhân giấy tầm bảo của Lý Trường Thọ vẫn luôn tìm kiếm thăm dò tại các nơi Trung Thần Châu. Vì để cao hiệu suất, hơn 20 cỗ đạo nhân giấy tầm bảo đã chia ra hành động riêng biệt để thu thập các tin đồn khác nhau và lắng nghe tất cả các loại tin tức về Hồng Hoang Linh Bảo Phổ. Nhưng cuối cùng, chẳng qua chỉ sưu tập được một đống tin tức linh bảo mà chính mình nghe cũng đều chưa từng nghe qua, lại không có một chút tung tích nào của Lạc Bảo Kim Tiền. Ngược lại là đã bổ cứu Hồng Hoang Linh Bảo Phổ, sắp có thể biên soạn thành sách xuất bản. Hai huynh đệ Tào Bảo Tiêu Thăng này đồng dạng cũng là bạt vô âm tín, không biết nên đi nơi nào tìm bọn họ. Nửa năm này tuy nói cũng không phải là làm không công, nhưng thu hoạch như vậy vẫn như cũ làm cho Lý Trường Thọ có một chút buồn bực. Không có cách nào, đầu năm nay đi tìm bảo chính là khó khăn như thế. Đi Hỏa Vân Động đi. Cũng không chậm trễ nhiều, đạo nhân giấy hải thần tại thiên đình của Lý Trường Thọ rời khỏi phủ hải thần, cưỡi mây bay về hướng Lăng Tiêu Bảo Điện. Nhắc tới Hỏa Vân Động, liền không thể không nhắc đến người nổi tiếng hiền lành trong Hồng Hoang, tài liệu giảng dạy mặt trái ở bên trong Ổn Tự Kinh Hồng Vân Lão Tổ. Hồng Vân Lão Tổ bị Côn Bằng đánh lén, sau khi trọng thương đầu thai chuyển thế, Hỏa Vân Động liền để đó không dùng, về sau trở thành nơi quy ẩn của nhân tộc Tam Hoàng Ngũ Đế sau khi thành thánh. Thánh của Tam Hoàng Ngũ Đế nghĩa là thánh hiền, tự nhiên khác biệt cùng với thánh nhân Hồng Hoang. Trước kia Lý Trường Thọ đã từng nghe nói thuyết pháp như thế này, sau khi nghe giảng đạo tại Tử Tiêu Cung, Hồng Vân đạt được một đạo Hồng Mông Tử Khí. Nhưng bởi vì sự tình Hồng Vân nhường chỗ ngồi cho hai người phương Tây, Côn Bằng bị buộc bất đắc dĩ chỉ có thể nhường chỗ ngồi theo, Côn Bằng mất đi cơ duyên thành thánh, mà Hồng Vân Lão Tổ cũng bởi vậy mà bị yêu sư Côn Bằng đánh lén. Lúc Hồng Vân Lão Tổ trọng thương ngã gục, may mắn được Tam Thanh Lão gia cùng với Trấn Nguyên Tử ra tay ngăn cản Côn Bằng, để cho một tia hồn phách của Hồng Vân Lão Tổ chạy trốn, đi tới trong mâm lục đạo luân hồi uẩn dưỡng. Đạo Hồng Mông Tử Khí kia bị đạo tổ thu hồi. Đợi Vũ Yêu lụn bại, nhân tộc hưng khởi, Tam Hoàng xuất thế, Ngũ Đế quy vị, nhân tộc nhất cử trở thành nhân vật chính trong thiên địa. Theo tục truyền, Hồng Vân chính là chuyển thế thành thần nông thị. Đạo Hồng Mông Tử Khí nguyên bản thuộc về Hồng Vân kia, bị chia làm 8 phần, trở thành cơ duyên thành thánh của Tam Hoàng Ngũ Đế. Tam Hoàng được nhiều hơn một ít, Ngũ Đế thì ít hơn một chút. Cho nên, Tam Hoàng Ngũ Đế cũng không phải là thánh nhân, nhưng lại ở sát một bên thánh nhân. Bạn đang xem Sư Huynh A Sư Huynh được thuyết minh tại kênh YouTube Recap Phim. Bọn họ là nền tảng của khí vận nhân tộc, cũng là át chủ bài của nhân tộc, không phải vào lúc nhân tộc đối mặt với sinh tử tồn vong, thì sẽ không dễ dàng hiện thân. Hiện giờ thiên đình hưng thịnh, nhân đạo vốn là ở dưới sự quản hạt của thiên đình, mượn danh nghĩa Ngọc Đế Bệ Hạ đi đến Hỏa Vân Động bái phỏng tiên hiền nhân tộc, vốn là hành động hợp tình hợp lý. Trọng yếu nhất chính là, chuyện này sẽ không tăng thêm cho Lý Trường Thọ bất luận nhân quả gì, nói cho cùng hắn chẳng qua là phụ mệnh đi tới mà thôi. Ngọc Đế cũng rất dễ bị lừa gạt, khục, Ngọc Đế cũng là thông tình đạt lý, đối với đề nghị mà Lý Trường Thọ đưa ra, tất nhiên là hoàn toàn đồng ý. Ngọc Đế viết một phong thư, nói chính mình bây giờ làm Thiên Đế chấp chưởng tam giới, sau này sẽ chiếu cố rất nhiều đối với nhân tộc nhân vật chính trong thiên địa. Thuận tiện cũng hy vọng nhân tộc có thể hỗ trợ thiên đình, tại sự tình nhân tộc triển khai tế tự thiên địa với thiên đình, kịp thời câu thông khi nhân tộc cùng với thiên đình có mâu thuẫn. Mang theo phong thư này, cùng với sự căn dặn của Ngọc Đế bệ hạ, Lý Trường Thọ nhờ Đông Mộc Công chuẩn bị một phần lễ vật, liền rời khỏi thiên đình, đi về hướng Hỏa Vân Động tại Trung Thần Châu. Nhưng mà, đạo nhân giấy hải thần Lý Trường Thọ vừa cưỡi mây bay đến trên không Trung Thần Châu, bản thể của hắn liền bị xáo trộn bởi một tiếng động sột soạt. Lý Trường Thọ phân tâm liếc nhìn, sau đó khẽ cau mày. Hắn điều khiển đạo nhân giấy hải thần đáp xuống một khu rừng, thi triển thổ độn trực tiếp ẩn nấp vào trong địa mạch. Đưa đại bộ phận tâm thần trở về trên Tiểu Quỳnh Phong, bước nhanh ra khỏi đan phòng. Đương tiếng chuông trên Phá Thiên Phong vang lên, có ba cỗ khí tức cảnh giới kim tiên phóng lên tận trời, các phong cũng có đạo đạo thân ảnh bay lên. Trên đan đỉnh phong, Vạn Lâm Quân trưởng lão mang theo hai vị trưởng lão trong môn phái hiện thân. Mà ở bên cạnh linh thú quyển trên Tiểu Quỳnh Phong, Tử Cửu vội vàng căn dặn Linh Nga vài câu, bảo nàng chiếu cố tốt Tử Vũ Thi, liền ôm hồ lô lớn chạy tới sơn môn. Tiếng chuông này chính là đại biểu cho gặp địch. Lý Trường Thọ cũng không sốt ruột, cưỡi một đóa mây trắng, chậm rãi bay về hướng sơn môn. Loại tình hình hiện tại này, cùng với dự đoán trước đây của hắn, không sai biệt lắm. Ở hướng Nam Độ Tiên Môn 3.000 dặm, một chiếc thuyền gỗ to lớn phá không mà đến, sương mù bảy màu tung bay chung quanh, khắp nơi trên thuyền gỗ răng đèn kết hoa, trên đó đều là một số nam tuấn nữ đẹp, nhưng quần áo và trang điểm trên người, thấp nhất là không đứng đắn, cao nhất là khó coi. Lý Trường Thọ nhìn kỹ một hồi, sau đó là một lời chỉ trích trong lòng. Nhóm người kia, chính là nhánh yêu tộc có bối cảnh dị thường phức tạp và công đức quấn thân mà Tử Ô sư bá nhắc tới trước đây kia. Trước đây khi Tử Ô sư bá nói về sự tình con yêu hồ kia, Lý Trường Thọ đã đưa cho Tử Ô một kế sách. Kế sách này kỳ thật rất đơn giản, chính là độ tiên môn âm thầm thả tin tức ra, để cho bộ tộc này biết, lúc này hồ yêu kia vẫn mạnh khỏe, bởi vì mở lầu xanh tại Nam Thiện Bộ Châu, dung túng một ít yêu tộc thu nạp dương khí phàm nhân để tu hành, từ đó bị một nhà đạo thừa nhân giáo tóm lấy. Kế sách mặc dù đơn giản, nhưng hiệu quả lại rất tốt. Chỉ ra rằng con hồ yêu kia mạnh khỏe không tổn hao gì,
chính là khiến cho việc này không đến mức làm lớn chuyện. Đợi những yêu tộc kia đi bốn phía thăm viếng từng nhà đạo thừa nhân giáo, các nhà đạo thừa nhân giáo khác cho biết chưa từng bắt hồ yêu gì, bọn hắn điều tra từng bước một, cuối cùng bọn hắn tự nhiên sẽ đến tìm độ tiên môn. Mà trước khi nhánh yêu tộc này đến độ tiên môn, cũng đã tìm hiểu kỹ về độ tiên môn, biết nhà tiên môn này tuy ở Đông Thắng Thần Châu, nhưng đã từng được nhân giáo Huyền Đô Đại Pháp Sư che chở, có bối cảnh không thể coi thường. Cho nên, nhánh yêu tộc này cũng vô cùng thu liễm. Bọn hắn ở 2000 dặm bên ngoài biên giới tuyến tiên môn, liền dừng thuyền gỗ lại, phái mấy vị nam nữ cảnh giới thiên tiên tiến về phía trước, đứng ở phía xa xa nói ra ý đồ đến. Điều này tạo ra cho Lý Trường Thọ một loại cảm giác quen thuộc đừng nổ súng, chúng ta là đến trục tù binh về. Chuyện về sau, cũng coi như tiến hành thuận lợi. Độ tiên môn đã sớm âm thầm tra xét con hồ yêu kia, phát hiện ra đối phương chẳng qua chỉ là thanh tu trong lồng giam dưới mặt đất, tu vi cảnh giới so với lúc vừa nhốt lại còn mạnh hơn rất nhiều. Có chấp sự thưởng phạt điện báo cho con hồ yêu kia trước thời hạn, ít ngày nữa liền sẽ có tộc nhân của nàng đến đây đón nàng. Trước sơn môn, đợi nhánh yêu tộc kia tiến về phía trước, dâng lễ vật lên và nói một số lời nói tốt đẹp. Mấy vị trưởng lão độ tiên môn trầm ngâm đôi chút, có một chút làm khó, yêu cầu nhánh yêu tộc kia lập thệ hứa hẹn, sau này con hồ yêu kia sẽ không còn làm ác nữa. Loay hoay một hồi như thế, ở dưới ánh nhìn chăm chú của không ít môn nhân độ tiên môn, con hồ yêu kia được mấy vị chấp sự trong môn phái thả ra khỏi lồng giam địa mạch. Con hồ yêu kia dường như có lai lịch không nhỏ, những yêu tộc kia thấy nàng lập tức vui mừng một hồi, có không ít nữ yêu còn vui đến phát khóc. Vốn dĩ, chuyện này cũng nên có một kết thúc như vậy, nhưng vượt quá dự đoán của tất cả mọi người hai bên chính là, ta có thể gia nhập vào độ tiên môn không? Con hồ yêu kia nhỏ giọng hỏi, ánh mắt trong trẻo, cả người tản ra một cỗ khí tức thanh linh, yêu khí bản thân ngược lại là không nhiều. Lý Trường Thọ trốn ở trong đám người, trong đáy lòng đột nhiên có một loại dự cảm không ổn. Chuyện này, một trưởng lão cao mày nói, đạo hữu, độ tiên môn chúng ta là đạo thừa nhân giáo, chỉ nhận đệ tử nhân tộc. Ta có thể làm linh thú hộ sơn, cũng nguyện làm thị nữ quét rác. Con hồ yêu vừa mới được thả ra này, trong lời nói mang theo vài phần bức thiết, ở bên trong ánh mắt khó hiểu của các tộc nhân, nàng bước trên mây đi về phía trước vài bước, trong đôi mắt phượng toát ra mấy phần cầu xin. Nếu như vậy cũng không được, xin hãy cho ta gặp lại vị đạo trưởng đã đưa ta tới đây năm đó, ta có một ít lời nói muốn nói đối với hắn. Đạo trưởng nào? Ở trước sơn môn, nữ tử yêu tộc mặc váy dài màu xanh lẳng lặng mà đứng, mái tóc đen như thác nước rơi xuống, tản ra cảm giác yếu đuối từ trong ra ngoài. Nhưng khi nàng nói ra câu nói kia, không chỉ có chúng tiên độ tiên môn không hiểu ra sao, đám yêu có bối cảnh phức tạp, ở sau lưng nàng, cũng đều dựng lỗ tai lên. Có chuyện gì vậy? Có vấn đề. Mà Lý Trường Thọ xem như là một trong những người trong cuộc, vào giờ phút này ý nghĩ trong đáy lòng nhanh quay ngược trở lại, lập tức nổi lên hoài nghi nữ tử yêu tộc này có phải là, bị người khác khống chế tâm thần hay không? Sự tình về con hồ yêu này, Lý Trường Thọ đương nhiên sẽ không nhớ lầm. Lần kia, khoái tư đạo nhân tính toán sư phụ nhà mình, cố ý dẫn sư phụ chính mình đi vào bên trong đại thành thế tục. Lúc Lý Trường Thọ thay sư phụ đi đến đó, bắt được con yêu hồ này ở bên trong tòa thành lớn kia. Sau đó cũng phát hiện ra, con hồ yêu kia chứa chấp sát thủ con rết tinh, bị khoái tư đạo nhân mua chuộc kia, cũng coi như chó ngáp phải ruồi. Bởi vì trên người hồ yêu có công đức, độ tiên môn vẫn chưa ra tay chảm nàng, mà là trấn áp nàng ở dưới mặt đất núi hoang bên ngoài sơn môn. Lý Trường Thọ bấm ngón tay suy tính, cẩn thận hồi tưởng. Vào lúc chính mình giả trang sư phụ, cùng với tử ô sư bá bắt nữ tử yêu tộc này, nàng chính là trưởng quỹ lầu xanh, cầm một tẩu thuốc bằng ngọc, tư thái cao gầy, đường cong xinh đẹp, rõ ràng là bá khí trưởng quỹ lầu xanh lộ ra ngoài. Sau đó, Lý Trường Thọ cũng tiếp xúc mấy lần với vị nữ tử yêu tộc này, nàng cũng triển lộ bản tính gian trá, hiểm ác của yêu tộc. Ban đầu lúc nàng bị tóm, còn thừa cơ dùng mỹ thuật tính toán tử ô sư bá, làm cho Lý Trường Thọ không thể không hiến tặng bách mỹ lão đồ phiên bản cũ cho môn phái. Sao hôm nay lại thế? Giả vờ muốn làm cho sự tình trở nên lớn hơn. Lý Trường Thọ trốn ở trong đám người, cẩn thận nhìn chằm chằm con hồ yêu này, rất nhanh liền phát hiện ra đối phương hoặc là có kỹ thuật diễn xuất hơn người, hoặc là bởi vì lý do nào đó đối với tử ô sư bá hoặc là sư phụ do chính mình giả trang vừa gặp đã cảm mến. Chuyện này sao có thể? Sơn môn an tĩnh chỉ trong chốc lát, trong ngoài đều rơi vào bên trong một loại xấu hổ nào đó. Chỉ có con hồ yêu kia mang theo vài phần bức thiết, không cảm thấy những lời mình nói có gì không đúng. Đã xảy ra chuyện gì? Ở một bên khác sơn môn, tử thi xếp thứ tư trong chín tiên họ tử, đột nhiên lên tiếng vào giờ phút này. Lập tức, từng tia ánh mắt hội tụ tới, đầu tiên là rơi vào trên người tử thi đoan trang vừa vặn, xinh đẹp hào phóng, tiếp đó lại rời ánh mắt xuống, chuyển tới đạo nhân lùn thân cao 5 thước rưỡi ở bên cạnh. Một đám tiên nhân độ tiên môn lập tức lộ vẻ mặt giật mình. Hóa ra là có chuyện như vậy, có sát khí. Tử ô vô thức run run, gấp đến độ trượt vỗ đùi, vội nói, cũng không phải như vậy. Ta cùng với nữ tử yêu tộc này không có một chút liên lụy nào, lúc ấy đúng là ta và Tể Nguyên sư đệ bắt nàng trở lại, bởi vì nàng dung túng yêu ma tà ác ở bên trong đại thành Nam Thiệm Bộ Châu. Nhưng sau khi bắt trở về, liền trấn áp nàng ở dưới mặt đất,
ta chỉ đi qua 1-2 lần xem xét tình huống của nàng, ngay cả nói cũng không nói được vài câu. Mấy vị trưởng lão thưởng phạt điện đều có thể làm chứng. Nghe tiếng la của Tử Ô, mấy vị lão giả tóc trắng ở bên cạnh cùng nhau chắp tay nhìn trời, duy trì dáng vẻ phong khinh vân đạm. Tử Thi khẽ cắn răng, nhưng có nhiều người ở đây như vậy, nàng cũng quan tâm đến mặt mũi đạo lữ nhà mình, chịu đựng không có nổi giận. Đúng vào lúc này, con hồ yêu kia mở miệng một lần nữa, lại là lẩm bẩm nói, Tề Nguyên, có thể để cho ta gặp lại vị Tề Nguyên đạo trưởng này không? Ta có mấy lời muốn nói đối với hắn. Tử Ô lập tức nhẹ nhàng thở ra, suýt nữa liền dập đầu tại chỗ đối với vị bà yêu hồ trước mắt này, cảm ơn ân không giết. Các tiên nhân độ tiên môn nguyên bản còn muốn xem trò vui, vào giờ phút này đều là quay mặt nhìn nhau. Nếu như hồ yêu coi trọng chấp sự Tử Ô trong môn phái, vậy thì cũng thôi đi, nhiều ít còn có thể giải thích được. Sư phụ của Tử Ô là kim tiên, sự tình Tử Ô tu thành thiên tiên cũng là 10 phần chắc chín, làm việc giỏi giang, am hiểu giao tế, hơn nữa nếu không để ý đến chiều cao của y, đó cũng là một thiếu niên mi thanh mục tú, tổng hợp trên các phương diện, cũng có thể được xưng tụng là hai chữ độc đáo. Nhưng Tể Nguyên, chọc tiên duy nhất trong môn phái độ tiên môn, chuyện này không nhân giáo, rõ ràng không nhân giáo. Tề Nguyên sư đệ có mị lực như vậy sao? Khó lường, thật khó lường. Có cần gọi Tề Nguyên sư điệt tới một chuyến hay không? Không ít tiên nhân độ tiên môn nhao nhao mở miệng, hầu hết đều cảm thấy mới lạ. Mà Tử Ô lại vội vàng nhìn về phía Lý Trường Thọ, đôi sư bá sư điệt này nháy mắt ra hiệu một hồi, giao lưu ánh mắt. Tích tích Trường Thọ, ngươi đã làm cái gì? Cạch cạch là sư phụ ta đã làm cái gì mới đúng? Tích 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 thật sự cho rằng sư bá ngươi ngốc như vậy sao? Ngày đó không phải chính là ngươi giả trang sư phụ ngươi sao? Ngươi có thể chú ý một chút, thập sư muội của ta nhập môn liền đưa đến Tiểu Quỳnh Phong các ngươi. Lý Trường Thọ lập tức đau cả đầu, chỉ có thể ném cho Tử Ô một cái ánh mắt bất đắc dĩ, bảo Tử Ô an tâm chớ vội. Hiện tại chỉ có thể kéo dài thời gian, vô luận mục đích của vị nữ tử yêu tộc này là cái gì, cũng không thể để cho sự tình tùy ý phát triển tiếp. Khục. Lý Trường Thọ hắng giọng một cái, bay cao lên nửa thước từ trong đám người, xấu hổ cười một tiếng đối với ngoài sơn môn, nói, vị, tiền bối này, sư phụ ta đang bế quan, không bằng ngài hãy trở về với tộc nhân của mình, đợi sau khi sư phụ ta xuất quan, lại bàn việc này. Nữ tử yêu tộc kia nhẹ nhàng chớp mắt, lập tức lộ ra một loại nụ cười tràn đầy từ ái, hỏi, ngươi là đệ tử của hắn sao? Có trưởng lão trong môn phái lập tức giới thiệu, đây là đệ tử độ tiên môn Lý Trường Thọ của chúng ta, là đại đệ tử của Tề Nguyên sư điện. Nữ tử yêu tộc bước về phía trước nửa bước, vui vẻ nói, vậy, ta có thể gọi ngươi một tiếng Thọ Nhi không? Đệ tử mà sư phụ ngươi thu nhận cũng đều bất phàm như vậy. Cái trán của Lý Trường Thọ treo đầy vạch đen trong nháy mắt, tay phải lùi về trong tay áo, cầm một thanh đao khắc. Quên đi, mau quên đi. Đập chết những yêu tộc này tại chỗ, chính mình sẽ phải gánh chịu bao nhiêu nhân quả. Đến giờ phút này, mấy vị yêu tộc cảnh giới thiên tiên ở phía sau nữ tử yêu tộc kia, rốt cuộc cũng có một nữ tử đứng dậy, vội hỏi, Tiểu Lan, ngươi làm sao thế? Đã bị những người trong nhân giáo này thi triển chú pháp gì? Lớn mật. Một vị trưởng lão độ tiên môn có tính khí nóng nảy dựng thẳng lông mày trừng mắt, quát mắng, độ tiên môn chúng ta chính là đạo thừa nhân giáo, truyền thừa đại đạo Thái Thanh Vô Vi, sao có thể sử dụng mánh khóe như vậy? Ngày đó nếu không phải nàng có công đức hộ thân, tổ tiên nàng đúng là đã từng có ân đối với nhân tộc chúng ta, bần đạo há có thể dung túng cho nàng làm hại thế tục. Buồn cười. Một nam tử yêu tộc lãnh đạm nói, các ngươi rõ ràng là nhìn thấy ra muội ta có công đức hộ thể, nếu chém liền sẽ gia tăng nghiệp chướng. Lại vẫn có thể nói đường hoàng như thế. Luyện khí sĩ nhân tộc thật sự vì ra mặt, cái gì cũng dám làm. Đông. Vạn Lâm quân trưởng lão chống quải trượng đồng chậm rãi tiến lên, hai vị trưởng lão độ tiên môn ở phía trước y lập tức tránh sang trái phải. Lão già này chống gậy, chống rỗng đi ra hai bước, ra khỏi sơn môn, hai mắt không có thần thái gì đảo qua mấy người kia, lạnh nhạt nói, để ta chém. Chỉ một thoáng, mấy vị yêu tộc kia như lâm đại địch, giấu nữ yêu Tiểu Lan, kia ở phía sau, một đám tràn đầy cảnh giác nhìn Vạn Lâm quân. Đôi nam nữ yêu tộc tu vi hơi yếu kia, thân thể cũng đều đang không ngừng run rẩy. Trên thuyền gỗ nơi xa, đạo đạo thân ảnh phóng lên tận trời, có đại yêu tản ra uy áp cảnh giới kim tiên hoành không mà đến, cuốn về hướng độ tiên môn. Nhưng uy áp này có một chút pha tạp, hiển nhiên là đạo cảnh không đủ thuần túy. Uy áp của ba vị cao thủ kim tiên bên trong độ tiên môn cũng bộc phát, chấn áp ngược về phía đám yêu tộc. Một nam yêu hô to, nhanh đi mời lão tổ. Thế cục lập tức chuyển biến bất ngờ, chúng tiên nhân bên trong độ tiên môn tụ tập ở chỗ sơn môn. Cùng nhau bày ra tư thế nghênh địch. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ bị dương. Ra tay trước mới có lợi, ra tay sau sẽ gặp bất lợi. Lý Trường Thọ khẽ cau mày, đánh nhau như vậy, đối với độ tiên môn thật sự là bất lợi. Hắn liền lập tức muốn truyền âm thuyết phục Vạn Lâm quân trưởng lão, nhưng lời nói còn không chưa nói ra, hồ yêu Tiểu Lan vừa được thả ra đột nhiên có một chút thê lương kêu lên, đừng làm như vậy. Một tiếng la lên này, như tiếng đỗ quyên than, khiến cho song phương đã ma quyền sát trưởng lập tức dừng động tác lại. Hồ yêu yếu ớt thở dài, ở dưới sự bảo vệ của tộc nhân, hai chân thon dài duyên dáng khẽ cong, trực tiếp quỳ ở trong không trung, dập đầu đối với độ tiên môn.
Nguyên nhân việc này bắt nguồn từ ta. Âm thầm rời khỏi tộc địa, lưu luyến hồng trần thế tục, lại dung túng mấy con tinh quái phụ thuộc ta làm chuyện ác, ta cam nguyện bị độ tiên môn cầm tù trăm năm. Nhưng, có thể để cho ta gặp hắn một chút hay không? Ta đã nổi lên tâm ma đối với hắn, có chướng, đời này không còn mong muốn nào khác, chỉ muốn sống hạnh phúc với hắn đến cuối đời. Nguyện lập lời thề đại đạo để chứng minh tấm lòng. Lời nói này của nàng, nếu như bị đạo thừa xiển giáo nghe được, một đám lão đạo hẳn là sẽ hô to yêu nghiệt nhận lấy cái chết. Nếu là như bị đạo thừa tiệt giáo nghe được, đại khái chính là bị một đám nam nữ lôi kéo nhập bọn. Nhưng ngày hôm nay, lại là bị đạo thừa nhân giáo nghe được. Đạo thừa nhân giáo, đó là sự tình đạo lữ ở nơi này rất phổ biến. Sự khiêm tốn và si tình trong lời nói của Hồ Yêu, làm cho một nửa tiên nhân độ tiên môn ở đây không khỏi xúc động. Bạn đang xem Sư Huynh A Sư Huynh được thuyết minh tại kênh YouTube Recap Phim. Tử Ô trầm ngâm đôi chút, đứng dậy vào thời khắc mấu chốt, hỏi, ngươi và Tể Nguyên Sư Đệ chỉ gặp mặt mấy lần, làm sao lại có ma chứng như vậy? Nếu ngươi không thể nói ra lý do, ngày hôm nay ta đương nhiên sẽ không để ngươi nhìn thấy Tể Nguyên Sư Đệ. Vấn đề này cũng đã hỏi chúng nơi yếu hại, mà những yêu tộc kia cũng đi tới hỏi vài câu. Lập tức, hồ nữ than nhẹ, ngã ngồi trong không trung, hai mắt vô thần nhìn mặt đất lẩm bẩm. Hôm đó, ta bởi vì bị vị đạo trưởng này và Tể Nguyên đạo trưởng bắt, tìm được cơ hội, ta dựa vào thần thông mị hoặc huyết mạch của bản tộc để tính toán, muốn vị đạo trưởng này làm trò hề, nhưng Tể Nguyên đạo trưởng lại bất vi sở động, chỉ dùng một bức hỏa liền hóa giải mị thuật của ta. Hồ nữ nói đến chuyện cũ, xung quanh đều là hoàn toàn yên tĩnh, chỉ nghe nàng đang chậm rãi bày tỏ. Ở bên người Tử Ô, một bàn tay bất động thanh sắc giò xét tới, nắm lỗ tai của hắn, hung hăng nhéo một cái. Hít hà đạo nhân lùn này ngay cả nước mắt cũng đều chảy ra. Liền nghe Tử Thi truyền âm mắng, hừ, làm trò hề, trở về giải thích kỹ cho ta. Tử Ô xấu hổ một hồi, liên tục chắp tay nhận lỗi. Lại nghe lời nói của hồ nữ dần dần chuyển hướng, sau khi bị nhốt trong lòng đất, trong đáy lòng ta còn có oán hận đối với Tề Nguyên đạo trưởng. Không biết bao lâu, hắn đột nhiên hiện thân tới gặp ta, bảo ta lập lời thề, không được trả thù bất kỳ người nào bên trong độ tiên môn vì việc này. Lúc ấy ta tất nhiên là đáp ứng, lại tức không nhịn nổi, liền toàn lực thi triển mỹ thuật đối với hắn, nhưng chỉ nhận được một nụ cười hơi mỉa mai. Chính là cái nụ cười này, làm cho trong đáy lòng ta nổi lên ý nghĩ không phục, sau đó khổ tâm tu hành thần thông. Nhất định phải làm người nam nhân này quỳ gối ở trước mặt ta. Lúc ấy ta đã nghĩ như vậy, trong đám người, Lý Trường Thọ đã không để lại dấu vết thối lui đến góc tường. Vào giờ phút này cũng âm thầm gật đầu. Hắn đúng là đã làm như vậy. Một nữ tiên bên trong sơn môn không nhịn được truy vấn. Sau đó thì sao? Về sau, hồ nữ cười khổ, tiếp tục từ từ thuật lại. Ngay vào lúc thần thông của ta lại có tiến triển, hắn rất nhanh lại xuất hiện ở trước mặt ta, ngay ở trong lao tù âm u dưới mặt đất, cách ta mấy tầng cấm chế. Lúc ấy hắn cười với ta, ta nhớ được rất rõ ràng, nụ cười này vừa nhẹ nhõm, vừa thích ý. Hắn hỏi ta có thể sử dụng thần thông mị thuật, thử xem đạo tâm lúc này của hắn có mạnh hơn hay không? Ta cảm thấy hoang đường, lại là thừa cơ ra tay, toàn lực thôi động thần thông khống chế tâm thần của hắn, nhưng hắn. Một nữ tử yêu tộc kinh hãi, vội hỏi, hắn hẳn là thú tính đại phát. Hồ nữ si ngốc cười một tiếng, hắn cầm một tờ giấy ở bên ngoài lồng giam, không ngừng tô tô vẽ, còn chỉ điểm vài câu đối với mị thuật của ta. Dáng vẻ lúc hắn cúi đầu viết chữ, ta cho đến nay cũng đều không thể quên nửa phần. Lúc ấy ta liền suy nghĩ, trên đời làm sao lại có nam tử như vậy, lại không có nửa điểm khinh nghiệm đối với ta. Lý Trường Thọ ở bên trong xó xỉnh. Có, lúc ấy thật sự có khinh nghiệm, chẳng qua là uy lực bách mỹ lão đồ của hắn càng lớn hơn mà thôi. Những gì hồ nữ nói, đều là sự tình phát sinh trong đoạn thời kỳ luyện chế tâm hỏa thiêu kia. Lúc ấy Lý Trường Thọ đã cân nhắc chu toàn hết thảy tình huống, lại là thật sự không nghĩ tới, là bản thân con hồ yêu kia lại xảy ra sai lầm. Làm sao xử lý chuyện này? Giết, chỉ có thể giết, phải không? Lúc ấy vì nghiên cứu tiên thức độc đan tâm hỏa thiêu, ở dưới sự cho phép của sư phụ, dùng hình tượng sư phụ đi gặp con yêu hồ này, trong vài lần đi tới đó. Hắn cũng không có phát hiện ra con hồ yêu kia có dị dạng gì, ta thật sự ngốc. Trong ánh mắt có một chút vô thần của hồ nữ Lan Nhi, vào giờ phút này đã có một chút ánh sao, bây giờ ta chỉ cảm thấy, mấy lần gặp hắn kia, là năm tháng tốt đẹp nhất bên trong sinh mệnh. Nhưng lúc đó trong đáy lòng ta luôn cảm thấy có một chút không phục, không cam tâm, mỗi một lần đều là toàn lực dùng mỹ thuật để đối phó hắn, lại chưa từng bộc lộ tâm ý của chính mình đối với hắn. Mà từ đó về sau, hắn liền không còn tới gặp ta. Mỗi lần nhắm hai mắt lại, đều là bóng lưng hắn rời đi lúc cuối cùng. Năm qua năm, trong bất chi bất giác, trong đáy lòng ta đã chỉ có thân ảnh của hắn, không có người khác, không có thứ khác. Bây giờ, ta đã đi ra. Hồ nữ Lan Nhi chậm rãi đứng dậy, đi qua từ bên người tộc nhân mình, thanh âm tuy nhỏ, nhưng ánh mắt vô cùng kiên định, theo quy củ bên trong tộc ta, nếu trong lòng ta đã có người thương, sẽ không có người nào ngăn cản ta rời đi. Ngày hôm nay ta đứng ở phía trước độ tiên môn, chỉ cầu có thể lại gặp hắn một lần. Cho dù hắn dùng một kiếm giết ta, ta cũng sẽ không có nửa phần oán hận, chỉ nguyện hắn lưu cho ta một tia hồn phách. Trên đường ta đi đầu thai, năn nỉ âm sai địa phủ, cầu bọn họ để cho ta chuyển thế đầu thai thành nữ tử mà Tề Nguyên đạo trưởng thích. Được. Một bà lão yêu tộc chẳng biết chạy đến vào lúc nào,
Nghe vậy liền quát nhẹ một tiếng, không nhịn được xoa xoa nước mắt, Thanh Khâu Hồ tộc chúng ta, theo tộc quy, sẽ toàn lực ủng hộ Tiểu Lan tình nhân duyên của chính mình. Nhân duyên vốn là bảo vật vô giá, sao phải cưỡng ép phá vỡ tình người. Độ tiên môn các ngươi hãy nghe cho kỹ, dì thứ ba của Tiểu Lan chính là thượng tiên phụng dưỡng thánh nhân, lão gia bên trong Hoa Hoàng Cung. Bối cảnh của Tiểu Lan nhà chúng ta, so với môn nhân đệ tử độ tiên môn các ngươi, cũng chẳng kém gì. Hắn đáp ứng hay là không đáp ứng, thì cứ bảo hắn hiện thân, cho ra lời nói thống khoái. Thế là, Lý Trường Thọ yên lặng thu hồi đao khắc của chính mình. Mà ở bên ngoài sơn môn, một đám yêu tộc nam nữ tụ đến, đứng ở phía sau hồ nữ Tiểu Lan, đồng tâm hiệp lực, hết sức giúp đỡ. Chúng tiên độ tiên môn cũng có một chút sững sờ. Sống nhiều năm như vậy, các vị tiên nhân còn là lần đầu tiên xử lý loại tình huống này, đánh giết. Giống như là cũng không dám động thủ, Thanh Khâu nhất tộc cũng có tiếng tại Hồng Hoang. Hơn nữa lúc hồ nữ này nảy si tình như thế, yêu cầu duy nhất cũng chỉ là muốn gặp Tề Nguyên một lần. Hay là để cho bọn họ gặp nhau. Nhưng như vậy lại cảm thấy, như là độ tiên môn bọn họ cúi đầu trước yêu tộc, bọn họ vốn là đối địch cùng với yêu tộc. Thanh Khâu nhất tộc mặc dù có bối cảnh phức tạp, có công đức hộ thân, nhưng nội tình tất nhiên cũng không phải sạch sẽ như vậy. Thế nào, Thanh Khâu nhất tộc các ngươi, còn dám cướp người tại độ tiên môn chúng ta? Lại nghe một tiếng cười lạnh, một vệt bóng hình xinh đẹp bay ra từ bên trong độ tiên môn, rơi thẳng vào bên ngoài sơn môn. Nàng mặc váy lụa lam nhạt, tóc dài vô luận là trước người hay là phía sau đều được mượt mà, dĩ nhiên chính là sư tổ Giang Lâm Nhi Tiểu Quỳnh Phong. Giang Lâm Nhi dùng tiên thức nghe nửa ngày, không nhịn được chủ động nhảy ra ngoài, chắp tay sau lưng đi đến trước người hồ nữ này, ngay ở trước mặt đông đảo yêu tộc, đi quanh hồ nữ hai vòng, chật chật, tư thái không tệ lắm. Ồ, tâm hồn cũng rất lớn, nhưng không bằng tiểu cửu nhà ta. Ngươi tên là Tiểu Lan, tên đầy đủ là cái gì? Hồ nữ này nhẹ nhàng nhíu mày, thấp giọng nói, ngài là Lâm Giang tán nhân, Giang Lâm Nhi. Giang Lâm Nhi vỗ ngực nói, phu quân ta là kim tiên bản môn, đồ tôn ta có năng lực bất phàm, nhưng những điều này đều không quan trọng. Chật chật, ta là sư phụ của Tề Nguyên đạo trưởng mà ngươi muốn tìm hắn, khi còn bé thế nhưng là do ta tự tay dọn phân và nước tiểu, phi, nuôi lớn, thế nào? Hồ nữ nháy mắt mấy cái, cúi đầu bái, Lan Nhi bái kiến sư tôn, đừng bái vội như vậy. Giang Lâm Nhi cười khẽ, ánh mắt đảo qua đám người, chỉ nhìn thấy được đỉnh đầu của Lý Trường Thọ, vấn đề này, nhất định có hiểu lầm, như vậy đi, ngươi đi với ta đến Tiểu Quỳnh Phong, ta sẽ làm rõ ràng sự tình cho ngươi, như thế nào? Lan Nhi sẽ để sư tôn làm chủ. Hồ nữ này lập tức trở nên kích động, thanh âm càng ôn nhu hơn một chút. Đồ Nhi, đây là làm sao vậy? Vì sao lại muốn định trụ vi sư? Bên hồ Tiểu Quỳnh Phong, bên trong nhà tranh của Tề Nguyên. Tề Nguyên lão đạo mới mở mắt ra từ trong tu hành, trong tay áo liền có một tờ người giấy chui ra hóa thành thân hình của y, đưa tay một chút, làm cho toàn thân cao thấp của y bị quang mang bao phủ. Tại chỗ, Tề Nguyên, liền không thể động đậy. Lý Trường Thọ vội nói, sư phụ, nói thêm nữa cũng đã muộn, sư phụ hãy ngồi xuống trước đi, sư tổ đang trên đường mang hồ yêu tới. Chuyện kia, đệ tử vẫn muốn hỏi một câu, ngài có ý tưởng gì đối với hồ yêu hay không? Bên trong đôi mắt già nua của Tề Nguyên lão đạo, bên trái viết chữ mê mang, bên phải viết chữ phát mộng, nhìn Lý Trường Thọ, trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nên mở miệng như thế nào. Trường Thọ, chuyện này là như thế nào? Lý Trường Thọ nhẹ nhàng thở dài, hai tay cấp tốc điểm nhẹ ở trên người sư phụ, lại nhanh chóng giải thích vài câu. Đơn giản mà nói, cũng chính là hắn, ở dưới tiền đề được sư phụ cho phép dùng hình tượng sư phụ trêu chọc một con yêu hồ, không thể giết. Tề Nguyên lão đạo trầm ngâm đôi chút, có lẽ là hiểu ra điều gì đó, xúc động nói, Trường Thọ, nếu như thực sự không được, vi sư liền gánh thay ngươi. Sư phụ không cần phải lo lắng. Lý Trường Thọ cười nói, đệ tử tự có biện pháp cắt đứt tưởng niệm của nàng. Nói xong, Lý Trường Thọ căn cứ vào nguyên tắc vì lý do ổn thỏa, thấp giọng nói, sư phụ, nếu không ngài hãy nhìn nữ tử yêu tộc này một chút. Ta nhìn nàng để làm gì? Tề Nguyên lão đạo trừng mắt, lập tức vội la lên, lời này không nên nói lung tung. Bị người nghe thì làm sao? Một thân thanh danh trong sạch của vi sư không thể bị hủy vào ngày hôm nay. Vậy thì được rồi, đệ tử an tâm. Lý Trường Thọ lui lại hai bước, vái chào đối với sư phụ, sau đó sư phụ hãy ở bên trong căn nhà tranh này, không được ra ngoài, hết thảy cứ để đệ tử xử lý. Đi thôi, ai? Tề Nguyên lão đạo khoát khoát tay, vi sư hiện tại, thật sự không biết bản lĩnh của ngươi lớn cỡ nào, lại mỗi ngày làm cái gì ở bên ngoài. Lý Trường Thọ mỉm cười, tiện tay ngưng một tấm gương nước, liếc nhìn tướng mạo của đạo nhân giấy này của chính mình. Khuôn mặt không tính thanh kỳ, nhưng hai mắt sáng ngời có thần, mái tóc bạc cũng biểu lộ ra khá có sức sống. Trông y hệt bộ dáng sư phụ sau khi Tử Vũ thi chuyển đến trên núi, độc nhất vô nhị. Tiếp đó, Lý Trường Thọ mượn phất trần của sư phụ, hòa khí tức trên đó vào đạo nhân giấy, cẩn thận kiểm tra hai lần, lúc này mới mở cửa phòng ra, bưng phất trần đi ra bên ngoài nhà tranh. Tề Nguyên lão đạo ngồi bên trên bồ đoàn trầm ngâm đôi chút, liền thấy cửa phòng tự động đóng lại một tầng trận pháp mở ra, y bị đồ đệ bảo hộ tại nơi đây. Tề Nguyên tiện tay điểm vào tấm gương nước, nhìn chính mình ở trong gương, lập tức nhìn thấy một khuôn mặt, nữ tử mỹ mạo lạ lẫm.
hai mắt tối đen, suýt nữa tức đến ngất đi. Trên Tiểu Quỳnh Phong, cỗ đạo nhân giấy của Lý Trường Thọ đi tới bên hồ, lặng lặng mà đứng ở dưới cây liễu, nhìn đạo đạo thân ảnh bay tới từ sơn môn. Mặc dù ở phía yêu tộc chỉ có hồ nữ kia đến đây, nhưng tiên nhân trong môn phái sao dám chủ quan. Đây chính là yêu tộc, siêu hung hãn. Vì vậy, ngoại trừ lực lượng lưu thủ tại sơn môn chuẩn bị chiến đấu, các vị trưởng lão, cao thủ các phong, đều nhìn chằm chằm vào hồ nữ chỉ có tu vi cảnh giới chân tiên này. Khục, bọn họ chỉ là vì đề phòng, nữ yêu này tự bạo làm chảy ra Giang Lâm Nhi, đạo lữ của kim tiên trong môn phái, tuyệt đối không phải là tu hành đại đạo nhiều chuyện. Lý Trường Thọ thấy thế cũng lắc đầu, có đứng ở trước mặt chúng tiên trong môn phái hay không, kỳ thật cũng không có gì khác biệt. Tạo nghệ của chính mình hiện nay ở trên thần thông đạo nhân giấy, tất nhiên là có thể giấu giếm được các luyện khí sĩ khác trong môn phái ngoại trừ kim tiên. Cùng lúc đó, Lý Trường Thọ đã bắt đầu thao tác song tuyến, mở ra dấu ở đạo nhân giấy hải thần dự bị trong phủ hải thần thiên đình. Kết thúc nhân quả của việc này, cần phải sử dụng đồng thời vài phương pháp. Tại thiên đình, ở bên ngoài phủ hải thần, lão hải thần mặt mũi hiền lành cưỡi mây rời khỏi phủ đệ, bưng phất trần, trực tiếp chạy tới nhân duyên điện. Lý Trường Thọ vừa cưỡi mây rời đi, mấy vị thiên tướng trước cửa phủ quay mặt nhìn nhau. Hải thần đã trở về vào lúc nào? Không biết, vừa rồi không thấy, tại sao lại xuất quỷ nhập thần như vậy? Nói cẩn thận, nếu như hải thần có thể bị chúng ta nhìn thấu, có còn là hải thần hay không? Mấy vị thiên tướng chợt cảm thấy có lý, từng người im miệng, nhìn về phương hướng Lý Trường Thọ rời đi. Đạo nhân giấy hải thần đi được nửa đường, trên Tiểu Quỳnh Phong đã tràn đầy hình bóng tiên nhân trong môn phái. Cũng may là Giang Lâm Nhi đã nói, mời các vị đồng môn ở bên ngoài nhìn là được, không thích hợp để nhiều người quan sát vấn đề này ở cự ly gần. Nói xong, mang theo hồ nữ kia, cùng với Tử Ô, Tử Thi, Tử Cửu, cùng nhau đáp xuống bên hồ. Lại nói đến hồ nữ Tiểu Lan, nhìn thấy lão đạo nhân đứng dưới cây liễu kia, đầu tiên là chấn động tinh thần, sau đó không thể chờ đợi được vội vàng đi tới. Nhưng hai chân nàng mềm nhũn, trong mắt lộ ra mấy phần khiếp nhược, không khỏi cắn chặt đôi môi đỏ căng mọng, làm tăng thêm vẻ đáng yêu. Nhưng mà, Giang Lâm Nhi mang theo ba người Tử Ô dừng ở ngoài trăm trượng, trực tiếp truyền âm đối với lão đạo dưới tàng cây. Ngươi là, lão nhị hay là Trường Thọ? Trong đáy lòng Lý Trường Thọ thở dài, biết rằng thể nên giấu Giang Lâm Nhi việc này, dù sao thì sư tổ cũng hiểu sư phụ rất rõ, còn nuôi dưỡng sư phụ từ nhỏ. Lý Trường Thọ dùng tiên thức truyền âm đối với Giang Lâm Nhi, đệ tử Trường Thọ, việc này không có quan hệ với sư phụ ta. Lúc ấy ta mượn bộ dáng của sư phụ để thuận tiện làm việc. Giang Lâm Nhi lập tức cười xùy một tiếng, trừng mắt nhìn đối với lão đạo dưới tàng cây, dường như muốn nói vậy thì ngươi hãy tự giải quyết. Tiếp đó, Giang Lâm Nhi lại chỉ một cái đối với Tề Nguyên, dưới tàng cây. Chính là chỗ này, đi qua thôi. Vâng. Hồ nữ ôn nhu nói, chậm rãi bay xuống. Thân hình vũ mị xinh đẹp, giống như liễu rủ bên hồ, lòng hồ gợn sóng. Khi cách lão đạo trưởng khoảng 10 trường, thanh âm của hồ nữ có một chút run rẩy, thấp giọng nói, ta... Lý Trường Thọ nghiêm mặt, nói, vì sao đạo hữu muốn gặp ta? Hồ nữ dường như có rất nhiều lời muốn nói, nhưng khi chạm đến cổ họng, lại chẳng qua chỉ là nhẹ nhàng ừng một tiếng, hóa thành một câu, đạo trưởng, ngươi còn nhớ ta không? Nghe nói lời này, Lý Trường Thọ hơi nhíu mày, trong đáy lòng nắm chắc biểu tình biến hóa của chính mình lúc này, trong mắt lộ ra mấy phần nghi hoặc. Lý Trường Thọ nói, ta nhớ được, ta và đạo hữu cũng không có gút mắc quá sâu. Ta bắt đạo hữu, vì bảo vệ nhân đạo. Đi xuống dưới núi gặp đạo hữu, lúc ấy là đang suy nghĩ về một môn công pháp, cũng cho đạo hữu linh đan diệu dược làm tạ lễ. Ngày hôm nay đạo hữu gây ra chiến trận lớn như vậy, không biết có mục đích như thế nào, chẳng lẽ là cố ý nhằm vào ta? Ta làm sao lại nhằm vào ngươi? Hồ nữ ở dưới tình thế cấp bách phóng ra mấy bước về phía trước. Lý Trường Thọ quét phất trần qua, một tia tiên lực mang theo chọc khí, xuất hiện ở bên chân hồ nữ. Đạo hữu xin tự trọng, bần đạo thanh tu ngàn năm, sẽ không tha cho bất kỳ kẻ nào làm hư thanh danh của ta. Ta Hồ nữ ngay cả hít thở cũng đều có một chút gấp rút, da thịt trắng như tuyết ửng hồng, nhưng tiếp đó liền bình tĩnh trở lại, ôn nhu nói, ta chỉ muốn đến gặp ngươi một lần. Lý Trường Thọ hất phất trần lên, vậy thì tốt, bây giờ cũng đã gặp nhau, không tiễn. Hồ nữ Tiểu Lan ngẩn ra, không ít tiên nhân độ tiên môn bên ngoài Tiểu Quỳnh Phong, từng người hoặc là truyền âm, hoặc là tán thưởng trong đáy lòng. Vị Tề Nguyên sư đệ, sư huynh, sư đệ này, đúng là người kiên cường chính trực, thật sự đáng tiếc khi chỉ có thể tu thành trọc tiên. Hồ nữ buồn bã nói, chẳng lẽ ngươi lại nhẫn tâm như vậy, không cho ta cơ hội nói chuyện, liền để ta đi như thế. Đến lúc này đạo hữu đã nói với bần đạo 49 chữ, làm sao lại là bần đạo không cho đạo hữu cơ hội nói chuyện. Lý Trường Thọ cho mày, tay áo lớn vất qua, trên mặt đất nhiều thêm một cái bàn thấp, hai cái ghế ngồi. Đến, ngồi đi, ta không chỉ cho đạo hữu cơ hội nói chuyện, còn cho đạo hữu cơ hội nói chuyện thật tốt. Nhưng nếu không hài lòng, còn xin nói ít nửa câu. Ngày hôm nay ngươi và ta hãy nói cho rõ ràng, ngày sau cũng tránh gây nên hiểu lầm gì đó. Lập tức, Lý Trường Thọ phối hợp ngồi xuống, hồ nữ kia do dự một phen, giống như một cô con dâu nhỏ bị chọc tức, ủy ủy khuất khuất ngồi ở đối diện Lý Trường Thọ. Vào giờ phút này, đạo nhân giấy hải thần bên trong thiên đình, chỉ vừa nhìn thấy nhân duyên điện của Nguyệt Lão,
cho nên Lý Trường Thọ vẫn chưa sốt ruột mở miệng nhiều lời ở dưới cây liễu. Thời cơ chưa tới. Cách đó không xa, Linh Nga bưng ấm trà tách trà tiến về phía trước, hô một tiếng sư phụ, dâng trà cho hai người. Đây tự nhiên cũng là do Lý Trường Thọ truyền âm an bài. Lập tức, Lý Trường Thọ thừa cơ lộ ra nụ cười hòa ái hiền lành đối với Linh Nga, nói, đồ nhi, vất vả cho ngươi rồi, đi tu hành đi. Linh Nga mặc dù không biết sư phụ lúc này là do sư huynh giả ra, nhưng sư phụ ngày thường, đối với chính mình cũng là hiền lành như vậy, lập tức hạ thấp người hành lễ nói vâng, quay người rời đi. Bạn đang xem sư huynh A sư huynh được thuyết minh tại kênh YouTube Recap Phim. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, sau đó rời ánh mắt lên trên người của hồ nữ kia, khuôn mặt trở nên hết sức nghiêm túc trong nháy mắt. Đạo hữu, muốn nói cái gì thì cứ nói đi, có nhiều đồng môn nhìn ta như vậy, thật sự không muốn ở một mình với đạo hữu. Hồ nữ kia chỉ cảm thấy trái tim có một chút chua xót, thực sự biết đây chỉ là mong muốn đơn phương của chính mình. Nàng nhẹ nhàng thở dài nói, đạo trưởng, ở bên người ngài có thiếu tỷ nữ phụng dưỡng. Ta cái gì cũng đều có thể làm, chỉ nguyện có thể ở lại bên người đạo trưởng. Lần này, Lý Trường Thọ ngược lại là trầm mặc, nâng tách trà lên nhưng không uống, nhíu mày một hồi. Có vẻ như hắn hơi động tâm trước lời đề nghị này, mà theo sự do dự của Lý Trường Thọ, tiên nhân ở khắp nơi trong độ tiên môn cũng đều ổ lên, hết sức chăm chú thám thính nơi đây, sợ bỏ lỡ bất kỳ chi tiết dữ dội gì. Nhưng mà, Lý Trường Thọ vào giờ phút này chỉ là bởi vì tập trung nói chuyện với Nguyệt Lão, tạm dừng khiến cho đạo nhân giấy ở đây dừng nói. Vạn nhất nói sai, vậy thì sẽ rất phiền phức. Tại Thiên Đình, bên trong Nguyệt Lão Điện, đạo nhân giấy hải thần của Lý Trường Thọ vội vàng mà đến, cũng không cho Nguyệt Lão cơ hội ra ngoài nghênh đón, sau khi đến nơi đây, dùng một phát bắt được cánh tay của Nguyệt Lão. Nguyệt Lão, ta có việc muốn nhờ. Hải thần đừng vội, hải thần đừng vội. Nguyệt Lão cảm thấy sốc nặng. Hải thần là ai? Đây chính là hồng nhân trước mắt Ngọc Đế bệ hạ, liền xem như muốn cưới 18 tiên tử mỹ mạo, Nguyệt Lão y hao tổn trăm năm công đức, vậy thì cũng phải làm. Lập tức, Nguyệt Lão nghiêm mặt nói, hải thần có việc gì thì cứ việc phân phó. Nhưng mà, mấy câu kế tiếp của Lý Trường Thọ, lại làm cho sắc mặt của Nguyệt Lão càng trở nên trịnh trọng. Thực sự không dám giấu giếm, ta ngoại trừ là hải thần, còn có một tầng thân phận, chính là người bên trong nhân giáo. Càng là nhận được mệnh lệnh của Đại Pháp Sư, phụ trách xử lý một ít sự vụ không lớn trong nhân giáo. Nguyệt Lão lập tức gật đầu, nói, đã nghe nói qua, đã nghe nói qua. Lý Trường Thọ trầm giọng nói, lần này tới nhờ Nguyệt Lão cũng không phải là chuyện của hải thần, mà là tiên nhân giáo. Nguyệt Lão, căn cứ theo suy tính trước đây của ta, tại đạo thừa nhân giáo độ tiên môn đang có một trận tai họa nhỏ đang ấp ủ, ta liền phái hóa thân tiến đến dò xét. Lại vừa vặn phát hiện ra có một nữ tử yêu tộc, đang say mê một môn nhân bên trong độ tiên môn. Nữ tử yêu tộc kia chính là yêu Thanh Khâu, vào giờ phút này còn tụ tập đông đảo Thanh Khâu yêu tộc đến độ tiên môn, gây rắc rối, chỉ sợ là sẽ dùng sức mạnh đối với môn nhân độ tiên môn. Ồ, Nguyệt Lão nghe vậy không khỏi trợn tròn hai mắt, còn có loại sự tình này. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, không sai, ta suy đi nghĩ lại, cũng không có cách nào xử trí loại sự tình này. Nếu nói nam tử đối với nữ tử vừa gặp đã cảm mến, tụ tập tộc nhân mình tiến đến cưỡng ép bức bách đối với nữ tử, đó tất nhiên là việc ác, nên đánh nên mắng. Nhưng khi đổi thành nữ tử cưỡng ép bức bách đối với nam tử, hầu hết mọi người trước tiên chỉ sợ là sẽ chất vấn nam tử này một câu, lúc trước còn không phải do ngươi trêu chọc. Cho nên, không thể trực tiếp xử trí việc này, ta vội vàng đến chỗ của Nguyệt Lão, xin Nguyệt Lão dùng kéo vàng một phen, chặt đứt đoạn nghiệt duyên này. Được, ta chắc chắn sẽ giúp việc này. Việc này không nên chậm trễ, bên kia đã sắp đánh nhau. Đi thôi, nhanh đi vào hậu điện. Nguyệt Lão phất tay áo, bắt lấy một chiếc kéo vàng, vội vàng tiến đến hậu điện, Lý Trường Thọ đi theo sát phía sau. Vị Nguyệt Lão này cũng không chần chờ một chút nào, lập tức đẩy tinh dẫn sao, triệu tập hai nhóm tượng đất đến trước mắt. Bên trái chính là Thanh Khâu nhất tộc, có số lượng tượng đất rất nhiều, phần lớn đều là mặt người thân người với một đôi tai cáo. Nhìn chung, dây đỏ của Thanh Khâu nhất tộc hiện lên tình trạng phát tán, không ít dây đỏ đưa về phía bốn phương tám hướng. Mà có một sợi dây đỏ nhô ra từ đó, thăm dò vào phía bên trong đống tượng đất nhân duyên nhân giáo độ tiên môn bên phải kia, nhìn theo dây đỏ này, lập tức tìm được tượng đất có mấy phần giống như Tề Nguyên lão đạo. Dây đỏ quấn quanh Tề Nguyên lão đạo, nhưng trên người tượng đất Tề Nguyên lão đạo cũng không có dây đỏ đối ứng, ngay cả đầu sợi cũng không có. Chính là nó. Nguyệt Lão nhanh tay lẹ mắt, dậm chân tiến về phía trước, râu tóc bay lên. Liền nghe răng rắc một tiếng, dây đỏ bị cắt đứt. Nhưng dây đỏ này nhẹ nhàng rung động, không ngờ lại bắt đầu chủ động sinh trưởng, tiếp tục kiên định không thay đổi xuất phát về hướng tượng đất Tề Nguyên lão đạo, lại là loại si tình như vậy. Nguyệt Lão hừ lạnh một tiếng, trong đáy lòng tính toán, chính mình tuyệt đối không thể mất mặt mũi ở trước mặt hải thần. Đây chính là công việc chuyên môn của Nguyệt Lão y. Nguyệt Lão lập tức nói, hừ, si tình từ xưa đều là đa tình. Lập tức, kéo vàng tiếp tục cắt. Lý Trường Thọ thấy thế, trong đáy lòng hơi suy nghĩ, chủ động phát động thế công ở chiến trường chính. Tại Tiểu Quỳnh Phong, dưới cây liễu bên hồ, Tể Nguyên, vẫn luôn không lên tiếng đột nhiên cười khẽ.
bởi vì dây đỏ bị cắt đứt. Trong lòng hồ nữ Tiểu Lan lúc này đang có một chút buồn bực không thể giải thích được, thấy thế lập tức nói, đạo trưởng, làm sao vậy? Ta đang chờ ngươi nói chuyện, vì sao lại không nói một lời? Hồ nữ Tiểu Lan run lên, vội nói, ta vốn cho rằng đạo trưởng đang suy nghĩ, cân nhắc sự tình giữ ngươi lại. Đừng suy nghĩ nhiều. Lý Trường Thọ cười cười, bên tai vang vọng âm thanh răng rắc chiếc kéo vàng của Nguyệt Lão, đối mặt với vị hồ nữ này, thần sắc cũng trở nên buông lỏng hơn rất nhiều. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói, đạo hữu, ngươi vẫn chưa từng động tâm đối với ta. Hồ nữ lập tức lộ vẻ vội vàng, đạo trưởng, trong đáy lòng Lan Nhi đều tràn đầy thân ảnh của đạo trưởng. Đó chính là động tâm. Trong ánh mắt của Lý Trường Thọ bắn ra thần quang bức người, nhìn chăm chú vào hồ nữ, dường như có thể nhìn thấu được phòng bị của hồ nữ. Lý Trường Thọ nói, ngươi đã bao giờ tự hỏi bản thân mình nghĩ gì trong lòng chưa? Đã bao giờ ngươi thực sự hiểu mình muốn gì chưa? Ta tất nhiên là đã từng hỏi bản thân mình. Thanh âm của hồ nữ trở nên yếu ớt, thể hội đạo tâm của chính mình, lại phát hiện ra, những thân ảnh kia trở nên có một chút phai mờ. Không, kỳ thật ngươi không có. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói, ví dụ đơn giản nhất, nếu như lúc ấy đi tới lao tù dưới mặt đất gặp ngươi không phải là ta, mà là bất cứ ai trong độ tiên môn. Chỉ cần trước đó liền tìm được biện pháp ứng đối với mị thuật của ngươi, làm cho ngươi có cảm giác thất bại, ngươi cũng sẽ đặt cái bóng của người đó vào trong lòng, trải qua 5 tháng lên men, ngươi sẽ có ảo giác minh tâm khắc cốt đối với người này. Có phải là như thế? Chuyện này, hồ nữ khẽ hé môi son, lại là nói không ra lời, lại vội vàng đứng lên, có một chút tay chân luống cuống. Lý Trường Thọ thở dài, đạo hữu, nếu đổi ta thành một người khác, ngươi cũng sẽ động tâm đối với một người khác, đây chính là động tâm đối với ta sao? Tình yêu nam nữ, đạo lữ tri ân, cơ bản nhất, chân quý nhất chính là trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác, trong lòng ngươi cũng không phải là để một người ở trong lòng, người trong lòng, là người không thể thay thế trong lòng mình kia. Rất rõ ràng, ngươi không có. Hai mắt của hồ nữ có một chút mờ mịt, lẩm bẩm nói, ta không có. Lao tù địa mạch tối tăm mịt mù, chỉ có một mình ngươi ở trong đó. Không có tiểu yêu bên người A Du nịnh hót, không có cảnh tượng thế tục phồn hoa, trong đáy lòng ngươi, chẳng qua là muốn tìm một chỗ ký thác mà thôi. Ngươi cũng là cảnh giới chân tiên, tự mình thể hội xem, có phải là như thế? Đạo hữu, ngươi động tâm cũng không phải là tề nguyên ta. Thân hình hồ nữ lui lại hai bước, trong mắt tràn đầy mờ mịt, thấp giọng lẩm bẩm nói, ta động tâm không phải là tề nguyên đạo trưởng, ta động tâm là tịch mịch. Hai chân của hồ nữ Tiểu Lan mềm nhũn, ngã ngồi ở trên cỏ. Lý Trường Thọ thở dài. Chớ giao nỗi lòng sai cho tịch mịch nữa, thấy ngươi là thanh khâu nhất tộc, ta mới có thể nói lời như thế đối với ngươi. Mời đạo hữu, không tiễn. Nói xong, Lý Trường Thọ phất tay áo đi về hướng nhà tranh của Linh Nga, chỉ để lại hồ nữ mờ mịt kia, cùng với chúng tiên độ tiên môn các nơi rơi vào trong suy tư. Chuyện này vẫn chưa kết thúc. Tại Sơn Môn độ tiên môn, đạo nhân giấy bản thể trước đây vẫn chưa đi theo Giang Lâm Nhi đến Tiểu Quỳnh Phong, cưỡi mây bay ra khỏi Sơn Môn, đi về phía bà lão hẳn là người chủ trì yêu tộc thanh khâu nơi đây. Nếu đã giải quyết được nguyên nhân bên trong thì phải kịp thời cởi bỏ áp lực bên ngoài. Một lát sau, bên trong Nguyệt Lão Điện tại Thiên Đình, Nguyệt Lão đưa tay xoa xoa mồ hôi nóng trên cái trán, nhìn dây đỏ rốt cuộc đã không còn sinh trưởng, âm thầm thở phào một hơi. Nguyệt Lão quay đầu nhìn lại, đã thấy Hải Thần đang có một chút hăng hái đánh giá đống tượng đất độ tiên môn. Hải Thần, không sao chứ? Tạm thời không có chuyện gì. Lý Trường Thọ nhẹ nhàng thở phào một hơi, đa tạ Nguyệt Lão đã tương trợ. Nhưng, bức tượng đất này tại sao lại có ba dây đỏ vờn quanh? Ồ. Nguyệt Lão rời mắt sang, cười nói, đây là tượng đất nhân duyên của tiểu hữu Trường Thọ độ tiên môn, lúc lần thứ nhất tiểu thần nhìn thấy, chính là bộ dáng như vậy. Trường Thọ tiểu hữu cũng là người rất tốt, Hải Thần có thể chú ý hắn nhiều hơn, tuyệt đối là nhân tài có thể đào tạo bên trong đệ tử nhân giáo. Lý Trường Thọ nghe vậy, cười nhẹ lắc đầu. Nguyệt Lão vội hỏi, Hải Thần, sao thế? Không sao. Lý Trường Thọ hơi suy nghĩ một chút, nhưng chỉ nói, những việc này, thuận theo tự nhiên là được. Lúc hồ nữ rời khỏi độ tiên môn. Trong đôi mắt đẹp vẫn như cũ có một chút mờ mịt. Lý Trường Thọ nhìn chăm chú bóng lưng hồ nữ, cân nhắc ảnh hưởng kế tiếp của vụ việc trong đáy lòng, nghĩ xem mình có thể làm gì khác. Loại vật nhân quả này, nếu không cắt đứt thì sẽ phải gánh chịu sự hỗn loạn của nó, sau này sẽ gặp nạn. Lúc này hẳn đã được tính là chặt đứt nhân quả với hồ nữ này, mặc dù thủ đoạn của chính mình có một chút ít quá đáng, nhưng vẫn tốt hơn là để sự việc tiếp tục phát triển tiếp. Thanh khâu nhất tộc, Lý Trường Thọ kỳ thật đã từng nhìn thấy ghi chép về bộ tộc này trên cổ tịch. Bộ tộc này vào thời thượng cổ đã có một chút danh tiếng. Bọn hắn là một nhánh yêu tộc tương đối có khí tức chủ nghĩa lãng mạn, không đấu pháp, không tranh đoạt, chỉ muốn viết một số câu chuyện lãng mạn và cảm động. Đây chính xác là, hồng hoang có rất nhiều đại năng, chỉ có người chơi lưu kỳ danh. Thanh khâu nhất tộc hẳn là không có liên quan gì với tam yêu hiên viên mộ phần, thiên hạ có nhiều hồ yêu như vậy, không có khả năng đơn giản như vậy liền đụng phải. Lý Trường Thọ trầm ngâm đôi chút, trong đáy lòng suy nghĩ vấn đề vẫn luôn đang cân nhắc trước đây. Hiên viên mộ phần là lăng mộ hậu nhân thành lập vào sau khi hiên viên, hoàng đế quy về Hỏa Vân Động, đã từng bị yêu tộc chiếm đoạt vào lúc đại kiếp phong thần. Căn cứ vào cố sự bên trong phong thần mà Lý Trường Thọ biết, lúc đại kiếp phong thần khởi động,
nữ oa nương nương bởi vì cảm thấy chính mình bị Thương Vương Đế Tân mạo phạm, đã lấy chiêu yêu phiên triệu tập chúng yêu, cuối cùng lựa chọn Tam Yêu Hiên Viên Mộ Phần cử vĩ yêu hồ, Tỳ Bà Tinh, gà rừng tinh chín đầu, đi phân tán tinh lực của Đế Tân, làm Thương Quốc nhanh chóng sụp đổ. Cử vĩ yêu hồ kia phụ thân lên trên người Tô Đát Kỷ, con gái của Tô Hộ Ký Châu, viết nên câu chuyện tình kinh điển Đế Tân độc sủng hậu cung. Khục, nhiều lương thần cùng nhau họa hại Thương Quốc như vậy, để lại vô số tai tiếng. Cho nên nói, cử vĩ yêu hồ ở trong chuyện xưa kia tên là gì? Lý Trường Thọ trầm ngâm đôi chút, tiếp đó không nhịn được cười cười. Chính mình nghĩ đến những thứ này cũng chỉ uổng phí công phu, dù là trước thời hạn tìm được cử vĩ yêu hồ, chính mình cũng không làm được gì, càng sẽ không đi làm cái gì, đây chính là sự tình không có quan hệ gì với mình. Vẫn nên ngẫm lại, sau đó đi đến Hỏa Vân Động gặp chúng tiên hiền nhân tộc, nên giao lưu cảm tình cùng với các đại lão như thế nào, thuận tiện hỏi một chút tung tích của Lạc Bảo Kim Tiền. Đạo nhân giấy bản thể của Lý Trường Thọ đứng ở trước sơn môn, nhìn chăm chú những yêu tộc bay đi kia. Trên Tiểu Quỳnh Phong, các vị tiên nhân độ tiên môn đã tản đi. Dự tính trong mấy ngày kế tiếp, sẽ có nhiều cuộc xung đột giữa các đạo lữ trên núi. Mà Lý Trường Thọ vì ổn định tập tục trong môn phái, đã thống nhất đáp án các loại vấn đề, truyền âm cho Tử Ô, bảo y nhanh chóng truyền bá trong phạm vi nhỏ. Nếu như chúng lão phu lão thê trong môn phái tao ngộ loại vấn đề năm đó, người kết đôi cùng ta, có phải là bởi vì tu đạo tịch mịch này, liền dùng một cái cách thức trả lời thống nhất, nào có, đoạn thời gian ta và ngươi tách ra kia, không phải là bởi vì tịch mịch mới nhớ đến ngươi, mà là bởi vì nhớ ngươi nên mới tịch mịch. Có hữu dụng hay không, vậy thì Lý Trường Thọ liền không dám hứa chắc, nhưng dù sao cũng tốt hơn là ấp úng không biết nên ứng phó như thế nào. Bên trong nhà tranh, Giang Lâm Nhi vẫn chưa vạch trần thân phận của Tề Nguyên, cùng với Tử Ô, Tử Thi, Tử Cửu, biện luận một hồi vấn đề tịch mịch hay là yêu. Cuối cùng, Giang Lâm Nhi sợ Lý Trường Thọ lộ tẩy, chủ động nói Tề Nguyên trở về yên lặng một chút, bế môn hối lỗi mấy canh giờ, lại tiễn mấy tiên chữ tử rời khỏi Tiểu Quỳnh Phong. Lý Trường Thọ mở ra đại trận ngăn cách tầng ngoài, ngồi ở bên trên bồ đoàn hơi nhẹ nhàng thở ra. Linh Nga ở bên cạnh trầm ngâm đôi chút, trên gương mặt xinh đẹp viết đầy chữ ngưng trọng. Nàng như thế nào lại ở trên người sư phụ của chính mình, thấy được biểu tình sư huynh thường có. Tiên thức của Lý Trường Thọ đảo qua các nơi, linh giác cẩn thận cảm ứng, tiếp đó liền khôi phục đạo nhân giấy của chính mình này thành bộ dáng người giấy, còn hô lên, giúp vi huynh thu người giấy này lại. Linh Nga ở bên cạnh trừng mắt nhìn, hơi suy tư, đã rõ ràng chuyện gì vừa mới xảy ra. Sư huynh giúp sư phụ cự tuyệt sư nương xinh đẹp như vậy, sư phụ có thể trách huynh hay không? Vừa rồi hồ nữ kia cũng rất si tình đó. Trên người giấy toát ra lời truyền âm của Lý Trường Thọ, nghịch ngợm, sao có thể gọi bậy là sư nương? Đó là nhân quả bao lớn, sư phụ còn chưa từng nhìn thấy nàng. Ổn tự kinh 300 lần. Vâng. Linh Nga là mặt quỷ, cấp tốc thu hồi người này giấy, để vào bảo nàng bên trong ống tay áo. Nàng vừa cất kỹ người giấy, thân hình của Lý Trường Thọ bay trở về Tiểu Quỳnh Phong từ phương hướng sơn môn. Lý Trường Thọ cưỡi mây rơi vào trước nhà tranh của Linh Nga, ngồi ở bên trong ghế bành chuyên môn của chính mình, tiếp tục suy tư khả năng vấn đề kế tiếp xuất hiện. Việc này cũng là người tính không bằng trời tính, sư huynh. Linh Nga nhô cái đầu nhỏ ra, trên gương mặt xinh đẹp viết đầy chữ nghiêm túc, cách khuôn mặt của Lý Trường Thọ khoảng một thước. Gương mặt xinh đẹp của Linh Nga phiếm hồng, lại tràn đầy nghiêm túc nói, ta tuyệt đối không tịch mịch. Ổn tự kinh 300 lần, tổng cộng là 600 lần, bản sư muội tự nhận. Nói xong đắc ý cười một tiếng, còn lộ ra mấy phần ánh mắt khiêu khích đối với sư huynh nhà mình. Lý Trường Thọ, đúng vào lúc này, kết giới tiên lực xung quanh nhà tranh của sư phụ bị Lý Trường Thọ thu hồi, cửa phòng nhà tranh lập tức bị kéo ra, một nữ tử mỹ mạo giờ phất trần liền chạy ra, phát ra một hồi tiếng mắng mỏ giận dữ già nua, tên nghịch đồ nhà ngươi, tới đây cho vi sư. Lý Trường Thọ nhanh chóng nhấn một ngón tay đối với sư phụ, thuận tay mở ra đại trận ngăn cách đa tầng trên Tiểu Quỳnh Phong. Liền nghe bồng một tiếng, nữ tử mỹ mạo kia hóa thành bộ dáng Tề Nguyên lão đạo, nổi giận đùng đùng, sợi râu run rẩy, giơ phất trần vọt tới trước người Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ kéo Linh Nga một cái, thuần thục trốn ra phía sau sư muội nhà mình. Sư phụ, đệ tử đã giải quyết xong chuyện. Ngươi đã giải quyết thế nào? Tề Nguyên trừng mắt mắng, còn chớ giao phó nỗi lòng sai cho tịch mịch, ngươi rốt cuộc học được những ngụy biện này từ chỗ nào? Hừm, còn không phải do sư phụ ngài giáo dục tốt. Lý Trường Thọ cười hai tiếng, vội nói, sư phụ, đệ tử chẳng qua là hốt thuốc đúng bệnh, chặt đứt tưởng niệm của nàng. Tề Nguyên lão đạo cả giận nói, nếu ngươi làm sai việc này, liền nhận, giải thích rõ ràng cho người ta rồi bồi lễ không được sao? Sư phụ, việc này tuyệt đối không phải là nhận lỗi liền có thể giải quyết, như vậy sẽ chỉ càng làm càng loạn. Hơn nữa đệ tử vẫn chưa làm gì đối với nàng, cũng không có chỗ nào để nhận lỗi, là do chính nàng suy nghĩ nhiều mà thôi. Sư phụ ngài đừng nóng giận, làm tổn thương lá gan, khục, tổn thương đạo cơ, tổn thương đạo cơ. Lão đạo ta hôm nay, Tề Nguyên giơ phất trần muốn đánh, Lý Trường Thọ lấy Linh Nga làm tấm chắn, sử dụng phương pháp Tần Vương quấn trụ, né tránh, đùa cho Linh Nga cười liên tục yêu kiều. Bạn đang xem sư huynh a sư huynh được thuyết minh tại kênh YouTube Recap Phim. Đột nhiên, Lý Trường Thọ nghĩ đến Tử Vũ Thi cùng với Hùng Linh Lị bên trong nhà tranh sát vách, trong đáy lòng hơi suy nghĩ, quyết ý thành toàn cho sư phụ.
ái. Lý Trường Thọ dừng bước, đột ngột ngã xuống về phía cửa. Tề Nguyên lão đạo giờ phất trần liền xông tới, quất mạnh vào mông của Lý Trường Thọ như lúc còn bé, trong miệng còn nói năng lý lẽ giáo dục hùng hồn, làm người chính trực và người lương thiện. Vi sư đã dạy ngươi như thế nào? Linh Nga ở bên cạnh che miệng cười khẽ nhìn ra ngoài một hồi, dựa vào sự quan sát của nàng, sư huynh đây là người giấy, nàng đương nhiên sẽ không đau lòng. Nhưng tiếp theo, Linh Nga cũng nghĩ đến Vũ Thi tiểu sư thúc cũng đang ở bên hồ, chợt hiểu ra điều gì đó. Nàng hắng giọng, xông lên trước hai bước, giang hai tay ra đối mặt với Tề Nguyên lão đạo. Sư phụ, ngài muốn đánh, liền đánh ta đi. Phất trần Tề Nguyên giơ lên lập tức không có cách nào rơi xuống, rằng có một lúc, đành phải khẽ than thở một tiếng. Ai? Mà thôi. Trường Thọ ngươi phải nhớ kỹ, bản lĩnh cho dù cao cũng không thể không coi ai ra gì, thần thông mạnh hơn, cũng không thể kiêu ngạo tự mãn. Yêu tộc cũng không phải lương thiện, chớ có quá nhiều liên lụy với bọn họ. 3. Lý Trường Thọ nằm rạp trên mặt đất, chắp hai tay ở trên đỉnh đầu, đệ tử tuân theo lời dạy bảo của sư phụ. Linh Nga vội nói, đệ tử cảm ơn sư phụ không đánh. Vi sư đi bế quan tu hành. Tề Nguyên lão đạo lắc đầu, bưng phất trần, trở về nhà tranh của chính mình, chỉ để lại một bóng lưng tràn đầy tang thương, viết đầy chuyện xưa. Trước bệ cửa sổ nhà tranh sát vách, hai cái đầu nhô ra hóng chuyện, cũng yếu ớt rụt trở về. Hùng sư tỷ, Tề Nguyên sư huynh thật hung, Vũ Thi, đây chính là phong chủ của Tiểu Quỳnh Phong chúng ta, hơn nữa đó không phải là hung, là có uy nghi. Có cảm giác Tề Nguyên sư huynh là một người rất tốt, nghe nói lời ấy, Linh Nga vừa đỡ sư huynh đứng lên, cùng với sư huynh liếc nhìn nhau. Sư huynh nhíu mày, sư muội chớp mắt, im lặng một lúc. Sư huynh có muốn xoa thuốc hay không? Không cần, cũng không hấp thu được, khục, vi huynh sẽ trở về đan phòng bế quan. Lý Trường Thọ khẽ thở dài, làm ra một đóa mây trắng, không có chút hình tượng nào trực tiếp nằm sấp lên, bay trở về đan phòng. Giải quyết xong sự tình có phần phiền phức này, Lý Trường Thọ chấn chỉnh lại suy nghĩ của mình một chút, dừng hoạt động đạo nhân giấy ở các nơi, tâm thần trở về đến trên người đạo nhân giấy hải thần giấu ở dưới nền đất. Sau đó vẫn phải chuẩn bị một phần tạ lễ, đưa đến cho Nguyệt lão. Về sau vẫn là đừng có dùng hình tượng của sư phụ gây sự, tận lực dùng một ít nhân vật hư cấu thì ổn thỏa hơn. Thi triển thổ độn chui ra từ dưới mặt đất, tâm thần của Lý Trường Thọ mang điều khiển đạo nhân giấy hải thần, đi về hướng Hỏa Vân Động, tiếp tục bước đi. Hỏa Vân Động che giấu ở một nơi nào đó tại Trung Thần Châu, cũng không hiện ở người trước, giống như Tam Tiên Đảo kia vậy, biết rõ Tam Tiên Đảo chính là ở trong một mảnh sương mù, trên biển kia, nhưng nếu như không có phương pháp tiến vào bên trong, vốn dĩ không tìm được nửa điểm tăm hơi. Ban đầu vào lúc Lý Trường Thọ muốn tìm kiếm Hỏa Vân Động, bấm ngón tay tính toán, liền biết nơi này, không phải là bằng vào công lực nhàn nhạt của chính mình là có thể suy tính ra. Nhưng hiện tại hắn tựa lưng vào thiên đình, muốn tìm kiếm Hỏa Vân Động ở nơi nào cũng không tính là vấn đề hóc búa gì. Cưỡi mây xuyên qua, băng qua hàng ngàn ngọn núi, hàng ngàn con sông. Sau nửa ngày rong ruổi, một mảnh đầm lầy ngàn dặm xuất hiện ở trước mắt. Lý Trường Thọ trực tiếp đi thẳng đến trên không trung đầm lầy, lại quay người ở trên không trung, rơi về phía đầm lầy, vào trước khi thân hình sắp rơi vào mặt nước, tiên thức thấy được một đoàn mây khói ngưng tụ ở giữa không trung. Thế là thân hình dừng lại, cưỡi mây bay về hướng mây khói. Đây chính là biện pháp cụ thể tìm kiếm Hỏa Vân Động mà thiên đình ghi chép. Lý Trường Thọ bay đến trước đoàn mây khói này, liền cảm thấy phía trước có từng tia đạo vận huyền diệu, trong tai nghe được tiếng dương cầm, dường như có một tòa thế ngoại đào nguyên không muốn người biết ở phía trước. Bên trong mây khói hình như có một cánh cổng vô hình, làm cho Lý Trường Thọ đành phải dừng chân lại. Lý Trường Thọ cất cao giọng nói, sứ giả thiên đình, phụng lệnh Ngọc Đế bệ hạ, đến đây tiếp tiên hiền bản tộc. Lời nói của hắn rơi xuống, trong đáy lòng liền nghe được một tiếng cười khẽ, trước mắt trống rỗng nổi lên một chiếc bát quái bàn, tám vòng tròn con trên đó nhẹ nhàng xoay tròn, khắc họa ra ánh sáng yếu ớt. Mở khóa là có thể vào. Lý Trường Thọ vái chào, tay trái ngưng ra thái cực đồ, chậm rãi đẩy thái cực đồ về phía trước, rơi vào trung tâm bát quái bàn. Sau đó, âm dương lưu chuyển, bát quái bàn bắt đầu nhẹ nhàng lấp lóe sáng ngời, trong đáy lòng Lý Trường Thọ lại có thêm một câu, đệ tử nhân giáo, có thể nhập. Cánh cửa vô hình kia lập tức biến mất không thấy gì nữa, phía trước xuất hiện một hang động. Hang động cực sâu, nhưng bên trong sáng ngời ánh sáng. Lý Trường Thọ lại vái chào, xách theo lễ vật phong phú mà Đông Mộc Công, theo thiên đình chuẩn bị tốt từ trong bảo khố, cất bước vào hang động này. Trong đáy lòng vẫn tràn đầy cảnh giác như cũ, luôn sẵn sàng tự hủy chính mình. Tiến lên 64 bước, hai mắt đột nhiên mở ra. Trước mắt vẫn là một mảnh đầm lầy, dường như là mảnh đầm lầy mà hắn nhìn thấy vừa rồi, và nó giống như một hình ảnh phản chiếu của mảnh đầm lầy. Phía trên đầm lầy được phân chia rõ ràng thành khu vực bên trái và bên phải, khu vực bên trái có 7 tòa tiên sơn trôi nổi, cảnh trí trên đó đều có khác biệt, phần lớn đều tương đối yên lặng. Khu vực bên phải là những dãy núi nối tiếp nhau, đâu đâu cũng có cung điện, tiếng cười nói của nữ tử và tiếng đàn dương cầm, tiếng sáo. Rất rõ ràng, bên trái là chốn ẩn cư tương đối bình thường của tiên hiền nhân tộc, bên phải là khu gia quyến của hiên viên hoàng đế. Mặc dù, thần nông thị vì tam hoàng, dẫn dắt nhân tộc chiến đấu và đấu tranh, bảo tồn hòa chủng nhân tộc. Tọa nhân thị cùng với phục hy thị, công đức tương đối nhiều hơn một chút.
nhưng Hiên Viên Hoàng Đế rõ ràng mới là nhân hoàng về hưu người thắng bên trong nhân sinh. 3000 hậu cung đều đặt vào Hỏa Vân Động. Mọi người hòa thuận với nhau, cười nói vui vẻ không ngớt, trở thành một cái đoàn thể có thể cùng nhau trường sinh bất lão, vui vẻ tiêu dao. Chuyện này cũng quá mạnh. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ tán thưởng không thôi, cũng không dám tùy tiện thảo luận tiên hiền, xách theo lễ vật tiến hành đánh giá chung quanh, không biết nên đi nơi nào trước. Đúng vào lúc này, Lý Trường Thọ nhìn thấy một chiếc thuyền con ở trong góc xó xỉnh, hai mắt của hắn tỏa sáng, cưỡi mây liền bay đi. Xa xa liền có thể thấy, trên thuyền con có một tráng hán mặc áo tơi đang câu cá, nhưng đi tới gần, lại nghe được tráng hán kia đang nhẹ nhàng, nức nở. Tiền bối, tiền bối. Lý Trường Thọ gọi từ xa, tráng hán đang câu cá kia nhanh chóng lau mặt, quay đầu nhìn sang, lộ ra một mặt to chữ quốc, tâm tình không thoải mái. Ngươi là ai? Muốn làm chuyện gì? Đi vào như thế nào? Ồn ào cái gì chứ, nơi này chính là Hỏa Vân Động. Lý Trường Thọ nghe được, trong tiếng nói của tráng hán mang theo khẩu âm hùng hậu ở một nơi nào đó, tại Nam Thiệm Bộ Châu, trong lúc nhất thời cũng có một chút nghẹn lời. Ta thật sự chỉ bởi vì tịch mịch sao? Trên chiếc thuyền gỗ to lớn kia, trong một căn phòng yên tĩnh, hồ nữ sắc mặt có một chút mờ mịt nằm ở trên giường, phía sau hiện ra 6 cái đuôi cáo trắng như tuyết, đuôi cáo đang nhẹ nhàng lắc lư. Nàng đang hồi tưởng và suy nghĩ. Không, đây không chỉ là tịch mịch. Đôi cánh tay trắng nõn của hồ nữ chống đỡ thân thể ngồi dậy, thần sắc không hiểu sao có một chút kích động. Đưa tay vẫy gọi đối với bàn đọc sách bên cạnh, hút bút mực vài vóc tới, ngồi ở trên giường, nâng bút viết vẽ. Thanh Khâu nhất tộc chúng ta dùng tình nhập đạo, chẳng lẽ nhiều tiền bối trưởng bối trong tộc như vậy, đều là bởi vì tịch mịch. Không, có lẽ ta là bởi vì tịch mịch mới động tâm, nhưng vào giờ phút này trong đáy lòng ta đúng là có ngươi. Tề Nguyên đạo trưởng, tâm niệm quay cuồng, ngón tay nhỏ nhắn lắc lư, phía trên vài vóc đã hiện ra một bức tranh. Trong ngục tối mờ nhạt, thân ảnh một lão đạo đứng lặng lẽ, nhìn hồ ly trắng như tuyết trong ngục tối. Hồ nữ cầm bút lên một bên viết hai chữ Tề Nguyên, sau đó như là mất đi toàn bộ khí lực, chậm rãi nằm ở bên cạnh bức vẽ này, dùng yêu lực bảo vệ bức vẽ, ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng đụng vào. Sau nửa giờ, hồ nữ chậm rãi đứng dậy, ngồi xếp bằng, bức tranh này liền trôi nổi ở trước mặt nàng, nhẹ nhàng lắc lư, nhân vật ở bên trong như là sống lại. Quanh người hồ nữ hiện ra một tia đạo vận, nàng ôn nhu lẩm bẩm nói, ta kỳ thật vẫn chưa rõ ràng chính mình là bởi vì cái gì mà động tâm đối với ngươi. Có lẽ là do bị mị thuật phản phệ, hoặc là bởi vì một phần ôn nhu của ngươi trong lúc lơ đãng đối với ta kia. Nhưng ta sẽ đi làm rõ ràng bản tâm và bản ý của chính mình. Nếu đáp án ở trong đạo, ta sẽ đi vào bên trong đạo tìm. Ngươi nói không sai, ta nếu ngay cả tâm ý của chính mình cũng đều làm không rõ ràng, cũng vô pháp phản bác câu nói, chỉ vì tịch mịch của ngươi. Tâm lan ta, cũng không xứng lại tu cái gì tình đạo. Nhưng đạo trưởng ngươi đã nói sai, tình không phải là tịch mịch, tình chính là thực tình. Bên trong âm thanh thì thào, đạo vận quanh người nàng lại không ngừng dâng lên, phía sau xuất hiện một bóng hình xinh đẹp mơ hồ, mà bóng hình xinh đẹp này ngẩng đầu nhìn chăm chú lên hư vô, phảng phất như đang chất vấn cái gì. Dần dần, không biết qua bao lâu, cỗ đạo vận này tràn ngập trong căn phòng này, lại kinh động đến tộc nhân của nàng. Chiếc đuôi cáo trắng tinh thứ 7 lặng yên hiển hóa ở sau lưng nàng. Tề Nguyên đạo trưởng, ta chắc chắn sẽ lại đi tìm ngươi. Tiền bối, vãn bối là đệ tử nhân giáo, hiện là Hải Thần Thiên Đình, lĩnh mệnh của Ngọc Đế đến Hỏa Vân Động bái phỏng các vị tiên hiền nhân tộc. Đệ tử nhân giáo, Hải Thần Thiên Đình. Khục, tráng hán mới vừa rồi còn có một chút không câu nệ tiểu tiết, nghe vậy lập tức đứng ngay ngắn. Dù trên người chỉ mặc áo tơi, nhưng vẫn không giận mà uy như cũ, khuôn mặt to chữ quốc kia càng là lộ ra một chút bá khí. Lý Trường Thọ nhìn chăm chú tráng hán này, trước mắt dường như có một tòa núi cao nguy nga chậm rãi dâng lên, sừng sững ở phía trên đầm lầy, uy nghiêm giữa thiên địa. Đây là vị nhân hoàng về hưu nào? Liền nghe người này trầm giọng hỏi, có tính vật thiên đình hay không? Tất nhiên là có. Lý Trường Thọ lập tức lấy ra bức thư mà Ngọc Đế bệ hạ tự tay viết, đặt ở trong tay, trên đó có một đạo long ảnh vảy vàng đang chậm rãi du động, một tia đạo vận huyền diệu lưu chuyển ra. Tráng hán mặt to này chậm rãi gật đầu, nói, đúng là thiên đế nắm thiên đạo mà trưởng khống tam giới. Lời nói của y xoay chuyển, lại nói, nếu ngươi đã tự xưng là đệ tử nhân giáo, hẳn là cũng xuất thân từ nhân tộc, vì sao lại dùng hóa thân đến đây? Không dám lừa gạt tiền bối. Lý Trường Thọ thở dài, đệ tử không dám dùng chân thân đi lại ở hồng hoang, bây giờ cũng chỉ là dùng hóa thân hiệu mệnh tại thiên đình. Vậy ngươi sẽ tự chứng nhận thân phận như thế nào? Nơi đây cũng không phải là, ngươi tùy tiện nhặt được một phong thư liền có thể tự tiện xông vào. Tráng hán này cao mày nói, ta ngược lại là không quan trọng, nhưng nếu quấy rầy các vị tiền bối thanh tu, làm sao có thể tha thứ cho ngươi? Các vị tiền bối, hình dạng của tráng hán này, chính mình dường như đã từng mơ hồ nhìn thấy trong một quyển sách cổ da dê. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ xẹt qua một đạo linh quang, đại khái đoán được thân phận của tráng hán này, cười nói, tiền bối hẳn là chính là Đại Vũ bệ hạ khai sơn trị thủy, tạo phúc thương sinh, lại thành lập Cửu Châu, đẩy cơ nghiệp của nhân tộc tới đại hưng. Sắc mặt của tráng hán kia như thường, bình tĩnh gật đầu, nói, ta ở nơi này chính là nhỏ tuổi nhất, công đức ít nhất, chớ có gọi bậy bệ hạ bệ hạ. Bây giờ ta đã không phải là nhân hoàng, mà là người ở trong núi.
Lý Trường Thọ cười chắp tay một cái, là vãn bối lỡ lời, tiền bối có thể kiểm nghiệm lực lượng thần vị thiên đình của vãn bối. Trong lúc nói chuyện, ống tay áo của Lý Trường Thọ nhẹ nhàng phiêu động, đầm lầy dưới chân đầu tiên là nổi lên từng tầng sóng nước, sau đó liền thấy từng bầy cá bơi đến từ khắp mọi nơi. Phần lớn cá ở đây là linh ngư, vảy trên người rực rỡ bảy màu, bơi lội dưới nước làm người ta hoa mắt. Hai mắt của tráng hán tỏa sáng, tiện tay cầm một chiếc cần câu. Lý Trường Thọ mỉm cười, hơi giơ tay lên, từng con ngư linh lao về phía thuyền gỗ, bao vây tráng hán. Ha ha ha, hải thần ngươi còn có thể quản được cá trong hồ. Khục, tâm tình của tráng hán này lập tức đại sướng, khẩu âm lại vọt ra, nhưng theo một tiếng ho khan, cầm cần câu, bình tĩnh mà nói, hải thần ngươi cũng được tính là lợi hại. Nhưng nơi đây là đầm lầy, ngươi lại vẫn có thể thi triển thần lực, đây là thuyết pháp nào? Khí chất của vị nhân hoàng về hưu này thật sự khiến cho người ta rất thân thiết. Lý Trường Thọ nghe vậy hơi suy tư, tâm thần khẽ động, phản ứng lại rất nhanh, đây có lẽ là Đại Vũ Đế Quân đang khảo nghiệm chính mình. Lập tức, hắn ấm giọng nói, sông lớn tụ thành từ mưa, trăm sông đổ về biển. Thần lực của vãn bối tuy là ở trong biển mới có thể thi triển như ý, nhưng phần lớn sông ngòi trong thiên hạ đều có liên hệ với biển, cũng có thể chiếu rọi thần lực ở chỗ này. Tốt cho một câu sông lớn tụ thành từ mưa, trăm sông đổ về biển. Tráng hán kia tán thưởng một tiếng, thấy cần câu trầm xuống, liền nhanh chóng nhấc cần. Một con ngư linh vọt lên khỏi mặt nước, bị tráng hán bắt được, nhét vào trong giỏ cá. Sau đó, tráng hán này thở ra một hơi thoải mái, nhìn linh ngư tụ thành đàn trong hồ kia, có một chút khoát tay. Cỗ thần lực kia của Lý Trường Thọ tan thành mây khói, những linh ngư này vẫy đuôi, cấp tốc biến mất ở dưới mặt hồ. Tráng hán cười đến hít cả mắt, nói, không hổ là chính thần thiên đình được thiên đế coi trọng nhất bây giờ, một câu trăm sông đổ về biển, đủ để biểu hiện ra mưu trí của ngươi. Đến đây ngồi đi, ta chính là phụ mệnh chờ ngươi ở chỗ này, hỏi ngươi ba câu hỏi. Lý Trường Thọ lập tức không dám khinh thường. Bên trong Hỏa Vân Động có một vị đại lão thôi diễn, xem bói chuyên nghiệp, chính là vị Phục Hy thị kia, nói không chừng là thật sự có thể biết trước. Theo lời đồn, vị Phục Hy thị này chính là huynh trưởng chuyển thế của nữ oa thánh nhân Nương Nương, kế nghiệp tọa nhân thị, dẫn dắt nhân tộc dần ổn định và tiến tới thịnh vượng. Cả đời tọa nhân thị đều là dẫn dắt nhân tộc đấu với trời, dãy dụ cầu sinh trong lúc vu và yêu tranh đấu. Phục Hy thị thì đặt một bộ phận tinh lực trên củng cố khí vận tự thân nhân tộc, xem như khai hóa cho nhân tộc, hoàn thiện phương pháp tu hành của nhân tộc. Trong Tam Hoàng Ngũ Đế Hồng Hoang, mỗi một vị đều là tại thời kỳ cuối thượng cổ, dẫn dắt nhân tộc vươn lên từng bước, mỗi một vị nhân hoàng đều chuyên một phương hướng khác biệt, cống hiến cũng khác biệt. Đại thế không phải là dễ dàng. Lý Trường Thọ chấn định tự nhiên cưỡi mây tiến về phía trước, đi lên trên thuyền gỗ, ngồi ở phần đuôi thuyền gỗ. Đại Vũ đánh giá Lý Trường Thọ trên dưới vài lần, cười nói, nếu ngươi không đáp được ba câu hỏi này, ngày hôm nay liền để lễ vật và phong thư lại, tự động trở về, các vị tiền bối hẳn là sẽ không gặp ngươi. Ngụ ý là đang nhắc nhở Lý Trường Thọ. Chỉ cần ngươi đáp được vài câu hỏi, liền có thể vớt cơ duyên ở chỗ của mấy vị nhân hoàng kia. Sắc mặt của Lý Trường Thọ lập tức có một chút ngưng trọng, chắp tay một cái, nghiêm mặt nói, xin đế quân ra đề mục. Bạn đang xem Sư Huynh A Sư Huynh được thuyết minh tại kênh YouTube Recap Phim. Câu hỏi đầu tiên, ngươi chính là đại thần mà thiên đế thiên đình coi trọng, lại xuất thân từ nhân tộc chúng ta, nếu như thiên đế giáng tai họa xuống nhân tộc, ngươi sẽ thuyết phục thiên đế thu hồi mệnh lệnh đã ban ra như thế nào? Lý Trường Thọ trầm ngâm đôi chút, câu hỏi mở đầu liền khó như thế. Vấn đề này, vô luận chính mình đáp như thế nào, đều là khó có thể hoàn mỹ, câu hỏi này so với câu hỏi làm thế nào để cân bằng giữa lòng trung thành và trung nghĩa, là giống nhau. Đại Vũ Đế Quân híp mắt cười, yên lặng chờ Lý Trường Thọ trả lời, cũng không thúc giục. Lý Trường Thọ ngồi ở kia suy nghĩ thật lâu, trong đáy lòng nổi lên đủ kiểu ý nghĩ. Một lát sau, Lý Trường Thọ có một chút thận trọng mà nói, không khuyên giải. Đại Vũ nhẹ nhàng run rẩy khóe miệng, cười mắng, ta hỏi ngươi khuyên như thế nào, ngươi lại nói không khuyên giải, hỏi một đằng, trả lời một nẻo vậy. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ thầm khen, vị nhân hoàng này mặc dù đã về hưu, nhưng cũng không hồ đồ một chút nào, cũng không phải là dễ dàng bị mình khống chế tiết tấu như vậy. Tiền bối, vãn bối không thể khuyên, cũng không nên đi khuyên, còn xin tiền bối nghe vãn bối nói kỹ càng. Nói đi. Đại Vũ cười nói, mặc cho ngươi có nói nổ tung trời, nếu như nói không ra đạo lý, ngày hôm nay ngươi cũng không qua được cửa ải này. Nói thật, lúc làm nhân hoàng, ta cũng đã nhìn thấy không ít người ăn nói khéo léo, ngươi đừng có mà ngụy biện. Vãn bối không dám. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, bắt đầu một cuộc tranh luận. Câu trả lời cho câu hỏi này nằm ngoài câu hỏi. Đáp án cơ bản là, thiên đạo không vận chuyển theo ý chí của nhân tộc, mà là nhân tộc học được cách ở chung hài hòa tự nhiên với thiên địa, người cũng là một bộ phận của thiên địa. Năm thiên tai, năm được mùa đều là số trời, người có sinh lão bệnh tử, họa phúc sớm tối, thiên đạo có hoành, không thể nhẹ phá. Tiếp đó, có thể mở rộng ra một chút, nhân tộc không thể quyết định thiên tai có buông xuống hay không, nhưng nhân tộc lại có thể chống lại thiên tai, dùng nhân lực lấp tai họa. Sau đó đào sâu hơn, lúc này nhân tộc là nhân vật chính trong thiên địa, hẳn là sẽ luôn luôn bảo trì cảnh giác, tự cường, tự lập, mượn thiên tai để ma luyện tự thân, tránh cho bị chủng tộc khác thay thế địa vị nhân vật chính.
cuối cùng lại dùng lý niệm nhân giáo vẽ rồng điểm mắt, nhân pháp thiên địa, đạo pháp tự nhiên. Tự nhiên cũng không phải là một mực ôn hòa, cũng có tàn khốc và dữ dằn. Nhân tộc hẳn là học được kính sợ thiên địa, mới có thể cường thịnh lâu dài không suy, vĩnh viễn là nhân vật chính. Một bài thi kỳ thi nhân hoàng về hưu điểm tối đa, liền ra lò như vậy. Thậm chí còn có thể làm công thức, thay nội dung khác vào. Lý Trường Thọ vừa dứt lời, Đại Vũ lại là cho mày, khẽ thở dài một tiếng. Thấy thế, Lý Trường Thọ cũng không khỏi có một chút thấp thỏm, hỏi, tiền bối, chẳng lẽ lời nói của vãn bối có chỗ nào không đúng? Cũng không phải là như thế, người đáp cũng không sai, chính là có một chút quá tiêu chuẩn. Nếu là đáp án đã chuẩn bị từ trước, ta sẽ không tiện đánh giá. Đại Vũ trầm ngâm đôi chút, tính cho ngươi qua cửa ải này. Câu hỏi thứ hai, nếu có một ngày, thiên đế muốn hạ phàm đi lại bên trong hồng trần, trải nghiệm màu sắc của nhân tộc, ngươi sẽ ngăn cản hay giúp đỡ? Trả lời ngăn cản hay là giúp đỡ là được, không cần nói nhiều, nghe rất nhức đầu. Lý Trường Thọ nghe vậy ngẩn ra, nhân tiện nói, không cần quản nhiều, việc này chính là do bản thân thiên đế suy nghĩ, không có liên quan với ta. Rất tốt, câu hỏi thứ ba, nếu như ngươi bị phu nhân bởi vì một chút chuyện nhỏ, ngươi nên tha thứ nàng, hay là nên phản kích lại? Đương nhiên là lựa chọn tha thứ nàng. Lý Trường Thọ cơ hồ thốt ra, nhưng lập tức liền ý thức được, vấn đề này có khả năng không phải đơn giản như vậy. Vấn đề thứ nhất, nhìn như hỏi chính là thiên đế hàng thiên tai, trên thực tế hỏi chính là con người và tự nhiên. Vấn đề thứ hai, nhìn như hỏi chính là quan hệ giữa thiên đế cùng với nhân tộc, trên thực tế có một chút ám chỉ, xác nhận phục khi đại lão đã tính được ngọc đế, bệ hạ sẽ hạ phàm thể nghiệm cuộc sống của người phàm. Không thì Dương Tiễn có lai lịch cháu trai ngọc đế, bên trong đại chiến phong thần là từ đâu mà đến? Ngọc đế nhất định phải là luân hồi tu hành ở bên trong phàm trần, mới có thể vào lúc trở về thiên đình, mang về một vị muội muội. Vậy vấn đề thứ ba này, nhìn như là việc trong nhà, tức là trượng phu bị thê tử chửi mắng, trên thực tế hỏi, hẳn là trong nội bộ nhân tộc, vấn đề mâu thuẫn tồn tại giữa mẫu hệ tộc đàn cùng với phụ hệ tộc đàn. Lý Trường Thọ trầm ngâm đôi chút, nói một câu, phản kích, hơn nữa nhất định phải phản kích. Ồ, Đại Vũ đế quân chấn động tinh thần, khẩu âm lại không tự chủ vọt ra, lại đè thấp tiếng nói hỏi, vì sao lại kiên định như vậy? Từ khi nữ oa thánh mẫu tạo ra con người, các vị tiên hiển định ra sự tình hôn phối gả cưới, giữa nam nữ liền nên là bình đẳng. Nam tử thân cường thể kiện, làm việc chăm chỉ, cung ứng áo cơm một nhà nam nữ. Nữ tử thai nghén sinh con, tế nhị hơn, cũng sẽ trợ giúp nam tử làm việc. Cả hai cùng nhau dưỡng dục con cái, vì vậy nhân tộc mới có thể sinh sôi không dứt. Vô luận là bên nào quá cường thế, cũng đều sẽ tạo thành âm dương mất cân bằng. Mà một nhà bất ổn, mọi nhà bất ổn, thì bộ tộc bất ổn, tộc đàn nguy nan. Cho nên nói, nếu gặp phải sự đối xử bất công, nên phản kích hợp lý để duy trì sự cân bằng âm dương. Trong đôi mắt to của Đại Vũ lập tức tràn đầy ánh sáng, lời nói đạo hữu là lý lẽ đại đạo. Không sai, vợ chồng nên tôn trọng lẫn nhau, ta chính là nhân hoàng cai quản đại địa Cửu Châu, làm sao có thể vào sau khi thoái vị, làm sao có thể bị một nữ nhân mắng mỏ cả ngày. Biểu tình của đạo nhân giấy, lão thần tiên Lý Trường Thọ này lập tức có một chút ngưng trệ. Vị đế quân này, là tình huống gì? Đại Vũ đứng dậy, thân hình khôi ngô rắn chắc, kéo cánh tay có một chút đơn bạc của đạo nhân giấy Lý Trường Thọ, cười nói, đi, đạo hữu theo ta đi. Hôm nay ta sẽ ở ngay trước mặt đạo hữu, nói với nàng thật kỹ càng. Lời nói của vị nhân hoàng về hưu này đột nhiên dừng lại, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Đầm lầy trong phương viên mấy trăm dặm đột nhiên hôn thiên ám địa, Lý Trường Thọ vô thức ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy trong không trung cao trăm trượng, một đạo bóng hình xinh đẹp lẳng lặng mà đứng, mở ra tay phải đối với hai người trên thuyền nhỏ phía dưới. Thân thể của Đại Vũ chấn động, cao giọng hô, phu nhân, không cần thiết phải động thủ, có khách tới. Hừ, liền nghe trên mây truyền ra một tiếng hừ lạnh. Lý Trường Thọ liền cảm thấy tiên lực trên người cố đạo nhân giấy này, của chính mình ngừng vận chuyển, mà Đại Vũ đế quân ở trước mặt, khuôn mặt hóa đá trong nháy mắt. Không đợi Lý Trường Thọ có bất kỳ ứng đối nào, đã là cùng với Đại Vũ hóa thành hai pho tượng đá, áo bào, bảo nang cũng đều không ngoại lệ. Tiếp đó bóng hình xinh đẹp trên mây kia biến mất không thấy, thiên địa khôi phục như cũ, trong đáy lòng hai nam nhân phía dưới lưu lại nước mắt hối hận. Một lát sau, một luồng gió mát thổi qua, trên mặt nước có một chút gợn sóng. Sau nửa canh giờ, có hai đôi chim bay ngang qua, dừng lại một hồi trên trán của Đại Vũ đế quân cùng với Lý Trường Thọ, sau đó dương cánh bay đi. Chuyện kia, trong đáy lòng Lý Trường Thọ vang lên tiếng nói của Đại Vũ. Hải thần, xin lỗi, đã làm liên lụy đến ngươi. Tiền bối, vị kia, phu nhân nhà ta, bởi vì nợ nàng vào thời điểm trị thủy, ta cũng không tiện thật sự nổi giận đối với nàng. Đại Vũ ho hai tiếng, thần thông này của nàng ba ngày có thể tự giải, hải thần ngươi có sốt ruột không? Sốt ruột ta liền ra tay cứu hai người chúng ta ra. Không vội, không vội. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ co quắp một trận, cũng may tâm thần của chính mình vô câu vô thúc, hàn huyên vài câu cùng với Đại Vũ, liền lưu lại một bộ phận tâm thần ở chỗ này. Lúc này, vẫn không thể giao lưu nhiều cùng với Đại Vũ đế quân, đây xác định là một trong những thời khắc khó xử nhất của Đại Vũ đế quân. Thế là, Lý Trường Thọ càng khâm phục đối với Hiên Viên tiền bối. Nhưng nói đi cũng phải nói lại,
Theo lời đồn, Hiên Viên Hoàng Đế chính là Đại Huyền Quy Bắc Câu Lô Châu chuyển thế, có công đức chống trời, sinh linh hồng hoang đều thiếu nợ hắn một phần nhân quả. Đổi lại thành người khác, phúc nguyên như vậy tất nhiên là không thể tiêu thụ nổi. Ngày thứ hai cùng chung hoạn nạn với Đại Vũ Đế Quân, trời trong xanh. Trên Tiểu Quỳnh Phong, Lý Trường Thọ đang trông coi đan lô luyện đan. Trước đây vào lúc đoàn đạo nhân giấy tầm vào tìm kiếm tung tích Lạc Bảo Kim Tiền, tại Trung Thần Châu, mục đích chủ yếu không có đạt được, các tiểu mục tiêu khác ngược lại là đều đạt được. Hồng Hoang Linh Bảo Lục thì không cần nhiều lời, thứ này không có giá trị thực tế gì. Lý Trường Thọ thuận đường còn vơ vét một ít linh thảo dược thảo, đã có thể chuẩn bị luyện chế đan dược loại cảm ngộ, giúp Vạn Lâm Quân lão gia tử và sư phụ đột phá bình cảnh. Bởi vì cần thường xuyên chú ý hỏa vân động, Lý Trường Thọ cũng không dám phân tâm nhiều, chỉ dám suy nghĩ đan đạo ở chỗ này. Vào lúc nhàm chán, chợt nhận ra phòng bài bạc phía sau núi truyền đến một cỗ linh khí phun trào rất nhỏ, dường như có ai đột phá. Tiên thức của Lý Trường Thọ lập tức nhìn thấu tầng tầng cấm chế, thấy được linh nga toàn thân lấp lánh linh quang. Lúc này, quanh người linh nga bay ra từng đóa hoa sen tám cánh rưỡi hơi mờ, làm cho dáng người tinh xảo càng thêm mê người, khoảng cách đến tu vi quy đạo cấp 9 chỉ kém một chút. Lý Trường Thọ lại là hơi nhíu mày. Hỏa hầu còn chưa đủ, đạo cơ còn chưa đủ ổn định, đạo bản thân mơ hồ không rõ, ở dưới tiền đề nàng có thể dùng tốt gói quà lớn độ kiếp, xác suất độ kiếp thành công đại khái chỉ có 97.5%. Gói quà lớn kia, so sánh với những thứ Lý Trường Thọ chuẩn bị cho mình năm đó, còn mạnh hơn rất nhiều. Có vẻ như vẫn cần phải thiết lập một trại huấn luyện tu hành. Không cầu ngươi độ kiếp phi thăng, nhưng nhất định phải sống sót, Linh Nga. Ai, đi nhẹ, đạo hữu đi nhẹ thôi. Tại Tiên Sơn lơ lửng trên góc đầm lầy, hai thân ảnh đang rón rén đi về hướng đỉnh núi. Vị tráng hán khôi ngô phía trước kia đã bỏ đi áo tơi, quần dài đoàn sam có một chút mộc mạc, nhưng uy nghiêm bản thân tản ra trong lúc lơ đãng, làm cho người ta tuyệt đối không dám có lòng khinh thường. Đây chính là đại lão được chia một tia hồng mông tử khí. Ở phía sau trắng hán, đạo nhân giấy lão thần tiên Lý Trường Thọ chậm rãi đi theo, đã hiến cho Đại Vũ lễ vật chuẩn bị từ trước. Lúc Đông Mộc Công chuẩn bị lễ vật, tự nhiên là chuẩn bị 8 phần, thiên đình lúc này lại nghèo hơn, cũng phải cần mặt mũi, không có khả năng để cho hải thần cầm một phần lễ vật đến bái kiến 8 vị tiên hiền nhân tộc. Chỉ là, tình hình hiện tại đã vượt xa mong muốn của Lý Trường Thọ, hắn thật sự muốn hỏi Đại Vũ tiền bối một câu, cần gì chứ? Nhất định phải lôi kéo hắn vào trong nhà ngồi làm gì? Mọi người đều ngầm hiểu vấn đề này và khẽ mỉm cười, quá khứ cũng đã qua rồi, cần gì phải dáng chống đỡ mặt mũi. Sau khi đi ngang qua mấy tòa lầu các với lòng run sợ, Lý Trường Thọ đi theo Đại Vũ Đế Quân vào mấy tầng đại trận, đến bên trong biệt uyển trên đỉnh núi, hai người cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Liếc nhìn nhau, hai người đều cười ồ lên, làm như vừa rồi không hề có chuyện phát sinh. Mời. Đại Vũ giơ tay nhấc chân thể hiện bá khí của đế quân, vung tay lên chính là một câu, hàn xá đơn sơ, chớ có ghét bỏ. Ngày hôm nay ngươi và ta cùng chung hoạn nạn, chính là chi kỷ. Lý Trường Thọ, đây là muốn bịt mồm ta. Lý Trường Thọ lập tức cười khổ, chính mình cho dù nhảy ra ngoài nói khắp nơi, nhân tộc Đại Vũ Đế Quân sợ vợ, mỗi ngày đều bị vợ mắng, sẽ có ai tin chuyện này. Hơn nữa so sánh với câu chuyện phiếm của Đại Vũ Đế Quân, nhóm luyện khí sĩ nhân tộc càng để ý hiên, khục, càng để ý làm như thế nào để trường sinh mới đúng, tiền bối yên tâm. Lý Trường Thọ thấp giọng nói, vãn bối không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì, chỉ biết tiền bối thần thông quảng đại. Bảo vệ thê lữ, quả thật là điển hình của nam nhi chúng ta. Đại Vũ lập tức hít mắt cười một tiếng, thở dài, sợ thì là sợ, không cần uyển chuyển như vậy. Ta nợ nàng, đây đều là chuyện đương nhiên. Nói xong, Đại Vũ buông và sọt cá cần câu xuống, treo áo tơi ở một bên, liền bảo Lý Trường Thọ đi đến chỗ bàn đá dưới tảng cây chờ một lát. Không cần câu thúc, ở trong căn nhà nhỏ này không có quy củ gì. Đa tạ tiền bối khoản đãi. Lý Trường Thọ chắp tay một cái, thành thành thật thật ngồi ở trên một chiếc ghế, chờ Đại Vũ Đế Quân cùng nhau uống trà. Có thể tạo mối quan hệ cùng với Đại Vũ Đế Quân, đối với Lý Trường Thọ mà nói, tất nhiên là trăm lợi mà không có một hại. Thuận tiện, Lý Trường Thọ bắt đầu đánh giá đống đồ lộn xộn trong tiểu viện này. Bên trong một góc xó xỉnh, để nghiêng một tấm bia đá, bên cạnh bia đá bày biện một cây gậy sắt loang lổ vết rỉ, bên cạnh còn có một thanh búa đá. Lý Trường Thọ vốn dĩ không cảm thấy hứng thú, chẳng qua là ngẫu nhiên thấy được, nhưng cũng là bởi vì nhìn nhiều thêm một chút, liền có một chút không rời ánh mắt đi được. Lực lượng công đức thật là nồng nặc, thậm chí tùy tiện thứ nào cũng đều là gấp mấy lần hương hỏa công đức chính mình tích lũy lúc này. Hơn nữa còn là thiên đạo công đức thuần túy. Đây hẳn là linh bảo công đức hậu thiên của Đại Vũ Đế Quân, vật dụng trị thủy khai sơn năm đó. Cứ ném vào góc phủ bụi như vậy. Đại Vũ đã thay trường bào bước ra từ trong nhà, nhìn theo ánh mắt của Lý Trường Thọ, lập tức cười cười. Giơ tay chụp một cái, cây gậy sắt đến trong tay của Đại Vũ, được Đại Vũ cầm về phía trước. Cho ngươi. Đại Vũ cười ha ha nói, phí bịt miệng, vật này là cây thước năm đó ta dùng để đo đạc mực nước. Không có tác dụng lớn gì, chính là có thể lớn có thể nhỏ, kiên cố không dễ hủy, có một phần công đức ở trên đó. Đặt vật này ở trong nhà, chi một chút xà nhà, đỡ lều cũng rất tốt. Lý Trường Thọ, định hài thần châm.
hắn cầm món đồ chơi này làm gì? Chính mình đường đường là hải thần thiên đình, cũng không thể dùng bộ dáng lão thần tiên này, cầm cây côn chém giết cùng với người khác chứ. Chẳng lẽ chính mình cầm thứ này, rút công đức trên đó ra, lại luyện chế một phen, khắc lên 5 chữ như ý kinh cô bổng, đưa đến Long Cung làm vật trang trí, cho con hầu tử nào đó, không biết rõ mấy vạn năm sau mới có thể cầm tới sử dụng. Hơn nữa 8 thành kiếp nạn Tây Du cũng là do thánh nhân tính toán, đại giáo tranh chấp, hắn là thật sự không dám cầm lung tung thứ đồ định hải thần châm này. Hiện tại hắn đúng là thiếu bảo vật, nhưng cũng không phải là bảo vật gì cũng đều muốn cầm. Loại đồ vật đại nhân quả này, Lý Trường Thọ tuyệt đối là kiên quyết từ chối không thu. Không được, không được, vãn bối sao có thể thu trọng lễ như vậy? Ha ha ha. Đại Vũ cười nói, chớ có nói móc ta, lúc ta tới Hỏa Vân Động, liền để lại tất cả những gì có thể để lại cho đồng tộc, chỉ mang theo mấy kiện bảo vật dính công đức này theo. Bây giờ ta cũng coi như tu đạo có thành tựu, công đức cũng đã không có tác dụng đối với ta. Cầm đi. Làm sao, ngươi còn muốn khai sơn phủ của ta hay sao? Đây chính là binh khí của ta, bảo vật dùng để sát phạt cũng không thể tặng lung tung. Huống chi, cây gậy sắt này cùng với khai sơn phủ, đều là tiền bối thái thượng lão quân tặng cho năm đó, ngày hôm nay trả lại cho đệ tử giáo người ta, cũng là một phen duyên phận. Cây côn này sao lại không phải là bảo vật sát phạt? Đang xem thường khỉ hay sao? Lý Trường Thọ cười nói, tiền bối, lần này vãn bối là thay mặt Ngọc Đế đến đây, không tiện nhận bảo vật tiền bối tặng cho. Ai, nơi đây không có nhân hoàng cùng với đại thần thiên đình nào. Đại Vũ ném cây gậy sắt loang lổ vết gì này tới trước mặt Lý Trường Thọ, nói, ngươi coi trọng thì cứ cầm lấy, nếu như ghét bỏ thì không cầm. Nói xong, Đại Vũ cười híp mắt nhìn Lý Trường Thọ. Nghiễm nhiên là nếu không thu phí bịt miệng này, hôm nay việc này liền không xong, nhưng cây gậy sắt này, chính mình thật sự, tiền bối, ngài có thể đổi một thứ khác không? Lý Trường Thọ hơi suy nghĩ, lập tức có biện pháp ứng đối. Đại Vũ nghe câu hỏi của Lý Trường Thọ, thật sự sừng sốt một chút, cúi đầu nhìn cây gậy sắt trong tay này, buồn bực nói, chẳng lẽ thứ này có chỗ nào không tốt sao? Lý Trường Thọ nói, tiền bối muốn cho vãn bối bảo vật, vãn bối không nên chối từ, nhưng không nên là bảo vật do lão quân luyện chế. Vào lúc vãn bối đi đến Động Xuất Cung bái kiến lão quân ban thưởng chính là đan đạo, mà không phải bảo vật. Nếu để cho lão quân thấy được thứ này, chắc chắn sẽ cho rằng trong lòng vãn bối có bất mãn. Lý do này mặc dù gượng ép, nhưng tóm lại là cũng miễn cưỡng qua cửa. Bạn đang xem Sư Huynh A Sư Huynh được thuyết minh tại kênh YouTube Recap Phim. Đại Vũ ngẫm nghĩ, để cây côn sắt này ở một bên, thoáng có một chút xoắn suýt. Sau đó, Đại Vũ vỗ đùi nói, làm sao lại quên món bảo vật kia mất? Ngươi là hải thần, thứ này cũng rất có ích lợi đối với ngươi. Chờ một chút, ta sẽ đi vào bên trong tìm. Lý Trường Thọ mỉm cười đáp ứng một tiếng, trong đáy lòng co quắp một trận. Chờ Đại Vũ Đế Quân vội vàng chạy tới sảnh chính, Lý Trường Thọ cũng đánh giá cây thiết côn bên chân này vài lần. Đưa tay nắm chặt cây côn sắt này, cảm thấy cây côn sắt này khá nặng. Cũng may, tiên lực trong cơ thể cổ đạo nhân giấy này là tiên lực kim tiên thuần khiết, nếu là vào trước khi thành kim tiên, đạo nhân giấy Lý Trường Thọ chỉ sợ là phải thi triển toàn lực mới có thể nhặt thứ này lên. Nâng côn sắt lên, lau đi một ít vết rỉ, liền thấy đơn vị đo lường khắc họa dày đặc trên đó, trong đáy lòng Lý Trường Thọ có một chút hiểu ra. Cây côn này một khi chưa đi đến Đông Hải, là vẫn còn chưa hóa thành như ý kim cô bổng. Lực lượng công đức thật là nồng nặc, nói rằng Lý Trường Thọ không tham, đó là không có khả năng. Hơn nữa hắn cũng nghĩ đến, chính mình chỉ cần lấy vật này đi, rút công đức đi, luyện chế lại một lần nữa, phóng đến Đông Hải, nhờ Long Cung Đông Hải trông nom, kỳ thật cũng đã kết thúc chuyện này. Nhưng, căn cứ vào nguyên tắc có thể không dắt nhân quả liền không dắt nhân quả, Lý Trường Thọ vẫn bỏ đi loại ý niệm này. Vì lý do ổn thỏa, vẫn không cầm thì thỏa đáng hơn. Lập tức, Lý Trường Thọ đứng dậy, đặt cây thiết côn này vào bên trong xó xỉnh lại. Mặt đất tiểu viện cũng bị đại trận bao khỏa, không thì cũng không chịu nổi trọng lượng của thanh côn sắt này. Lý Trường Thọ nhìn thanh khai sơn phủ rỉ sét, công đức bia gần như sắp mơ hồ không rõ kia, trong đáy lòng nhẹ giọng tán thưởng. Ngày xưa làm nhân hoàng tiến hành trị thủy, lập ra Cửu Châu Định Quốc Cương. Bây giờ mang theo thê tử cùng quy ẩn, vũ khí công tích gì cũng đều giấu. Tiên hiền nhân tộc như vậy, xác thực đáng giá tán thưởng. Lúc trước sau khi đối thơ với Lục Áp đạo nhân, thơ lực cũng đã tăng mạnh. Đến, nhìn vật này. Đại Vũ hô vô cùng to rõ, nâng một cuốn quyển trục từ từ mở ra, dùng sức thổi, cho bụi trên đó bay loạn. Đây là thủy văn hà đồ thế tục Nam Châu, khác biệt với bảo vật tiên thiên như hà đồ, lạc thư, những ghi chép ở phía trên này, chính là thủy mạch ta vẽ xuống mặt đất lúc trị thủy năm đó. Thủy văn của không ít khu vực có một chút phức tạp, sự hiểu rõ của thiên đình bây giờ đối với Nam Thiệm Bộ Châu còn không nhiều, ngày hôm nay liền dùng vật này tiễn ngươi, sau này có lẽ cũng có thể tạo phúc cho thương sinh. Vật này chỉ cần luyện chế thêm một chút, liền có thể dùng để hộ thân. Trong lúc nói chuyện, Đại Vũ đẩy tay, quyển họa này chậm rãi mở ra, trên đó tuôn ra tầng tầng ánh nước màu xanh lam, tản mát ra gợn nước làn sóng nhàn nhạt, trên đó có dị tượng từng con sông lớn trào lên, bên tai có thể nghe thấy tiếng nước ầm ầm. Đây là linh bảo công đức hậu thiên cực phẩm. Lý Trường Thọ nâng hai tay lên, bảo đồ này rất có linh tính,
tự động cuốn lên ở trước mặt Lý Trường Thọ, rơi vào trong tay hắn. Bản thể ở bên trong độ tiên môn tại Đông Châu xa xa đột nhiên có dị dạng, nguyên thần cảm thấy tâm tình vui sướng truyền đến từ bên trên quyển bảo đồ này, mà xiên đất bảo khí thần quyền hải thần nở bên cạnh nguyên thần, khục, xiên thép ba mũi cũng phát ra ánh sáng. Đa tạ tiền bối ban bảo vật. Lý Trường Thọ vái chào đối với Đại Vũ, lúc này Đại Vũ rốt cuộc mới yên tâm. Đến, uống trà, nghỉ ngơi nửa ngày ở nơi này, ta sẽ dẫn ngươi đi bái kiến các vị tiền bối. Thế là, Đại Vũ cùng với Lý Trường Thọ ngồi uống trà, trò chuyện hiện trạng hưng khởi của nhân tộc. Lý Trường Thọ lấy lễ vật thiên đình tặng cho Đại Vũ đế quân ra, trong đó là một chiếc hộp gấm, trong hộp gấm có ba khỏa đại bàn đào, một quyển sách, hai chiếc châm phượng tinh tế, còn có mấy thứ đồ vật cầm thưởng thức trong tay. Bàn đào chính là linh căn tiên thiên kết thành, giá trị của phần lễ vật này cũng liền có thể cam đoan. Mà thấy Đại Vũ cũng có một chút yêu thích đối với mấy món đồ vật thưởng thức kia, phần lễ vật này tự nhiên cũng coi như viên mãn. Lập tức, Đại Vũ liền cầm hai viên ngọc hoàn ở trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng xoay lên, từng tia tiên lực kỳ lạ trên đó, chui vào lòng bàn tay của Đại Vũ đế quân, làm cho sắc mặt của Đại Vũ có một chút thư sướng. Đã chuẩn bị sẵn lễ vật cho các vị tiền bối chưa? Đã chuẩn bị sẵn. Lý Trường Thọ cười nói. Đại Vũ nói, ngày hôm nay ngươi đến đây, trước đây Phục Hy tiền bối cũng đã xem bói tính được, cũng biết ngươi đến cần làm chuyện gì. Khởi xướng sự tình tế bái thiên địa ở bên trong nhân tộc, kỳ thật cũng không cần sự đồng ý của những nhân hoàng đã không còn tại vị, như chúng ta. Ai, bây giờ Nam Thiện Bộ Châu không trung chủ lâu như vậy, các phương hỗn loạn, quốc gia san sát, trật tự ta lập được năm đó, đã sớm không còn sót lại chút gì. Nhân tộc mặc dù hưng thịnh, nhưng cũng có không ít nhân tộc chịu đủ nỗi khổ chiến loạn, nếu có thể bởi vì tế bái thiên địa, mà đạt được sự can thiệp của thiên đế, làm cho Nam Thiện Bộ Châu sớm ngày lại nhất thống, nhân tộc cũng có thể an bình. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ khẽ động. Hẳn là, thương quốc quật khởi, bắt nguồn từ ngày hôm nay, bắt nguồn từ thiên địa. Ách, chính mình đến tìm Lạc Bảo Kim Tiền, tiện thể cũng tham dự lượng kiếp thiên địa, đại sự nhân tộc. Chính mình chẳng lẽ sẽ trở thành công cụ người của thiên đạo lão gia, đẩy một số thứ về phía trước theo hướng suy diễn của thiên đạo. Nếu không thành thánh cuối cùng sẽ không có cách nào siêu thoát khỏi nơi đây, sự hung hiểm của hồng hoang, một bộ phận rất lớn hẳn là cũng ở chỗ này. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ xẹt qua những cảm khái này, cũng không có trì hoãn nói chuyện phiếm cùng với Đại Vũ. Hai người cũng coi như trò chuyện vui vẻ. Đại Vũ học thức uyên bác, kiến thức rộng rãi, tại các chuyện tu đạo đều có đọc lướt qua, càng có một loại khí độ cao thủ luyện khí sĩ bình thường khó có, thỉnh thoảng một câu nói đơn giản, liền làm cho trong đáy lòng Lý Trường Thọ hiểu ra rất nhiều. Bọn hắn nói nhiều nhất tự nhiên là sự tình nhân tộc. Trong lúc hai người trò chuyện vui vẻ, Đại Vũ đột nhiên dừng nói, hơi lo lắng đứng lên và liên tục ra hiệu với Lý Trường Thọ. Mau trốn đi. Lý Trường Thọ nháy mắt mấy cái, một mỹ nữ đã đi tới trước cổng sân. Nàng sinh ra đã quốc sắc thiên hương, da thịt trắng nõn nà, dù chỉ mặc một chiếc váy vải thô, thắt tóc mây đơn giản, nàng cũng thật xinh đẹp và tao nhã. Chỉ là biểu tình, có một chút lạnh lùng. Đồ Sơn Thị, nhìn trạng thái toàn thân căng thẳng của Đại Vũ đế quân, hẳn là vậy. Nàng bưng khay mà đến, trong đó có mấy món thức ăn tinh mỹ nóng hôi hổi, còn có một bình rượu ngon, hai chén rượu. Đồ Sơn Thị không nói một lời an bài tốt những thứ này, Lý Trường Thọ cúi người vái chào, nói, đa tạ tiền bối. Nàng đáp một tiếng, lại là nhìn cũng không nhìn Đại Vũ, bưng khay rời đi. Đại Vũ xấu hổ cười một tiếng, đợi sau khi Đồ Sơn Thị rời đi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lý Trường Thọ thấp giọng nói, tiền bối, vãn bối vốn không nên hỏi chuyện nhà của tiền bối, nhưng ngày hôm nay thu bảo vật tiền bối ban tặng, vãn bối tóm lại vẫn muốn giúp tiền bối làm gì đó, tôn phu nhân đây là, cãi nhau. Đại Vũ ngồi lên trên ghế, nhìn mấy món ăn sáng kia, cẩn thận từng ly từng tí gắp một khối thịt linh ngư, đặt ở miệng trong cẩn thận nhai nuốt, cứ âm ý mãi. Cũng không biết rốt cuộc là làm sao. Lý Trường Thọ nói, cảm tình là như vậy, không bằng tiền bối hãy nói chi tiết, cho dù vãn bối nghĩ không ra chủ ý, cũng có thể giúp tiền bối giải tỏa một phen. Ngươi hiểu chuyện này. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, Nguyệt Lão là huynh đệ của vãn bối. Ồ, hai mắt của Đại Vũ tỏa sáng, ngẫm nghĩ, kể lại những chuyện vụn vặt ngày thường. Đại Vũ lúc này không phải là nhân hoàng, y chỉ là một người đàn ông không hiểu vợ mình đang nghĩ gì mà thôi. Không bao lâu, Lý Trường Thọ liền hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Tiền bối xin đưa tay tới. Lý Trường Thọ nói, ta có một biện pháp, một sách lược, một đoạn khẩu quyết, có lẽ sẽ có một chút trợ giúp đối với tiền bối. Thật chứ? Hai mắt của Đại Vũ tỏa sáng, tiến về phía trước. Lý Trường Thọ châm trước ngôn ngữ, bắt đầu chậm rãi giảng thuật, lại là như thế như vậy, rất nhanh liền làm cho Đại Vũ lộ vẻ mặt giật mình, lại rơi vào trong trầm tư. Sau hai canh giờ, trong một chỗ lầu cát, Đại Vũ đổi một thân chiến giáp màu vàng chậm rãi tiến đến. Ở trước bệ cửa sổ lầu cát, nhìn bóng dáng xinh đẹp đang trang điểm trước gương. Phu nhân, chiến lược thứ 2 trong 13 chiến lược để điều khiển vợ, Hải Thần Thiên Đình, khuyến khích dùng kết hợp với cuốn sách về tình yêu của người vợ. Em thật đẹp, anh sai rồi, việc nhỏ không cần để ý đến nguyên tắc. Chớ tranh lý, tâm tình nhiều, nhìn mặt mà nói chuyện. Đại Vũ ấm giọng nói,
trong suốt cuộc đời này, phu nhân nhà ta vẫn là xinh đẹp nhất, dù là lại trải qua mấy trăm nguyên hội, ta cũng đều nhìn không chán. Hừ, nữ tử đang chải tóc dừng lại, nhìn vào phu quân ở phía sau trong gương. Phu nhân, những gì ta làm trước đây xác thực không ổn, bởi vì việc nhỏ liền xảy ra tranh chấp với phu nhân, ta quả nhiên là làm sai. Nữ tử đang chải tóc vành mắt đỏ lên, thấp giọng nói, chàng là nhân hoàng ngày xưa, cần gì phải nhận sai với một phụ nhân như ta. Ở nhà nào có cái gì nhân hoàng hay không nhân hoàng? Chỉ có thê tử kết tóc hoạn nạn của ta. Đại vũ khẽ thở dài, đi về phía trước hai bước, ngập ngừng đưa tay lên, đỡ lấy bờ vai của nữ tử. Phu nhân, trước đây là ta không bỏ xuống được giá đỡ như vậy. Ngày hôm nay chàng làm sao vậy? Phu nhân, kiếp này có thể gặp được nàng, quả nhiên là chuyện may mắn của ta, có thể được ở bên nàng ở đây, thực sự là điều tự hào nhất trong cuộc đời của ta. Những năm tháng sau này chỉ nguyện được ở bên nàng, nếu trước đây ta còn nợ nàng điều gì, ta sẽ dành cả cuộc đời còn lại để bù đắp. Phu nhân, đừng có giận nữa. Phu quân, ta cũng có một chút không đúng. Phu nhân thật đẹp. Trong lầu cát, hai bóng người từ từ ôm nhau và thì thầm ấm áp. Lý Trường Thọ chờ ở dưới chân núi lắc lắc phất trần, yên lặng thu hồi tiên thức, nhìn khói sóng mênh mông này, lặng lặng chờ đợi. Sinh linh trong hồng hoang tổng thể mà nói là vẫn tương đối đơn thuần, độ khó dỗ dành bạn lữ cũng thấp hơn kiếp trước nhiều. Nhưng, đã nói muốn cùng đi bái kiến đại lão Phục Hy, đại vũ tiền bối dường như đã quên việc này, từng tầng đại trận đều đã mở ra. Được rồi, đại vũ tiền bối cũng không dễ dàng, chờ một chút đi. Sau 2 giờ trì hoãn trên núi, đại vũ đế quân vội vàng chạy tới. Đã tạm thời giải quyết được những yếu tố bất hòa trong gia đình, đại vũ cũng là thần thanh khí sảng, đi đường với gió, mang theo Lý Trường Thọ liên tục bái phỏng 3 tòa tiên sơn, thăm nhóm nhân hoàng về hư bên trong Hỏa Vân Động, tặng một phần lễ vật nho nhỏ của thiên đình. Yêu mến chân chính, đến từ sự cống hiến của thế hệ trẻ. Chỉ là không thể đi vào trong nhà Hiên Viên hoàng đế bái phỏng, Lý Trường Thọ cảm thấy rất tiếc Hiên Viên đại lão đã chờ ở trong động phủ Phục Hy đại lão. Lý Trường Thọ đi đến chỗ tiếp theo, trong một lần liền có thể nhìn thấy 3 vị tiên hiền nhân tộc Phục Hy, Thần Nông, Hiên Viên. Rõ ràng đã kiếm lời. Đoạn đường này, đại vũ khen không dứt miệng đối với Lý Trường Thọ, nhìn thấy tiền bối nhân hoàng nào cũng đều nói Lý Trường Thọ có đại trí tuệ, giới thiệu rằng đây là người thông minh tài trí nhất thiên đình. Lý Trường Thọ bị khen cũng đều có một chút lúng túng, nhưng hắn cũng có thể nhìn ra, tinh thần của đại vũ đế quân là thật sự phấn chấn, nếu không phải bối phận của hai người kém quá nhiều, nhân quả của nhân hoàng quá lớn, đoán chừng là đại vũ cũng đều sẽ kề vai sát cánh đối với hắn, nói một câu, hải thần, huynh đệ của ta. Lý Trường Thọ cẩn thận ngẫm nghĩ, phiền phức duy nhất hiện nay của đại vũ tiền bối, cũng chính là vấn đề cảm tình sau khi về hưu, là nghi nan đại vũ tiền bối cần phải đi giải quyết mỗi ngày. Có lần tương trợ này của Lý Trường Thọ, đại vũ ở trong một đoạn thời gian tương đối dài sau này, cuộc sống xác định sẽ vui vẻ đầm ấm, mà chỉ cần có thể đọc thuộc lòng hải thần kinh văn, sau này gia đình hòa thuận, phu sướng phụ tùy, cũng không phải là mộng cảnh xa xôi gì. Lý Trường Thọ cân nhắc từ góc độ này, cảm thấy đại vũ tiền bối nhiệt tình đối với chính mình như vậy, cũng xem như hợp tình lý. Trên đường, Lý Trường Thọ cũng hỏi đại vũ, vì sao không đi tìm Hiên Viên hoàng đế thỉnh kinh? Đại vũ cười khổ nói, chuyện này có thể giống nhau sao? Tình huống bên kia của Hiên Viên tiền bối, hoàn toàn khác biệt cùng với ta bên này. Nghe nói hơn 3.000 vị tiền bối kia, trừ một số nhỏ tu vi cao thâm, có thể siêu nhiên ở bên ngoài, hơn phân nửa chia thành mấy phe phái lớn, mỗi ngày đều nghĩ cách lấy lòng Hiên Viên tiền bối. Cảnh giới này, ta là thật sự không học được. Lý Trường Thọ, cũng may chính mình không có đi qua, nếu không mình chỉ chuẩn bị một phần lễ vật, 3 khỏa bàn đào, bên kia không khỏi máu chảy thành sông. Đi đến phụ cận động phủ Phục Hy thị, đại vũ chủ động truyền âm căn dặn, Phục Hy tiền bối biết số trời, hiện xem bói, thôi diễn chi đạo vô cùng tinh thâm, sau đó chớ có nói lời nói suông, khoác lác ở trước mặt tiền bối, mọi thứ đều phải nói theo tình hình thực tế. Không dám có nửa điểm lừa gạt các vị tiền bối. Lý Trường Thọ lộ vẻ mặt nghiêm túc, chắp tay nói cảm tạ. Đại vũ cưỡi mây, mang Lý Trường Thọ rơi vào trước động Phục Hy. Cửa lớn động phủ rộng mở, trong đó truyền đến tiếng cười nói, dường như có tiên nhân đánh cờ. Đi về phía trước là một hang đá có một chút khúc khuỷu. Những phiến đá trên mặt đất được khắc những quẻ tượng phức tạp, trần hang sáng lấp lánh với những vì sao và bầu trời. Trên đó là những bức tranh phong cảnh và cây cối treo bên trái và phải. Đôi khi có thể thấy một số tác phẩm độc đáo. Linh khí trong hang động này tỏa ra mùi thơm nhẹ, mang đến cho người ta cảm giác thoải mái khó tả. Lý Trường Thọ cũng chưa thả tiên thức ra dò xét. Cao thủ giống như Phục Hy, Thần Nông, tiên thức chính mình thả ra liền có thể bị phát giác ra, ngược lại là sẽ thất lễ. Lại dễ thêm một con đường vòng, chân trời đột nhiên được mở ra. Trước mặt là một sảnh tròn bằng đá cao, phía bên trái là giả sơn, thềm đá, đình nghỉ mát, phía bên phải là bảo ao, cá chép, còn có một chú rùa nhỏ lười biếng. Ở rìa sảnh tròn bằng đá có một dòng suối vờn quanh, bố cục tổng thể hội tụ thành uy thế của âm dương và thái cực. Ở trong lương đình kia, lúc này đang có 2 vị lão giả, một vị trung niên nam nhân. Bắt mắt nhất, chính là lão giả mặc một thân áo bào đỏ. Vị lão tiền bối này không để râu, khuôn mặt tuy có cảm giác già nua, nhưng lại không có nửa nếp nhăn,
gương mặt thậm chí còn tản ra một tầng ánh sáng nhàn nhạt. Lão già áo bào đỏ này đang đánh cờ cùng với trung niên nam nhân người mặc trường bào vàng nhạt kia. Lại nhìn trung niên nam nhân này, khuôn mặt mới nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng nhìn nhiều liền cảm thấy y có độ trầm ổn, tướng mạo ngay ngắn, lông mày ẩn chính khí, ngồi ngay ngắn ở trước bàn cờ, thân hình thẳng tắp lại cho người ta một loại cảm giác giấu giếm sắc bén. Đại Vũ truyền âm nói, hải thần ngươi chớ có gọi sai, mặc áo bào đỏ chính là Thần Nông tiền bối, mặc áo bào vàng chính là Hiên Viên tiền bối, vị mặc áo bào xanh kia chính là Phục Hy tiền bối. Lý Trường Thọ truyền âm đáp ứng một tiếng, lại nhìn về phía vị lão già đầu đội vòng cỏ kia, trong đáy lòng đối với ba vị nhân hoàng về hưu này, tất nhiên là tràn đầy kính ý. Vào giờ phút này, ba người trong đình dừng động tác lại. Phục Hy thị thân là chủ nhân nơi đây tiến lên đầu tiên, đứng ở trước đình nghỉ mắt vuốt râu cười, thanh âm mặc dù nhẹ nhàng, nhưng cho người ta một loại cảm giác thân cận, tiểu hữu một đường vất vả, tới nơi đây nghỉ ngơi đi. Hiên Viên hoàng đế phía sau hắn đứng dậy, tiện tay ném con cờ trong tay lên trên bàn cờ, cười nói, đây chính là hải thần mà Phục Hy đạo hữu nói mấy ngày trước. Thần Nông thấy thế cau mày nói, sao ngươi lại phá bàn cờ này? A ha ha, ha 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 ha. Hiên Viên hoàng đế lập tức ngửa đầu cười to, đạo hữu ngươi mặc dù không có thắng, nhưng ta cũng chưa từng thua, ngang tay thôi, ha ha ha. Bạn đang xem Sư Huynh A Sư Huynh được thuyết minh tại kênh YouTube Recap Phim. Thần Nông thị lập tức lộ vẻ mặt bất đắc dĩ, sau đó lại cười buông tiếng thở dài, đưa ánh mắt về phía bên ngoài đình nghỉ mát, nhìn về phía Lý Trường Thọ. Trước tiên không đề cập tới chuyện khác, ngày hôm nay Lý Trường Thọ đã rất thỏa mãn. Nhìn thấy nhiều nhân vật trong truyền thuyết như vậy, đối với người có thói quen lật cổ tịch như hắn mà nói, xác thực có một loại cảm giác quen thuộc nhân vật chui ra từ sách. Ở dưới sự dẫn dắt của Đại Vũ Đế Quân, Lý Trường Thọ đi đến trước đình nghỉ mát, khom người vái chào. Hải thần Thiên Đình, đệ tử nhân giáo, bái kiến các vị tiền bối. Tốt, đúng vậy, mau vào đi. Phục Hy, Thần Nông, Hiên Viên đều đáp lại, thản nhiên thụ lễ trong đình, mỉm cười nhìn chăm chú vào Lý Trường Thọ. Mặc dù vào lúc này, đạo nhân giấy hải thần Lý Trường Thọ, nhìn mới là già nua nhất, nhưng bối phận của hắn là thật sự thấp. Vào đình nghỉ mát, dâng lễ vật lên. Hiên Viên hoàng đế phất bàn tay qua, thêm một băng ghế đá, để cho Lý Trường Thọ ngồi xuống. Sau đó, tính cả Đại Vũ, bốn vị nhân hoàng về hưu đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ một hồi đối với Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ, lại nhìn nữa, hắn sẽ phải thu tiền. Phục Hy vuốt râu cười nói, cấu tứ của hóa thân này có một chút xảo diệu, đúng là dùng thủ pháp cắt giấy thành người, dán nhiều người giấy lại với nhau, lại dùng cấm chế luyện khí, trộn lẫn với thủ pháp luyện đan nung khô, dường như còn có bí lục vu tộc. Hẳn là cũng là tham khảo bí pháp nguyên thần hóa thân cao thâm. Chậc, tiểu hữu có thể có cấu tứ xảo diệu như vậy, đúng là không dễ. Lý Trường Thọ nghe Phục Hy tiền bối nói như vậy, trong đáy lòng không hiểu có một chút chua xót. Cảm thấy thần thông của chính mình này, chính là thân ngoại hóa thân tích lũy ra, cũng đúng là tích lũy ra. Chính mình vào lúc không có bí pháp thân ngoại hóa thân, vì bản thể có thể không lộ diện, đúng là đã chắp vá lung tung, cứng rắn làm ra đạo nhân giấy hóa thân. Chờ đại pháp sư ban xuống bí pháp thân ngoại hóa thân, đạo nhân giấy lại bởi vì có các ưu điểm giá rẻ, không thương tổn tự thân, không cần ký thác một bộ phận nguyên thần, có thể vận hành đa tuyến, cũng sẽ không phân liệt tinh thần, làm cho Lý Trường Thọ kiên định với con đường cải tạo đạo nhân giấy. Mãi cho đến hôm nay, bí pháp đạo nhân giấy cùng với nhóm thụ linh Tiểu Quỳnh Phong đã giúp hắn rất nhiều. Mặc dù nhóm thụ linh lần lượt bị thiêu, chuyện này không quan trọng. Một thoáng liền có thể nhìn ra nội tình đạo nhân giấy của chính mình này, tu vi, học thức của vị Phục Hy tiền bối này thật sự, khiến cho Thọ sợ hãi thán phục. Đại khái, đây chính là đại lão. Các vị tiền bối phê bình một hồi đối với người giấy của Lý Trường Thọ, Phục Hy liền dẫn chủ đề tới bên trên chính sự. Phục Hy nói, hôm nay tiểu hữu tới đây, xác nhận sự tình nhân tộc tế điện thiên địa, cũng là có lòng. Lý Trường Thọ chậm rãi nói, Ngọc Đế bệ hạ vốn là hết sức kính trọng đối với các vị tiền bối, trong Hỏa Vân Động. Về tình về lý, cũng muốn hỏi thăm ý kiến của các vị tiền bối, mới có thể yên tâm tuyên dương uy nghi thiên đình tại Nam Thiệm Bộ Châu. Hiên Viên hoàng đế cười nói, nếu như thế, chúng ta cũng sẽ làm dáng một chút, đáp ứng là được. Ai, đạo hữu, chúng ta không thể khinh mạn thiên đế. Phục Hy nghiêm mặt nói, Hiên Viên hoàng đế thành thành thật thật gật đầu đáp ứng, hơi có một chút xấu hổ. Tiểu hữu, ngươi thấy thế nào? Phục Hy trầm ngâm đôi chút, lấy ra một khối ngọc điệp ở trong tay áo, nhẹ nhàng đẩy, đưa đến trước người Lý Trường Thọ. Nói, đây là hệ thống nghi thức tế lễ của nhân tộc, muốn tế trời đất thì nên thực hiện nghi thức này. Lý Trường Thọ đứng dậy tiếp nhận ngọc điệp, nghiêm mặt nói, vãn bối định trình vật này với bệ hạ. Thiện. Phục Hy hài lòng gật đầu, chính sự đã nói xong, liền lộ ra dáng vẻ tươi cười bình thản trước đây, tham khảo một hồi hóa thân chi đạo cùng với Lý Trường Thọ. Cái gọi là nghiên cứu thảo luận cũng chỉ là Lý Trường Thọ nghe, Phục Hy đại lão chỉ ra một ít chỗ không hoàn thiện trong bí pháp đạo nhân giấy. Vẻn vẹn chẳng qua là chỉ nghe trong chốc lát, Lý Trường Thọ liền có cảm giác rộng mở trong sáng. Vấn đề hạn mức cao nhất có quan hệ đến bí pháp đạo nhân giấy, vẫn luôn đang xoắn suýt trước đây, lại có phương án giải quyết mới tinh. Từ khi đi đến Hỏa Vân Động tới bây giờ, thu hoạch của Lý Trường Thọ đã là tương đối khá. Đạt được Thủy Văn Hà Đồ, đạt được sự hữu nghị của Đại Vũ tiền bối,
càng là được Phục Hy tiền bối chỉ điểm, con đường cải tiến đạo nhân giấy có ánh dạng đông mới. Thuận tiện còn hoàn thành sự tình chính mình thượng tấu Ngọc Đế, kiếm lời một đợt công đức, Lý Trường Thọ cũng đều có một chút xấu hổ khi mở miệng hỏi dò tung tích của Lạc Bảo Kim Tiền. Nhưng mà, thu hoạch chuyến này của Lý Trường Thọ, xa không chỉ có như thế. Đầu tiên là Phục Hy cười nói, tiểu hữu hiếm khi đến đây một chuyến, ta cũng không có bảo vật thích hợp gì có thể tặng, không bằng tiễn tiểu hữu một quẻ, như thế nào? Lý Trường Thọ nghe vậy, trong đáy lòng cấp tốc suy nghĩ lợi và hại của việc này, lập tức đứng dậy vái chào, trong miệng cảm ơn. Lập tức, Phục Hy đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái đối với bảo ao, chú rùa nhỏ kia chậm rãi lắc lư hóa thành một đạo lưu quang, bay đến trong tay Phục Hy, hóa thành một chiếc mai rùa cũ kỹ. Lý Trường Thọ ở bên cạnh cũng là mím môi quan sát. Linh bảo biến hóa, giống như vật sống, mai rùa này chính là linh bảo tiên thiên. Dùng linh bảo tiên thiên để xem bói. Phục Hy cười nói, thuật bói toán phổ biến tại nhân tộc trước kia là dùng lửa đốt mai rùa, xem quy văn biến hóa, phương pháp này dễ bị ngũ hành can thiệp. Phương pháp ta sử dụng ngày hôm nay có một chút khác biệt. Trong lúc nói chuyện, Phục Hy lấy ra thạch điều dài ngắn không đồng nhất trong tay áo, để vào trong mai rùa, nhẹ nhàng lắc lư mấy lần. Tiểu hữu có chuyện gì muốn biết không? Phục Hy hỏi. Trong lòng Lý Trường Thọ rung động, Phục Hy tiền bối hẳn là cố ý cho chính mình một phần cơ duyên. Vãn bối tu hành ngắn ngày, thiếu một kiện bảo vật hộ thân tiện tay. Lý Trường Thọ chắp tay nói, ngày hôm nay cả gan, còn xin tiền bối giúp vãn bối bói toán, tính toán tung tích của bảo vật như vậy. Thiện. Phục Hy nghe vậy lộ ra mấy phần mỉm cười, nhẹ nhàng lay động mai rùa, ở trong đó rơi ra thạch điều dài ngắn không đồng nhất. Phục Hy nhìn chăm chú những thạch điều này, bấm ngón tay suy tính, một tia đạo vận vườn quanh ở xung quanh người. Ba vị nhân hoàng về hưu ở bên cạnh tràn đầy phấn khởi nhìn, không có ai lên tiếng quấy rầy. Một lát sau, đạo vận xung quanh Phục Hy tán đi, cười nói, căn cứ vào quẻ tượng hiện ra, bảo vật đang ở gần bản thể của ngươi. Bản thể của ngươi có thể đi về hướng phía nam 66.000 dặm, lại đi về phía tây 33.000 dặm, vượt qua một ngọn núi không đầu, lội qua một con sông, đến một chỗ sơn cốc, tự nhiên có thể tìm được bảo vật ngươi muốn tìm. Đa tạ tiền bối. Không sao. Phục Hy lau lau mồ hôi nóng trên trán, lắc đầu nói, bói toán cho ngươi thật sự mệt mỏi, dù là vẫn chưa suy tính ra tung tích bản thể của ngươi, Thái Cực Đồ cũng vẫn luôn ở bên cạnh quấy nhiễu. Tiểu hữu quả nhiên là rõ ràng được lão gia coi trọng. Lý Trường Thọ có một chút xấu hổ cười một tiếng, trong đáy lòng cũng là kinh ngạc một hồi. Phục Hy đại lão gánh chịu uy năng Thái Cực Đồ, cũng đều có thể bói toán cho hắn, phần công lực thôi diễn xem bói này, đúng là không ai bằng. Lại nghe Thần Nông Thị ấm giọng nói, Phục Hy đạo hữu tặng quẻ, vậy bần đạo cũng nên có một chút biểu thị. Nói xong, Thần Nông lấy ra một chiếc hộp gấm ở trong tay áo chính mình, dùng tiên lực đưa cho Lý Trường Thọ. Vật này tên là Bách Mộc Quy Nguyên Châu, đặt ở trong dược điền, chỉ cần xung quanh có linh khí dư thừa, liền có thể khiến cỏ cây trưởng thành trong một đêm. Lý Trường Thọ đại trấn tinh thần, có bảo vật này, nghiên cứu phát minh và sản lượng đậu tiên binh kế tiếp, hoàn toàn có thể cam đoan. Đa tạ tiền bối. Đúng vào lúc này, Hiên Viên Hoàng Đế lại đứng dậy, hai vị đạo hữu đều tặng lễ, nếu ta không biểu thị, chẳng phải là quá hẹp hòi. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ thầm than, chính mình đi chuyến này, ngược lại là thiếu Hỏa Vân Động không ít ân nghĩa. Cũng may Hỏa Vân Động không vào tam giới, không thuộc ngũ hành, bản thân không dính nhân quả, nếu không vào lúc mình tiếp nhận những lễ vật này, cũng cần suy nghĩ thật kỹ. Mà lễ vật Hiên Viên Hoàng Đế lấy ra, liền vô cùng độc đáo. Đó là một khối ngọc phù, trong đó ghi chép một môn công pháp, Lý Trường Thọ không kịp nhìn nhiều, chẳng qua chỉ liếc nhìn tên Phản Khí Quy Nguyên Pháp. Hẳn là, rất không có khả năng là phương pháp nam nữ song tu gì đó. Đa tạ tiền bối. Chuyện này, Đại Vũ ở bên cạnh vẫn luôn không nói nên lời, cũng đứng dậy theo, cười nói, các vị tiền bối đều tặng lễ, ta đây lại cho thêm một lần. Trong lúc nói chuyện, Đại Vũ lấy ra từ trong tay áo, cây côn sắt nhìn quen mắt kia. Lần này, Đại Vũ còn cố ý lau đi vết gì trên côn sắt, ánh vàng lóng lánh trên dưới côn sắt, khắc họa hoa văn đo lường dày đặn, tràn đầy lực lượng công đức, dùng tiên lực đưa tới. Lý Trường Thọ vội vàng ngăn cản, tiền bối, tuyệt đối không thể. Tuyệt đối không thể, vãn bối đã cầm thủy văn bảo đồ của tiền bối. Đại Vũ cười nói, so với sự tình hải thần ngươi giúp ta, những thứ này cũng không được tính là cái gì, chớ có khách khí với ta. Lý Trường Thọ lộ vẻ mặt khó xử, thấp giọng nói, lão quân bên kia, như vậy. Đại Vũ tiện tay vuốt một cái, xóa đi hoa văn đo lường bên trên, biến thành một cây gậy sắt bóng loáng. Đại Vũ cười nói, như vậy cũng coi như ta đã luyện chế một phen, cho ngươi. Nói xong, bất chấp tất cả, trực tiếp côn sắt ném vào trong ngực của Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ suýt nữa liền bị đụng bay ra ngoài. Phục Hy ở bên cạnh bấm ngón tay suy tính, rất nhanh liền cười vài tiếng, không biết đã nhìn trộm được thiên cơ gì. Phục Hy nói, bảo vật này hữu duyên cùng với tiểu hữu, có ích vô hại. Ngay ở trước mặt ba vị nhân hoàng khác, Lý Trường Thọ không dám để cho Đại Vũ không xuống đài được, lại nghe lời nói của Phục Hy, trong đáy lòng hơi nhẹ nhàng thở ra, cứ như vậy thu côn sắt vào. Xem ra, số mệnh của vật này hẳn là phải rơi vào trong tay hắn, nhập vào Long Cung Đông Hải.
có lẽ là còn có duyên phận khác, ví dụ như dùng lực lượng công đức trên đó tương trợ Long tộc. Lý Trường Thọ vái chào cảm tạ một lần nữa. Phục Hy hỏi hắn có biết chơi cờ hay không, Lý Trường Thọ có qua có lại, sau khi cân nhắc cẩn thận, lấy bộ bài đấu đại thần của chính mình ra. Đấu đại thần là hạng mục dành riêng cho Tiểu Quỳnh Phong, vốn không thể tùy tiện đưa tặng ra ngoài. Nhưng trong khi Lý Trường Thọ lấy bộ bài này ra, đã phái đạo nhân giấy ra, âm thầm truyền bá vật này tại Đông Thắng Thần Châu, Trung Thần Châu, Thiên Đình. Như thế, làm cho không người nào có thể biết nơi phát ra đấu đại thần, tìm ra lai lịch của chính mình. Ở bên trong Hỏa Vân Động cái gì cũng tốt, chỉ là năm tháng dài đằng đẵng, các đại lão cũng nhàn rỗi chán nản. Gia tăng một chút hạng mục giải trí cho các vị tiền bối, cũng coi như là kính ý của Lý Trường Thọ đối với những tiên hiền nhân tộc này. Không bao lâu, trong động phủ Phục Hy, truyền đến tiếng cười nói bốn vị thiên tiên, ngũ liên đột phá, giọng điệu so với lúc đánh cờ trước đây, rõ ràng cao hơn rất nhiều. Thế là, lại ba ngày sau, Lý Trường Thọ chào tạm biệt mấy vị nhân hoàng, Đại Vũ đích thân tiễn hắn đi đến cửa ra vào Hỏa Vân Động. Trước khi chuẩn bị đi, Lý Trường Thọ liếc nhìn tòa tiên sơn chính mình chưa từng đi kia, là động phủ của Toại Nhân Thị. Lý Trường Thọ hỏi, tiền bối, vãn bối có cần đi đến bái kiến Toại Nhân tiền bối hay không? Không cần. Đại Vũ thở dài. Trước khi rời khỏi Hỏa Vân Động, hành lễ với đầm lầy là được. Chiến thể của Toại Nhân tiền bối không tốt, đang tiềm tu dưới đáy đầm lầy. Tiền bối dẫn dắt nhân tộc dãy dụ cầu sinh ở trong lúc vũ yêu tranh chấp, đại chiến vô số, trải qua cực khổ. Theo lời của Phục Hy tiền bối, vào lúc Toại Nhân tiền bối nhập Hỏa Vân Động, nguyên thần căng cứng trở nên thư giãn, nhẹ nhàng thở ra, lúc ấy nếu không phải lực lượng công đức bao phủ Toại Nhân tiền bối, chiến thể của tiền bối chỉ sợ sẽ trực tiếp vỡ nát. Hơn nữa, khi Toại Nhân tiền bối phát cuồng, sẽ không ức chế nổi ma khí trong cơ thể, thực sự không nên gặp khách. Chiến thể, ma khí, Lý Trường Thọ nổi lòng tôn kính, đến trước cửa ra vào Hỏa Vân Động, quay người vái chào ba lần đối với đầm lầy, trong miệng thì thầm, con cháu nhân tộc bái kiến Toại Nhân tiền bối tại đây. Nguyện bảo thể của tiền bối sớm ngày khôi phục, nguyện nhân tộc chúng ta trường thịnh không suy, tứ hải an bình. Sinh ra làm người, phần nhân quả này là không thể đẩy xa. Sóng nhỏ nổi trên mặt nước, một cơn gió nhẹ thổi qua, dường như đang đáp lại hắn. Trước khi đi, Lý Trường Thọ trịnh trọng phó thác một phần lễ vật cuối cùng của Thiên Đình cho Đại Vũ, nhờ Đại Vũ chuyển giao cho Toại Nhân Thị. Toại Nhân tiền bối cũng không có gia quyến ở bên trong Hỏa Vân Động, Lý Trường Thọ có thể lưu lại phần lễ vật cuối cùng này cho chính mình, nhưng chung quy là không thể làm việc như thế. Huống chi, hắn thân là chính thần Thiên Đình tứ giai, là đệ tử được truyền đan đạo trong động xuất cung, hải thần được Ngọc Đế nể trọng, sẽ thiếu bàn đào, đương nhiên là thiếu. Linh căn tiên thiên kết trái, dù có bao nhiêu cũng thiếu. Đáng tiếc, trước đây Lý Trường Thọ liền đã từng suy nghĩ tỉ mỉ, chính mình vì duy trì hình tượng cao nhân nhân giáo, không thể biểu hiện ra quá nhiều nhu cầu. Mặc dù rất muốn ăn đào, căn cứ theo lời đồn tại Thiên Đình, bàn đào có thể tăng tuổi thọ cho luyện khí sĩ giới kim tiên, sư phụ nhà mình thân là chọc tiên, cũng không biết là có tác dụng hay không. Linh Nga còn chưa thành tiên, ăn bàn đào nói chung là có hại và vô ích, đại khái chính là hư không thắng bổ. Tạm biệt Hỏa Vân Động, chọn tuyến đường đi đến Thiên Đình. Lý Trường Thọ vẫn chưa lập tức đi tìm cơ duyên linh bảo của chính mình. Trong đáy lòng hắn mặc dù tràn đầy kính ý đối với mấy vị nhân hoàng tiền bối, nhưng cân nhắc ổn thỏa, vẫn cần thăm dò trước, vài lần. Cho dù không thể không tin, cũng không thể tin hết. Hơn nữa, Phục Hy đại lão dù chưa suy tính tung tích bản thể của chính mình, chẳng qua chỉ cho chính mình một phần bản đồ, nhưng nếu như điểm cuối, bại lộ, chỗ bản thể trước đây của mình, cũng liền bại lộ theo đó. Làm thế nào để có được bảo vật này, Lý Trường Thọ thật sự cần phải suy nghĩ kỹ càng. Cẩn thận nhớ lại những gì đã thấy và nghe trong chuyến đi này. Lần này bái phỏng 7 vị tiên hiền nhân tộc, ấn tượng khắc sâu nhất, dĩ nhiên chính là Đại Vũ quen thuộc nhất với chính mình. Dù sao thì cùng nhau đứng trên thuyền nhỏ 3 ngày 3 đêm, theo lời nói của Đại Vũ mà nói, cũng đã là từng chung hoạn nạn. Đại Vũ tiền bối cho một tấm thủy văn bảo đồ, một thanh định hải thần châm, xem như thiếu một phần nhân tình. Phục Hy tiền bối cho manh mối bảo vật mình muốn tìm, nhưng bảo vật này có phải là lạc bảo kim tiền hay không, Lý Trường Thọ cũng không dám chắc chắn. Hắn cảm thấy, Phục Hy tiền bối đã tiên đoán dự đoán của chính mình. Bảo châu mà thần nông tiền bối cho chính là bảo vật ngũ hành, lúc này còn không có cách nào phán đoán phải chăng là bảo vật tiên thiên, nhưng sau đó chính mình có thể dựa vào vật này, gia tăng sản lượng đại nghiệp trồng đậu của Thiên Đình. Mang về Tiểu Quỳnh Phong là rất không có khả năng, nếu như bảo châu này bị nhận ra, sơ hở cũng quá rõ ràng. Đối với mỗi một vị nhân hoàng sau khi về hưu, Lý Trường Thọ đều cho đủ nhiều kính ý, cùng với cảnh giác. Bạn đang xem Sư Huynh A Sư Huynh được thuyết minh tại kênh YouTube Recap Phim. Có thể trở thành nhân hoàng nhân tộc tại ngày xưa. Các vị tiền bối tuyệt đối không phải nhân vật tâm tư đơn giản. Chính mình sau này, cũng không biết sẽ còn gặp lại Hỏa Vân Động hay không, đại khái là vẫn sẽ có, mây nhập mờ mịt gian, thiên phong chớ ngăn cản. Không bao lâu, Trung Thiên Môn đã ở trong tầm mắt, Lý Trường Thọ cưỡi mây bay về phía trước, có thiên tướng đi về phía trước chào đón, xác minh thân phận, cũng tra xét kỹ càng ngọc điệp ra vào của Lý Trường Thọ. Nhìn bộ dáng cẩn thận tỉ mỉ của vị thiên tướng này, Lý Trường Thọ lập tức an tâm hơn rất nhiều.
cũng tán thưởng một câu đối với Hoa Nhật Thiên thành viên ban kỷ luật thiên đình. Leo lên Lăng Tiêu Bảo Điện, Lý Trường Thọ thành công phục mệnh, dâng ngọc điệp lấy được từ chỗ của Phục Hy tiền bối lên, do Ngọc Đế chính thức hạ chỉ, phổ biến sự tình tế tự thiên địa tại Nam Thiện Bộ Châu, có Hải Thần giáo của Lý Trường Thọ làm cơ sở, vấn đề này sẽ không quá khó để bắt đầu. Nhưng trong khi dẫn dắt phàm nhân tế tự thiên địa, cũng rất dễ dàng động đến Hương Hỏa đạo môn. Đằng sau việc này còn cần Lý Trường Thọ dẫn đầu, cho người mượn danh nghĩa giáo, trao đổi cùng với đại đệ tử chủ trì giáo vụ của Xiển giáo, Tiệt giáo, như thế liền sẽ không rơi vào cái cớ thiên đình không tuân theo thánh nhân đạo môn. Chuyện này, Lý Trường Thọ còn muốn mời đại pháp sư xuất mã. Bây giờ ý chỉ của Ngọc Đế bệ hạ vẫn còn chưa ngưng tụ thành, cũng không cần sốt ruột. Mỗi một phần ý chỉ của Ngọc Đế bệ hạ đều phải trải qua mấy chục thậm chí là mấy trăm năm. Cũng không biết có phải là do Lý Trường Thọ quy vị Hải Thần hay không, lại vì nguyên nhân Long tộc đạt được một phần nhỏ thần vị cấp thấp, liên quan giữa thiên đạo cùng với thiên đình đã càng thắm thiết hơn một chút. Căn cứ vào hồi bẩm của Tiên Quan Thông Minh Điện, tốc độ ngưng tụ ý chỉ của Ngọc Đế đã tăng lên trọn vẹn một thành. Lần này Lý Trường Thọ tự nhiên không phải là đi không được gì, tuy rằng đã đạt được không ít chỗ tốt trong Hỏa Vân Động, nhưng Ngọc Đế bệ hạ nên thưởng vẫn là muốn thưởng. Ngọc Đế ban thưởng vài kiện bảo vật trang trí phủ đệ, chuyện này có thể bỏ qua không tính. Thiên đình hạ xuống một chút công đức cũng không bằng lần trừ yêu tại Nam Hải, Tây Hải trước đây. Việc này xem như là một cái ngòi nổ, kế tiếp còn có một số lớn công đức có thể kiếm. Lý Trường Thọ xin trở về phủ đợi tuyên, Ngọc Đế bệ hạ mỉm cười đưa mắt nhìn. Thiên tướng Hoa Nhật Thiên đã chờ ở phụ cận Lăng Tiêu Bảo Điện, sau khi ngẫu nhiên gặp cùng với Lý Trường Thọ, cùng nhau cưỡi mây trở về phủ Hải Thần. Hai cỗ hóa thân bốn mắt nhìn nhau ở trên mây, lại đồng thời thi triển ra kỹ nghệ truyền thống của thiên đình truyền âm ở trước mặt. Hoa Nhật Thiên hỏi, Hải Thần Ái Khanh, ở bên trong Hỏa Vân Động, có nhìn thấy vị nhân hoàng tọa nhân thị kia hay không? Lý Trường Thọ đáp, bệ hạ thế nhưng là có việc muốn tìm vị tiền bối này. Vị tiền bối này dường như là đang chữa thương, tiểu thần chưa từng nhìn thấy. Vào trước khi thành thiên đế, ta từng phụng lệnh lão sư, luân hồi lịch luyện tại phàm tục, đã từng hiệu mệnh dưới trướng của tọa nhân thị. Trong ánh mắt của Ngọc Đế toát ra một chút cảm khái, thở dài, không nghĩ tới, cho tới bây giờ thương thế của hắn vẫn chưa khỏi hẳn. Lý Trường Thọ ngẫm nghĩ, hỏi, tiểu thần mạo muội hỏi một câu, tu vi của bệ hạ ngài bây giờ như thế nào? Bệ hạ xin chớ suy nghĩ nhiều, tiểu thần là lo lắng. Ha ha, Ái Khanh không cần khẩn trương, có yêu cầu như vậy, cũng là hợp tình lý. Dù sao thì chuyện Ái Khanh muốn cân nhắc cũng quá mức phức tạp. Ngọc Đế cười nói như thế này đi, chỉ cần ta ở trong thiên đình, trừ phi lão sư cùng với mấy vị sư huynh sư tỷ đích thân tới, thì không có ai có thể tổn thương ta. Thực lực của Ngọc Đế quả nhiên thâm bất khả chắc, lại có lực lượng thiên đạo che chở, càng là không giống với các cao thủ khác. Như thế, Lý Trường Thọ cũng hơi an tâm một chút. Ngọc Đế lại hỏi sự tình đối phó với Lục Áp đạo nhân, hỏi Lý Trường Thọ có thể nghĩ ra thượng sách gì. Gần đây Lý Trường Thọ bận việc tìm kiếm Lạc Bảo Kim Tiền, cũng không có lo lắng nhiều về việc này, chỉ có thể tùy tiện ứng phó, uyển chuyển biểu đạt sự lo lắng của mình đối với Ngọc Đế. Phía sau Lục Áp đạo nhân rất có thể là một vị thánh nhân, trừ phi là bắt được nhược điểm của Lục Áp, làm cho người ta không còn lời nào để nói, lập tức diệt sát ngay tại chỗ, nếu không thì rất khó diệt trừ. Nói một cách đơn giản, độ khó rất lớn. Đôi quân thần thiên đình này không ngừng truyền âm thương nghị, mãi cho đến trước phủ Hải Thần, Hoa Nhật Thiên mới vừa lòng thỏa ý, cáo từ rời đi. Ngọc Đế bệ hạ có một chút để bụng đối với sự tình Lục Áp. Lý Trường Thọ nhíu mày, điều khiển đạo nhân giấy Hải Thần trở về phủ Hải Thần, lấy ra hai kiện linh bảo đạt được từ chỗ của đại vũ tiền bối kia, Lý Trường Thọ cẩn thận suy nghĩ. Thanh Định Hải Thần châm này, tác dụng lớn nhất đối với hắn mà nói, chính là lực lượng công đức trên đó. Nhưng muốn rút lực lượng công đức ra cũng không dễ dàng, Lý Trường Thọ cũng không biết cụ thể nên thao tác như thế nào. Chỉ có thể tạm thời thu cây côn sắt này vào. Thật đúng là ứng với câu kia, ta muốn cây gậy sắt này để làm gì? Còn kiện thủy văn hà đồ kia, Lý Trường Thọ ngược lại là có một chút vừa ý. Hắn đã suy tính sơ qua, cảm thấy kiện bảo đồ này dường như còn có trợ giúp đối với sự tình Long tộc, cũng không vội mà luyện chế thành bảo vật dùng để đấu pháp. Thu hồi bảo đồ này, chuẩn bị chuyển tâm thần về bản thể, trong đáy lòng Lý Trường Thọ mới hiểu ra, sau đó dựa vào chỉ dẫn của bảo đồ này, có thể phân đất phong hầu cho không ít Long tộc, trở thành thủy thần của sông hồ. Lại là một khoản công đức lớn có thể cầm, nhưng còn chưa tới tay. Tâm thần trở về bản thể, Lý Trường Thọ canh giữ ở trước lò luyện đan, thoáng có một chút xuất thần. Nếu như Ngọc Đế bệ hạ có thể lách qua vị Hải Thần ta này, âm thầm diệt trừ Lục Áp đạo nhân, vậy thì hoàn mỹ. Kể từ đó, chính mình vừa không cần gánh chịu nhân quả, cũng không cần phải lo lắng sẽ bị thánh nhân lão ra điểm danh. Đại kiếp phong thần cũng sẽ bởi vậy mà xuất hiện một chút biến hóa, tối thiểu là thứ đinh đầu thất tiến thư, khiến cho người ta vừa nghe liền sợ mất mật kia, liền có thể rời trận trước thời hạn. Thiên đạo có cân, không nên tồn tại tà thuật chú pháp biến thái như thế mới đúng. Lý Trường Thọ bấm ngón tay tính toán, tìm tòi trong trí nhớ của mình. Bên trong cố sự phong thần, vào lúc một phương Chu Quốc nghĩ biện pháp khiến cho Triệu Công Minh rơi đài, là Lục Áp đạo nhân cầm đinh đầu thất tiến thư đưa cho Khương Tử Nha, để cho Khương Tử Nha bái tế, rủa chết Triệu đại gia. Nhưng trong những truyền thuyết mà chính mình được nghe,
cũng không có tin đồn về việc Khương Tử Nha phải trả giá gì. Đại kiếp chi tử khí vận, phong thần đại công đức, nếu kết hợp với đích đến cuối cùng của Khương Tử Nha, chẳng qua là địa vị cực cao ở bên trong phàm tục, hưởng thụ vinh hoa phú quý, cũng không có như mấy người Lý Tĩnh, Na Tra, Dương Tiễn, kết thúc sự tình phàm tục, liền đi lên thiên đình làm chính thần, có khả năng, trong này tồn tại một loại quan hệ nhân quả không muốn người biết nào đó. Không suy nghĩ nhiều, trước tiên đoạt bảo đi. Lý Trường Thọ đưa tay vỗ vỗ gương mặt, để cho chính mình giữ vững tinh thần, búng tay vào chiếc hộp trên giá sách, hút tới từng đạo nhân giấy thật dày, cẩn thận từng ly từng tí rót tiên lực vào cho chúng nó. Đoàn đạo nhân giấy tầm bảo, xuất kích lần hai. Lý Trường Thọ kỳ thật vẫn luôn có một vấn đề đại kiếp phong thần, mà chính mình biết phải chăng có thể thay đổi. Chỉ cần tìm kiếm được mệnh trung cơ duyên chi bảo, mà Phục Hy đại lão xem bói ra cho chính mình, nhìn thử thứ này, đến cùng phải là lạc bảo kim tiền hay không, liền có khả năng đạt được đáp án. Nếu như hắn thật sự lấy được lạc bảo kim tiền, như vậy đại kiếp phong thần sau này, tất nhiên sẽ hơi khác so với những gì hắn biết. Có khả năng nhất là phương hướng lớn không thay đổi, nhưng các chi tiết nhỏ có thể thay đổi. Bản thể đả tọa ở bên trong đan phòng khôi phục tiên lực, Lý Trường Thọ dùng một bộ phận tâm thần điều khiển đạo nhân giấy vận chuyển, mang theo hơn 20 tờ người giấy tầm bảo, mau chóng đi về phương hướng Tây Nam. Hướng Nam đi 6 vạn 6, hướng Tây đi 3 vạn 3, vậy thì có thể trực tiếp đi đến mục tiêu, đi thẳng tắp tự nhiên là gần nhất. Tiêu chí của yêu cầu tìm kiếm là Vô Thủ Sơn, cũng chính là một ngọn núi lớn không có đỉnh núi, loại núi này trải rộng trong hồng hoang, mỗi lần cao thủ đấu pháp có lẽ liền sẽ có thể gọt ra không ít. Đạo nhân giấy thi triển thổ độn tiến lên một mạch, nửa đầu cuộc hành trình diễn ra suôn sẻ, đi đến mục đích, nhẹ nhõm tìm được tòa Vô Thủ Sơn, mà quẻ tượng của Phục Hy đại lão nói tới kia. Nhưng đến gần núi này, Lý Trường Thọ không khỏi chau mày. Nơi đây gần ranh giới Đông Thắng Thần Châu và Trung Thần Châu, vẫn là ở bên trong Đông Thắng Thần Châu, trong phạm vi ngàn dặm yêu khí sông tới trời, có thể ẩn ẩn cảm giác được mấy cỗ uy áp coi như cường hoành. Đây là nơi nào? Bảo vật chính mình muốn tìm chính là ở đây. Lý Trường Thọ khống chế đạo nhân giấy vận chuyển, thả ra một con diều nho nhỏ, con diều này chậm rãi vỗ cánh, chui ra khỏi mặt đất hóa thành một con hùng ưng, dương cánh bay lượn. Lý Trường Thọ ký thác một tia tâm thần trên đó, quan sát kỹ vùng lân cận ngọn núi cao này. Nơi này hẳn là một tòa phường trấn của yêu tộc. Đỉnh núi đúng là bị cao thủ dùng thần thông săn bằng, xây dựng một tòa thành vững chắc, bề ngoài có các loại trận pháp thủ hộ, linh lực địa mạch cũng bị đại trận điều động hết. Bên trong phường trấn, có người, thú và phi cầm. Tuy có luyện khí sĩ nhân tộc hoạt động ở chỗ này, nhưng số lượng cũng không nhiều, phần lớn đều là một chút thú mà thôi. Khục, yêu tộc đặc thù bảo lưu lại một bộ phận trước khi biến hóa. Hùng ưng phá mây mà lên, bay qua ngọn Vô Thủ Sơn này, tìm được một con sông lớn. Lại bay dọc theo sông lớn một hồi, quả nhiên thấy được một tòa sơn cốc bị đại trận bao phủ. Bảo vật chính là ở đây. Sơn cốc tự nhiên cũng là nơi ở của yêu tộc, cảnh sắc trong đó dường như không tệ, bởi vì đại trận ngăn cách, không có cách nào dò xét rõ ràng bên trong có bao nhiêu cao thủ. Nhưng theo phân bố thế lực của yêu tộc, tuyệt đại bộ phận cao thủ yêu tộc đều tụ tập tại ranh giới Bắc Câu Lô Châu Trung Thần Châu, nơi này cách độ tiên môn cũng không tính là quá xa, nếu có cao thủ yêu tộc cường đại, độ tiên môn chỉ sợ đã sớm căn dặn đám đệ tử đừng tới nơi đây lịch luyện. Ý niệm đầu tiên nảy ra trong đáy lòng của Lý Trường Thọ, chính là trực tiếp dùng đạo nhân giấy và độ tiên binh cường công nơi đây, vừa có thể đạt được bảo vật, vừa có thể kiếm công đức. Nhưng ý niệm này sau đó đã bị ném đi. Đầu tiên, yêu tộc là một trong song bá thượng cổ, tích lũy tự thân cũng là có một chút, dễ dàng đánh nhỏ, đưa tới lớn. Nhánh yêu tộc kia cũng không phải là đại yêu biển sâu có thể so sánh. Tiếp theo, còn không biết bảo vật kia là cái gì, nói không chừng đã bị giấu ở nơi nào đó, nếu vào lúc cường công, bị người bên trong yêu tộc mang theo chạy trốn, vậy thì thật sự rất phiền phức. Việc này cũng là không gấp được. Trước tiên thu thập tình báo, sau đó lập kế hoạch, đến lúc ra tay sẽ giáng một đòn lôi đình, không nhất thiết phải tìm kiếm cả bảo vật lẫn công đức. Lập tức, Lý Trường Thọ bắt đầu âm thầm triệu tập đạo nhân giấy ở phụ cận độ tiên môn, Nam Thiệm Bộ Châu, Đông Hải, cũng chuyển ra một nhóm đạo tiên mới từ bên trong độ tiên môn. Chỉ trong vòng vài ngày, Lý Trường Thọ đã ở chung quanh sơn cốc kia, mai phục 10 vạn hùng binh, hơn 100 cỗ đạo nhân giấy, có thực lực có thể so với cảnh giới thiên tiên hậu kỳ, mấy trăm đạo nhân giấy phụ trách phóng thích đạo tiên binh. Trước tiên mặc kệ những cái khác, lúc ra tay lại nói. Tất nhiên, đây chỉ là kế hoạch dự phòng, Lý Trường Thọ muốn dùng cái giá thấp nhất, nhân quả nhỏ nhất, lặng lẽ đoạt bảo rồi chạy. Công tác sưu tập tình báo, cũng đều được tiến hành đâu vào đấy, sự kiên nhẫn của Lý Trường Thọ luôn luôn đúng. Trong khi làm những việc này, Lý Trường Thọ ở bên trong đan phòng Tiểu Quỳnh Phong, còn đồng thời là một kiện đại sự khác. Là mấy cỗ đạo nhân giấy cảnh giới kim tiên. Trong mấy ngày sau khi trở về từ tự hỏa vân động này, Lý Trường Thọ đã suy nghĩ về những chỉ dẫn của Phục Hy đại lão. Ngày hôm nay, hắn cũng coi như có một ý tưởng hoàn chỉnh, và hắn đã sẵn sàng thử. Nếu như có thể sớm ngày làm ra đạo nhân giấy cảnh giới kim tiên, công cuộc truy tìm bảo vật sẽ hiệu quả hơn. Trong tận đáy lòng Lý Trường Thọ, đã sắp xếp kỹ lưỡng những ý tưởng mới để cải tiến đạo nhân giấy. Lần này, xác suất thành công cũng không tính là quá cao, nhiều lắm là chỉ 6 thành, 7 thành, cũng không biết hiệu quả thành phẩm như thế nào.
nhưng không đi thử nghiệm, liền vĩnh viễn không có đột phá. Lý Trường Thọ mở đan lô đen nhánh ra và lau chùi cẩn thận, lại gọi tới mấy tờ người giấy cõng bao vải. Mấy tờ người giấy ngoan ngoãn đứng ở trên bàn gỗ, theo tâm niệm của Lý Trường Thọ, từng người giấy lấy ra từng đống dược thảo, bảo tài. Bí pháp thân ngoại hóa thân mà Phục Hy đại lão chỉ điểm, đã mở ra một lối suy nghĩ hoàn toàn mới cho Lý Trường Thọ. Đạo nhân giới của chính mình vì sao rơi vào bình cảnh? Chỗ khó liền ở chỗ, sau khi dùng tiên lực cảnh giới kim tiên của chính mình rót vào trong cơ thể đạo nhân giấy, đạt tới lượng nhất định, liền sẽ trở nên vô cùng bất ổn, không ngừng đi về hướng nghệ thuật tự hủy. Trước đây, ý nghĩ của mình vẫn luôn giới hạn trên gia cố đạo nhân giấy, cải thiện cấm chế của đạo nhân giấy. Nhưng trải qua sự chỉ điểm của Phục Hy, Lý Trường Thọ đã đi ra một con đường mới. Tiếp theo, sẽ cố gắng thêm một lõi trung tâm để ổn định tiên lực cho các đạo nhân giấy của chính mình. Rót non nửa tiên lực vào trong trung tâm tiên lực, phụ trách duy trì ổn định tổng tiên lực của đạo nhân giấy. Vào lúc đạo nhân giấy tiêu hao quá nhiều tiên lực, non nửa tiên lực này cũng có thể bổ sung khẩn cấp. Mặc dù vấn đề này nói rất đơn giản, nhưng làm thế nào để tinh chỉnh lõi này và làm thế nào để đạt được công hiệu như vậy, đều là một đám nan đề khó giải. Đan đạo liền trở thành phương án giải quyết đầu tiên mà Lý Trường Thọ nghĩ đến. Thái Thanh Vô Vi đại đạo, bí pháp cân đối âm dương, dường như cũng có thể vận dụng ở trên đó. Tập hợp đại đạo thánh nhân, chí lý âm dương, chỉ điểm của Phục Hy đại lão, thần thông tham khảo của Huyền Đô đại pháp sư, còn có kinh nghiệm phong phú chính mình đắm chìm nhiều năm trên bí pháp đạo nhân giấy, không có đạo lý sẽ không thu hoạch được gì. Lý Trường Thọ rất nhanh liền bỏ một phần dược thảo, bảo tài vào đan lô, bắt đầu con đường luyện chế lõi đạo nhân giấy. Nửa ngày sau, kèm theo một tiếng nổ, ở phía đông độ tiên môn 3000 dặm, một đóa mây hình nấm chậm rãi dâng lên, một ngọn núi hoang bị nổ rớt non nửa. Vụ nổ lại xuất hiện, nhưng uy lực rõ ràng nhỏ đi rất nhiều. Trưởng môn, trong nửa tháng gần đây sự tình vụ nổ kia lại bắt đầu, lần này càng thêm thường xuyên so với lần trước. Khụ, khụ khục, bần đạo không biết, đã sớm nghe được. Trong độ tiên điện tại độ tiên môn, hư không trưởng môn Quý Vô Ưu mặc trường bào xanh thẳm che miệng ho khan vài tiếng, có một chút bất đắc dĩ mà nhìn mấy vị trưởng lão trước mắt này. Việc những vụ nổ này, hắn có thể quản sao? Từ khi ở xung quanh độ tiên môn, bắt đầu xuất hiện linh lực nhiễu loạn không rõ nguyên nhân, Quý Vô Ưu đã mang các vị trưởng lão đi đến dò xét rất nhiều lần. Cuối cùng đã cùng với các vị trưởng lão cho ra hai loại kết luận hoàn toàn khác biệt. Các vị trưởng lão độ tiên môn nhất trí cảm thấy, chuyện này hoặc là bởi vì linh mạch khắp mặt đất bất ổn, sinh ra linh trùng, hoặc là có hai vị cao thủ đang không ngừng giao thủ, luận bàn ở gần đây, từ đó làm ra loại động tĩnh này. Nhưng vô luận là loại giải thích nào, cũng đều khó mà làm cho người khác tin tưởng. Nhưng mà trưởng môn rất sớm liền đã đoán được câu trả lời chính xác, tám thành là Trường Thọ đang luyện một loại đại thần thông nào đó mà đại pháp sư truyền thụ. Bạn đang xem Sư Huynh A Sư Huynh được thuyết minh tại kênh YouTube Recap Phim. Địa điểm mỗi lần vụ nổ phát sinh, đều là ở 2000 dặm bên ngoài độ tiên môn, lại xuất hiện ở các phương hướng khác nhau, không có quy luật, không có thời gian cố định. Mặc dù trưởng môn không có nửa phần chứng cứ, nhưng đủ loại dấu hiệu đều là bằng chứng cho suy đoán của y. Hẳn là một vị cao nhân nào đó đang tu hành thần thông gì, khụ khụ. Quý Vô Ưu lau vết máu trên miệng, cười nói, không cần khẩn trương, các vị trưởng lão hãy ước thúc đệ tử các phong an tâm tu hành. Đại điển khai sơn đã gần ngay trước mắt, các loại công việc bề bộn phức tạp. Bây giờ độ tiên môn, chúng ta lại muốn đưa đi một nhóm đệ tử tu hành có thành tựu, an bài tốt bọn hắn mới là chuyện khẩn yếu. Các vị trưởng lão liếc nhìn nhau, đại khái hiểu được trưởng môn biết được nội tình gì, từng người đáp ứng một tiếng, lĩnh mệnh mà đi. Trên khuôn mặt tái nhợt của Quý Vô Ưu lưu lộ ra một chút ý cười, y ngẫm nghĩ, liền chắp tay cưỡi mây, đi về hướng Tiểu Quỳnh Phong, ho nhẹ trên đường đi. Bay ra khoảng mấy trăm trượng, thân hình của trưởng môn ẩn vào trong không khí, cũng làm cho không ít ánh mắt tiên thức tìm tòi nghiên cứu trong môn phái không có cách nào tiếp tục truy tung. Trong chốc lát, thân ảnh của trưởng môn xuất hiện ở bên ngoài đại trận đan phòng Tiểu Quỳnh Phong, truyền âm, ho hai tiếng đối với Lý Trường Thọ bên trong đan phòng. Đại trận xung quanh lần lượt mở ra, trưởng môn dậm chân tiến về phía trước, thân ảnh lấp lóe mấy lần, xuất hiện ở trước đan phòng. Nhưng mà, Lý Trường Thọ ở bên trong đan phòng lặng lặng ngồi ở kia, trong chốc lát không có động tĩnh. Quý Vô Ưu nhẹ nhàng nhíu mày, chính mình dù sao cũng là trưởng môn trên danh nghĩa, như thế nào cũng nên ra nghênh tiếp một chút. Nhưng tiếp theo, Quý Vô Ưu liền khẽ ồ lên một tiếng, phát hiện ra Lý Trường Thọ ngồi ở bên cạnh đan lô có một chút không đúng. Cụ thể là nói không nên lời, nhưng luôn có cảm giác như vỏ rỗng vậy. Trưởng môn đến cũng rất đúng dịp. Lúc này Lý Trường Thọ đang ở ngay vào thời khắc mấu chốt kết đan, tâm thần giới hạn trong bản thể trốn ở bên trong một khe đá dưới mặt đất bên ngoài 3500 dặm, nhìn chăm chú vào khỏa đan dược không ngừng lấp lóe quang mang bảy màu trong dược đỉnh. Vừa rồi để cho trưởng môn đi vào, đã là tất cả tâm thần Lý Trường Thọ có thể phân ra. Nhưng cũng chỉ mất vài hơi thở, bản thể Lý Trường Thọ đã cấp tốc thi triển độn pháp thoát ra mấy trăm dặm. Từng cái trình tự trước khi thành đan, hắn có thể làm đều đã làm, cho dù nó nổ hay ổn định, điều đó phụ thuộc vào vận may của đan này. Tại Tiểu Quỳnh Phong, trước lò luyện đan trong đan phòng, thân thể Lý Trường Thọ khẽ run, một tia tâm thần quy về trên người đạo nhân giấy bản thể nơi đây.
hắn lập tức đứng dậy, vái chào đối với Quý Vô Ưu đứng ở cửa ra vào. Trưởng môn thứ tội, đệ tử đang tiến hành suy nghĩ đan dược, nhất thời không có cách nào hoàn hồn. Ha ha ha, khụ khụ, không sao. Quý Vô Ưu cười vài tiếng, cất bước vào bên trong đan phòng, trong đáy lòng lập tức bình thường trở lại rất nhiều. Trưởng môn làm sao lại đột nhiên đến rồi? Lý Trường Thọ lấy ra cái ghế ở bên trong bảo nang, bày biện ở chính giữa đan phòng, cung kính mời trưởng môn ngồi xuống. Quý Vô Ưu cười hỏi, Trường Thọ, gần đây ngươi tu hành có thông thuận không? Hồi trưởng môn, đệ tử tu hành coi như thông thuận. Ừm. Quý Vô Ưu gật gật đầu, trầm ngâm đôi chút, nói thẳng, trong khoảng thời gian này ngoài sơn môn không ngừng có động tĩnh, là do ngươi đang tu hành thần thông. Lý Trường Thọ vô thức liền muốn phủ nhận 3 lần liên tiếp, làm sao có thể, không có khả năng, đệ tử nào có loại bản lãnh này. Nhưng thấy trưởng môn dường như đã vô cùng chắc chắn, tám thành là đã có chứng cứ xác thực. Chuyện này, đúng là đệ tử không cẩn thận làm ra, hơn 60 lần trước đây, cùng với hơn 100 lần phát sinh bên trong nửa tháng gần đây, đều là do ngươi làm. Đệ tử đang luyện chế một loại đan dược đặc thù. Lý Trường Thọ có một chút xấu hổ nói, nhưng đệ tử đều là luyện chế ở bên ngoài phạm vi tiên môn, gần đây cũng đã đưa nơi luyện chế đan dược xuống dưới mặt đất, cho nên mặt đất cũng sẽ chỉ nhẹ nhàng rung động một cái. Ừm, luyện chế đan dược là chuyện tốt, nhưng phải chú ý an nguy của bản thân. Quý Vô Ưu thuận miệng răn dạy, lại nhìn chăm chú vào Lý Trường Thọ, hạ giọng hỏi một câu, Trường Thọ, ngươi đang luyện đan gì? Sao lại gây ra động tĩnh như vậy? Đệ tử nhất thời cũng không tiện giải thích, không cần giải thích thêm, bần đạo chính là thuận miệng hỏi một câu. Quý Vô Ưu cười nói, đã xác định là ngươi làm ra, vậy thì không sao. Sau đó bần đạo liền thông báo trong môn phái, để cho bọn hắn an tâm tu hành. Trường Thọ à, ngươi luyện chế đan dược như vậy, còn muốn kéo dài bao lâu? Chuyện này, Lý Trường Thọ cẩn thận ngẫm nghĩ, đột nhiên ý thức được điều gì. Viên đan vừa rồi kia, không nổ. Còn xin trưởng môn chờ một lát, ta sẽ tiến hành suy tính. Lý Trường Thọ đáp ứng một tiếng, cỗ đạo nhân giấy này đứng ở trước mặt Quý Vô Ưu, ở bên ngoài hơn 3.000 dặm, bản thể vội vàng dò xét viên đan dược kia. Tiểu dược đỉnh bình yên vô sự, trong đó một viên đan dược tản ra hào quang 7 màu, bên ngoài có một tầng âm dương nhị khí quấn quanh, trong đó có 5 ngôi sao truy đuổi lẫn nhau. Ổn định. Lý Trường Thọ trừng mắt, nhanh chóng cầm lấy ngọc bài, chỉnh lý ra quá trình luyện chế viên đan dược này trước đây, các loại bảo tài sử dụng, liều lượng dược liệu, thời cơ, trình tự gia nhập các loại bảo tài, đường cong khống chế tiên lực, vân vân. Vị trưởng môn đại nhân này, quả thực là phúc tinh của chính mình. Lý Trường Thọ cẩn thận từng ly từng tí dò xét đủ loại đặc tính của viên đan dược kia, đè ép sự vui vẻ trong đáy lòng xuống. Điều này nói rõ cái gì? Vận khí đã bùng nổ, không nổ thì sao có thể thành công? Chỉ cần vận khí bùng nổ, thành công là điều tất yếu. Lý Trường Thọ chắc chắn rằng viên đan dược này đã triệt để ổn định, lại đạt đến yêu cầu chính mình mong muốn, lập tức thu thập bố trí nơi đây, xuất phát về hướng sân bãi lâm thời kế tiếp. Bên trong độ tiên môn, biểu tình trước sau của đạo nhân giấy Lý Trường Thọ không có quá nhiều biến hóa, lúc này đã đưa ra thời gian chính xác cho trưởng môn. Trưởng môn, nhiều nhất là khoảng nửa tháng nữa, đệ tử liền có thể hoàn toàn luyện thành đan này. Vậy là tốt rồi, khụ khụ. Quý Vô Ưu cười nói, đại điển khai sơn đã sắp đến, chớ có để chuyện như vậy làm cho những người muốn tới bái sư kia hoảng sợ. Trường Thọ, ngươi có ý nguyện thu đồ không? Lý Trường Thọ cười nói, đệ tử chỉ là cảnh giới nguyên tiên, thu đồ chỉ sợ là không ổn. Cũng đúng, quên rằng ngươi không tiện công khai cảnh giới của bản thân. Quý Vô Ưu vén vạt áo bào, đứng dậy nói, như vậy, bần đạo liền không chậm trễ ngươi suy nghĩ đan đạo. Nếu có điều cần, liền tới bên trong độ tiên điện tìm bần đạo. Trong môn phái gần đây có rất nhiều chuyện phức tạp, bần đạo cũng vô pháp tĩnh tâm bế quan. Trưởng môn ngài có việc thì cứ việc phân phó đệ tử, còn xin trưởng môn tĩnh dưỡng nhiều hơn. Tốt. Quý Vô Ưu khoát khoát tay, cưỡi mây rời khỏi đan phòng, thân hình ẩn vào bên trong ánh nắng, biến mất không thấy trong nháy mắt. Lý Trường Thọ hơi nhẹ nhàng thở ra, lại có một chút nghi hoặc, mặc dù lần trước mượn đạo hàm Thái Thanh để cho trưởng môn biết được chính mình quen biết cùng với đại pháp sư, lại được đại pháp sư cho chỗ tốt, nhưng trưởng môn vì sao lại khách khí đối với chính mình như vậy? Lý Trường Thọ không nghĩ ra lý do, nên chỉ có thể phân loại đến danh tiếng vang dội của đại pháp sư. Đạo nhân giấy ngồi trở lại trước lò luyện đan, mở ra trận pháp các nơi xung quanh đan phòng, một tia tiên thức vườn quanh ở trên tiểu quỳnh phong. Lý Trường Thọ cống hiến hết mình cho sự hóa thân của mình. Đan cốt lõi đã thành, đạo nhân giấy cảnh giới kim tiên đã bước ra một bước gian nan nhất. Không thể sốt ruột, ổn một chút, luyện chế thành công một viên đan dược là có tính ngẫu nhiên rõ ràng. Lý Trường Thọ thay đổi một chỗ thí nghiệm, dựa theo cách làm trước đây, trở về xúc cảm trước đó, phục chế hoàn mỹ quá trình luyện đan lần trước, kết quả, nổ. Nhưng lần này là vào một cái chớp mắt cuối cùng đan dược, nổ tung, Lý Trường Thọ bén nhạy bắt được vào trước khi nổ tung, biến hóa rất nhỏ của lực lượng ngũ hành trong nội bộ đan dược, tổng thể mà nói, đan dược đã ổn định. Căn cứ vào lần biến hóa rất nhỏ này, Lý Trường Thọ lập tức đảo ngược suy tính, nhanh chóng tìm ra vấn đề, điều chỉnh tương ứng, lần thứ 2 thành công, lần thứ 3 thành công theo nhau mà đến. Lại qua 2 ngày, Lý Trường Thọ đã dẫn phát 6 vụ nổ,
nhìn viên đan tiên lực cốt lõi bày biện trước mặt kia, cuối cùng cũng lộ ra nụ cười hài lòng. Chuyện kế tiếp liền dễ làm hơn nhiều. Lý Trường Thọ lấy ra đạo nhân giấy kiểu mới, cầm một viên đan dược, cẩn thận từng ly từng tí để vào bên trong phần bụng cấm chế dày đặc của đạo nhân giấy, để cho viên đan dược này trở thành cấm chế cốt lõi. Ở trong một cái chớp mắt tiếp theo, tiên quang bảy màu lấp lánh, toàn thân trên dưới người này giấy, mấy chục cấm chế bên trong tường kép chậm rãi sáng lên, tiên lực khắp nơi được câu thông, tự động vận chuyển. Lý Trường Thọ để tay trái ở phía sau người này giấy, rót vào từng tia tiên lực, tới gần tiết điểm kim tiên, đột phá tiết điểm kim tiên, tiên lực khắp nơi trải qua đan, cốt lõi của đạo nhân giấy, cấp tốc vận chuyển đến các nơi trong cơ thể đạo nhân giấy. Một lát sau, Lý Trường Thọ thở phào nhẹ nhõm, bản thể thi triển thổ độn biến mất không thấy gì nữa, tâm thần rơi vào trên người cố đạo nhân giấy này. Hắn vào giờ phút này cũng không có vui vẻ như chính mình tưởng tượng. Không có gì khác, thứ này, phí tổn quá đắt. Một ưu thế lớn của đạo nhân giấy chính là giá rẻ, mà đạo nhân giấy cảnh giới kim tiên này, không tính một lượng lớn dược liệu bỏ tài hao phí trong thời kỳ nghiên cứu phát minh. Trước đây, phí tổn của một cỗ, so với đạo nhân giấy cảnh giới thiên tiên, đắt không sai biệt lắm gấp 60 lần. Vẻn vẹn là yêu cầu đối với mủ nhựa cây linh thụ, liền tương đương hà khắc, nhất định phải là mủ nhựa cây phía trên ngàn năm, mới có thể cấu trúc ra đạo nhân giấy như vậy. Nhưng, có hóa thân cảnh giới kim tiên, chính mình ra ngoài làm việc cũng quả thật thuận tiện hơn rất nhiều. Lúc này, toàn diện mà nói, ưu thế lớn nhất của bí pháp đạo nhân giấy, chính là đạo nhân giấy không có bất kỳ linh trí gì, giống như một cỗ thân thể, có thể gánh chịu tâm thần cùng với lực lượng nguyên thần của mình vậy. Thử uy lực xem. Lý Trường Thọ nhắm mắt cảm nhận, cảm thấy khống chế đạo nhân giấy này lại càng thêm linh hoạt, điều khiển tiên lực thông qua đan cốt lõi cũng trở nên dễ dàng hơn. Tâm niệm vừa động, quanh người đạo nhân giấy tuôn ra sương mù nhàn nhạt, một người nam nhân trung niên đi ra từ đó, đây chính là bộ dáng bên ngoài của cỗ đạo nhân giấy này. Lý Trường Thọ thử thi triển mấy đạo pháp thuật, uy lực quả thật không tệ, tiên lực trong nội bộ ổn định, kế tiếp liền chuẩn bị kiểm tra sự ổn định cực hạn của đạo nhân giấy, ở dưới nhiều điều kiện khắc nghiệt khác nhau, ví dụ như bị 300 trắng hán cảnh giới kim tiên vây đánh, vân vân. Nhưng hắn vừa muốn có động tác, thình lình nghe tiếng sấm rền rĩ, đạo nhân giấy này ngẩng đầu nhìn lên. Một tầng mây đen che phủ tinh không, thiên uy mênh mông đột nhiên hiển hiện. Một tia đạo vận mà Lý Trường Thọ vô cùng quen thuộc, khóa lên trên người cố đạo nhân giấy này. Hóa thân cảnh giới kim tiên vô hạn cũng cần độ thiên kiếp. Không, không đúng. Đây không phải thiên kiếp, đây là thiên phạt. Lý Trường Thọ điên cuồng co quắp khóe miệng mấy lần, cỗ đạo nhân giấy này lại là lập tức vái chào đối với không trung, miệng nói, đệ tử nguyện lĩnh trách phạt. Vừa dứt lời, trên đỉnh đầu vang lên tiếng nổ vang điếc tai nhức óc, mây đen đường kính chỉ vèn vẹn mấy trăm dặm, lại tản mát ra uy áp làm cho cảnh giới kim tiên cũng đều run sợ trong lòng. Lý Trường Thọ chỉ có thể cười khổ đối với chuyện này. Chính mình vất vả lâu như vậy, chung quy là vẫn uổng phí công phu, thiên đạo không cho phép người giấy có được chiến lực cảnh giới kim tiên. Vì sao? Hóa thân của các đại lão khác cũng có thể có được chiến lực cấp kim tiên, đại la, chính mình mặc dù sử dụng rất nhiều thủ đoạn, nhưng cũng không để cho người giấy sinh ra ý nghĩ của chính mình. Vấn đề hẳn là xuất hiện ở đây. Ở giai đoạn này, chính mình thật sự không có dự định sản xuất một lượng lớn đạo nhân giấy, cảnh giới kim tiên. Hơn nữa, số lượng bảo tài tiêu hao này, chính mình cũng không chịu nổi. Nhiều nhất chính là dùng vật liệu chuẩn bị vừa rồi, luyện chế thành công 12 viên đan cốt lõi mà thôi. Cảm tạ thiên đạo lão ra đến bổ trong lúc cấp bách. Ố đạo nhân giấy này, chỉ có thể buông tha, răng rắc. Mây đen trên không trung khẽ run rẩy, một đạo thiểm điện màu tím đỏ cỡ thùng nước chảy dọc mà xuống. Đạo nhân giấy nhận mệnh nhắm hai mắt lại. Tâm thần của Lý Trường Thọ cấp tốc quay lại bản thể của chính mình, muốn trốn xa vào trong lòng đất, một vệt thiên uy lặng yên buông xuống, đột nhiên khóa chặt bản thể của Lý Trường Thọ. Mà đạo thần lôi màu đỏ tím ở trong nháy mắt sắp đập vào đạo nhân giấy kia, quỷ dị ngoặt một cái, lại xẹt qua tại ba trượng trên đỉnh đầu đạo nhân giấy. Sau khi thần lôi bay tứ tung mấy trăm trượng, tạo ra một quỹ đạo ngoằn ngoèo trên không và chìm thẳng xuống đất. Bạn đang xem Sư Huynh A Sư Huynh được thuyết minh tại kênh YouTube Recap Phim. Phía trên mặt đất xuất hiện một cái động sâu đường kính mấy chục trượng. Đất đá trong đó đều tiêu thất không thấy, mà ở đáy động sâu, Lý Trường Thọ chỉ kịp chống ra hơn mười mấy tầng bình chứng tiên lực, liền bị lôi quang trực tiếp nuốt hết. Cái quái gì thế? Thiên phạt sẽ rẽ ngoặt. Ai có thể chống nổi điều này? Dưới mặt đất, Lý Trường Thọ oa một tiếng phun ra ngụm máu tươi, nhưng tiên quang lấp lánh toàn thân trên dưới, vẫn chưa bị thương nặng ở dưới một kích vừa rồi. Đạo lý hắn đều hiểu. Nhưng, vì sao lại bổ lên trên bản thể của hắn? Lý Trường Thọ đã từng nghe nói. Lúc luyện đan xuất hiện linh đan nghịch thiên, thiên đạo hạ xuống thiên phạt, muốn hủy đi đan dược như vậy. Lúc luyện khí luyện chế ra linh bảo nghịch thiên, thiên đạo cũng sẽ hạ xuống thiên phạt, hủy đi linh bảo như vậy. Đạo nhân giấy của chính mình, hoàn toàn xem như là một loại pháp khí. Hơn nữa tuyệt đối không có nửa điểm linh trí, hoàn toàn chính là một kiện pháp bảo đặc thù của chính mình. Thần lôi thiên phạt mới vừa rồi, rõ ràng là trực tiếp bổ về phía đạo nhân giấy. Thần lôi ngoằn nghèo cũng quá mức quỷ dị. Đúng vào lúc này, trên không trung lại có một đạo thiên lôi rơi xuống. Tiên lực toàn thân của Lý Trường Thọ phun trào, tay trái giơ cao, lòng bàn tay tách ra từng tia tiên lực,
hóa thành thủy hỏa thái cực đồ xoay chậm chậm, đối cứng với thần lôi. Nhưng hơn phân nửa lực lượng thần lôi đã đánh nổ nát vụn thái cực đồ trong lòng bàn tay của Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ rắn rắn chắc chắc bị đánh một cái, đạo bào phía sau lưng bị xé toạc, để lại một vết thương cháy đen. Có còn nói đạo lý hay không? Cũng không dám mắng những lời như vậy, Lý Trường Thọ chỉ có thể thầm than trong lòng. Hắn nhanh chóng nhảy ra khỏi hố sâu, tiện tay thu hồi cỗ đạo nhân giấy kia, chạy vội về phía rừng rậm bên cạnh. Trên không trung, mây đen cuồn cuộn kia cấp tốc ngưng tụ thành một đóa mây xám nhỏ, vững vàng dừng ở trên không Lý Trường Thọ, thỉnh thoảng hạ xuống một đạo thần lôi màu đỏ tím. Đối mặt với thiên kiếp, Lý Trường Thọ không có cách nào ẩn nấp, chỉ có thể không ngừng ngạnh kháng. Cũng may lúc này đã không phải lúc vừa mới độ kiếp, dù là lại gặp 12 đạo thiên phạt, Lý Trường Thọ cũng sẽ không chịu tổn thương quá nặng. Vào giờ phút này, hắn vô cùng tưởng niệm Vân Tiêu tiên tử, khục, Hỗn Nguyên kim đấu. Dần dần, tiết tấu thiên phạt rơi xuống, nhàn nhã và thoải mái, giống như có một vị lão nhân ngồi ở trên đóa mây xám này, pha một bình cổ trà ngộ đạo tốt nhất, đưa vào một hơi hồng mông linh khí, cẩn thận nhấm nháp, thuận tiện vung vẩy roi thiên phạt. Ở phía dưới mây xám, đạo thân ảnh kia trốn đông trốn tây, đạo bào rách dưới, chạy trối chết, chạy cũng đều là anh tuấn tiêu sái như vậy. Nhưng Lý Trường Thọ rất nhanh liền ý thức được, chính mình thay mặt đạo nhân giấy của chính mình tiếp nhận thiên kiếp, cũng là biến tướng bảo vệ tâm huyết của chính mình. Thiên đạo công nhận đạo nhân giấy cảnh giới kim tiên của chính mình. Lập tức, Lý Trường Thọ lại nở nụ cười rạng rỡ trong khi nôn máu vào bảo nang. Nhân sinh, kỳ thật chính là như vậy, luôn luôn tao ngộ một ít đau khổ khó có thể dự liệu được. Ví dụ bị đồ vật đập khi đi bộ, luyện đan liền bị thiên phạt bổ, còn bổ chín đạo liên tiếp, một đạo lại càng mạnh hơn so với một đạo, cứng rắn đánh cho hắn trọng thương. Nhưng người tóm lại là phải học được kiên cường, tìm kiếm vui vẻ trong khó khăn, cũng là một kỹ năng cần thiết cho một người đàn ông trưởng thành. Thiên phạt cũng không phải là hoàn toàn không có chỗ tốt. Bên trong trời chiều, Lý Trường Thọ đổi một thân trường bào mới, sản phẩm của Linh Nga, nằm ở phía trên ghế bành trước đan phòng, nhìn chăm chú vào bảo nang thổ huyết hóa thành cho tàn trong lòng bàn tay, cảm thụ được dược lực của hai viên linh đan chữa thương lục phẩm, chậm rãi tản ra ở trong cơ thể chính mình, lộ ra nụ cười bình yên. Lại nhiều hơn mấy phần kháng tính đối với thiên lôi, về sau lại bị đánh, có thể giảm bớt một ít thương thế. Sau đó, Lý Trường Thọ tiếp tục sầu muộn. Nếu như chế tác mỗi cỗ đạo nhân giấy cảnh giới kim tiên, đều sẽ bị thiên phạt một lần, như vậy ai chịu nổi? Vấn đề này không có biện pháp giải quyết khác, chỉ có thể chờ đợi sau khi chính mình khỏi bệnh nếm thử một lần nữa. Nếu quả thật là mỗi một cỗ đạo nhân giấy cảnh giới kim tiên thành hình, đều cần người chế tác ngạnh kháng chín đạo thiên phạt, vậy thì chỉ có thể từ bỏ con đường này. Vì lý do ổn thỏa, sau này vào lúc lắp ráp cỗ đạo nhân giấy, cảnh giới kim tiên thứ hai lại dẫn đến thiên phạt, vậy liền trực tiếp hủy cỗ đạo nhân giấy thứ hai, xem có thể khiến thiên phạt lui về hay không. Bảo tài mặc dù chân quý, nhưng mạng nhỏ quý giá hơn. Đạo nhân giấy cảnh giới thiên tiên cũng không phải là không thể dùng, cùng lắm thì chính là chiến thuật biển người giấy, dựa vào số lượng thủ thắng. Sau khi hít một hơi nhẹ nhàng, Lý Trường Thọ dùng sức đứng dậy, toàn thân tê dại đau nhức, phảng phất như sắp dã rời. Hắn bước trở về đan phòng, tìm một tủ sách trong góc, hai tay bóp pháp quyết, thi triển hóa hình thuật đã cải tiến. Lắc mình biến hóa, hóa thành một con bươm bướm nho nhỏ, chui vào ngăn ẩn đằng sau chiếc bình ở góc tủ sách. Bên cạnh có tiếng bước chân truyền đến, đạo nhân giấy bản thể số 3 đã vào cương vị, đi đến trước lò luyện đan, ra dáng đả tọa. Trên thực tế, tâm thần của Lý Trường Thọ đã rơi vào trên người duy nhất một cỗ đạo nhân giấy. Chiến lực cảnh giới kim tiên lúc này, điều khiển cỗ đạo nhân giấy này, đi về hướng địa mạch Na Di trận đơn hướng dưới mặt đất. Hóa thân cảnh giới kim tiên, độn pháp cũng đều thông thuận như thế. Đúng vào lúc này, trong đáy lòng Lý Trường Thọ đột nhiên nổi lên một ý nghĩ có một chút hoang đường nào đó. Chính mình có phải hay không, trong lúc vô tình đã làm ra một thứ không tầm thường. Cúi đầu liếc nhìn đạo nhân giấy của chính mình, nhìn chăm chú lên viên đan dược xoay chậm chậm trên phần bụng đạo nhân giấy kia, lại liên tưởng đến phương thức tu đạo nguyên thần lưu hành hiện nay trong Hồng Hoang. Bởi vì hoàn cảnh Hồng Hoang rất thích hợp tu hành, các nơi bên ngoài Nam Thiện Bộ Châu, tùy tiện hít một hơi đều là linh khí tinh khiết, tùy tiện tìm một đỉnh núi cũng đều có thể đào ra linh mạch. Loại hoàn cảnh này, nhân tộc bước lên con đường tu hành cũng không tính khó, có tư chất, có công pháp, đều có thể đạp lên đường này, chẳng qua là vị trí từng người có thể đi đến khác biệt mà thôi. Cho nên, hệ thống tu hành lúc này, chính là trực tiếp luyện khí, tu nguyên thần, phi tiên. Nếu như hoàn cảnh bên ngoài không ưu dị như vậy, cần người tu hành không ngừng chiết xuất linh khí, tinh lọc linh khí, mới có thể thỏa mãn nhu cầu cần thiết thành tiên. Vậy chẳng phải là cần một bộ hệ thống tu hành khác, kim đan đại đạo, bí pháp đạo nhân giấy của chính mình, ngưng ngoại đan mà tăng tự thân, chỉ cần có đầy đủ thời gian, dường như có thể thôi diễn ra một hệ thống tu hành hoàn toàn mới, thích hợp với hoàn cảnh linh khí yếu ớt. Nuốt một viên kim đan vào bụng, mệnh của ta, khục, trên đỉnh đầu vẫn là mảnh thiên địa này. Ý niệm tới đây, trong đáy lòng Lý Trường Thọ nổi lên một tia báo động, dường như trong cõi u minh có một đôi tròng mắt đang nhìn chăm chú chính mình. Đây cũng không phải là nhìn chăm chú vào bản thể chính mình hoặc là hóa thân đạo nhân giấy, mà là đang nhìn chăm chú nguyên thần của chính mình, chân linh của chính mình, mang theo vài phần ý vị cảnh cáo. Lý Trường Thọ chia cắt suy nghĩ của mình thành nhiều mảnh ngay lập tức, bái một cái đối với không trung,
ngừng nhắc nhở chính mình trong đáy lòng không? Đừng liên tưởng, không thể liên tưởng. Tại sao mình luôn nghĩ về những điều vô nghĩa này? Trong nháy mắt, cảm giác bị nhìn chăm chú như vậy tan thành mây khói, Lý Trường Thọ nhẹ nhàng thở phào một cái, lập tức điều khiển cỗ đạo nhân giới cảnh giới kim tiên này độn càng sâu hơn một ít, đi về phía phụ cận Vô Thủ Sơn. Sau hơn nửa tháng điều tra, Lý Trường Thọ cũng coi như đã thăm dò rõ ràng nội tình nơi này. Tòa thành trì yêu tộc trên Vô Thủ Sơn kia tên là Thử Thiết Thành, xem như một chỗ trọng trấn của yêu tộc. Nhân tộc cùng với yêu tộc đã chiến đấu nhiều năm từ thượng cổ đến nay, nhưng nhân tộc không có cách nào hủy diệt yêu tộc cũng vô pháp hưng thịnh một lần nữa, hai bên cũng liền rơi vào giằng co. Ngoài mối quan hệ đối lập, yêu tộc cùng với nhân tộc cũng đã tạo thành một ít ăn ý, sẽ mở ra một ít thành trấn của chính mình cho hai bên, trao đổi để bù đắp cho nhau. Ví dụ, ở biên giới Bắc Câu Lô Châu, liền có thật nhiều phường trấn người yêu hỗn tạp vào trước khi khoái tư đạo nhân bị giết, phường trấn mà y đi đến là một cái trong số đó. Thử Thiết chính là một trong 10 đại yêu thánh yêu đình thời kỳ thượng cổ, tòa thành trì này được yêu tộc đặt tên như vậy để tưởng nhớ vị cao thủ yêu tộc này. Thế lực trưởng quản nơi đây là Ngư yêu tộc, cũng được coi là một tộc lớn bên trong yêu tộc bây giờ. Mấu chốt là Lý Trường Thọ tìm hiểu một hồi lâu, ai cũng không biết rõ ở bên trong yêu tộc liệu còn có cao thủ nào sống sót từ thời thượng cổ hay không. Đối với chuyện này, Lý Trường Thọ hoàn toàn không dám khinh thường. Hắn được chứng kiến chàng diện Ngư Đầu Mã Diện nghiền nát cao thủ Tu La tộc, mà Ngư Đầu Mã Diện ở bên trong đại chiến thượng cổ là cao thủ Vu tộc đi theo hậu thổ nương nương tiến vào địa phủ, thuộc về loại người vô danh kia. Nếu như dùng Ngư Đầu Mã Diện làm tiêu chuẩn cân nhắc chiến lực kim tiên bình thường thượng cổ ở bên trong Ngư yêu tộc nơi đây, nói không chừng cũng sẽ tồn tại mấy nhân vật khó chơi. Tòa sơn cốc mà Phục Hy đại lão xem bói ra cho chính mình kia chính là tộc địa của Ngư yêu tộc. Rút dây động rừng, tin tức hữu hiệu được chỉnh lý ra vào lúc này. Thử Thiết Thành thừa thải bảo tài loại tinh kim, thích hợp rèn đúc lưỡi dao. Ngư yêu tộc cũng không tính là căm thù nhân tộc, đã tồn tại được vài vạn năm lịch sử, nói chung là tuân thủ các quy tắc. Mỗi lần nhân tộc cùng với yêu tộc bộc phát xung đột, đều là án binh bất động, không nhúng tay vào. Luyện khí sĩ nhân tộc dường như vẫn luôn không để ý đến nơi đây, không có tiên môn dẫn đầu tổ chức diệt yêu. Nhưng Thử Thiết Thành trung quy vẫn là địa bàn yêu tộc, trong đó tồn tại một lượng lớn cao thủ yêu tộc nghiệp chứng thâm hậu, ngẫu nhiên cũng sẽ phát sinh sự tình luyện khí sĩ nhân tộc, sau khi ra khỏi thành bị tập kích. Luyện khí sĩ nhân tộc dám đi đến nơi đây, tự nhiên cũng đều có một chút vốn liếng, tu vi ít nhất là cất bước từ cảnh giới chân tiên hậu kỳ. Lý Trường Thọ đã tìm hiểu những tin tức này như thế nào? Đương nhiên, thu thập thông tin tình báo không thể chỉ bắt đầu từ một phía, mà còn phải có kỹ thuật. Đầu tiên, Lý Trường Thọ dùng một đạo nhân giấy lão đạo, dùng lý do cầu mua huyền kim, trà trộn vào Thử Thiết Thành. Mấy ngày sau, lại dùng hình dáng tướng mạo thiếu nữ, bà lão, đi tới tiên môn, phường trấn cách nơi đây gần nhất, tìm hiểu tin tức có quan hệ đến Ngư yêu Thử Thiết Thành. Thiếu nữ đi đến tòa tiên môn ngoài vạn dặm kia, hỏi ý lão đại gia Thủ Sơn, phải chăng có từng nhìn thấy tổ phụ của chính mình. Tổ phụ nàng nói là muốn đi đến một chỗ tên là Thử Thiết Thành, cũng không biết Thử Thiết Thành kia ở nơi nào. Bà lão thì đi tới tòa phường trấn kia, nghe ngóng có người đã từng thấy phu quân nhà mình hay không, cũng thừa cơ vơ vét lời đồn về Thử Thiết Thành. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người. Nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé, link tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh Recap Phim để cập nhật những video mới nhất nhé. Cảm ơn mọi người.